Việc này ta phải nói cho sư phụ ta, tiền bối làm như vậy, rất dễ dàng hù chết đệ tử. Hàng tuyệt lắc đầu nói, hắn thật rất im lặng. Đêm hôm khuya khoác tu luyện thần thông, giả thần giả quỷ. Vừa rồi, hắn nên trực tiếp trấn sát vị này thái thượng trưởng lão nguyên thần. Đừng đừng đừng. Lão phu đây không phải nhất thời lên tâm tư chơi bời, lão phu xin lỗi ngươi. Thái thượng trưởng lão vội vàng nói. Hàng tuyệt vui vẻ, hỏi, ngươi biết sư phụ ta. Khụ khụ, kỳ thật sư phụ ngươi là của ta đồ nhi, bao quát đương kim trưởng giáo cũng thế, thái thượng trưởng lão ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ ven vang đắc ý bộ dáng nhưng mà hàng tuyệt mặt không đổi sắc cũng không có động dung thái thượng trưởng lão dáng tươi cười lập tức đổ xuống tới hậu bối này hẳn là không tin hàng tuyệt mở miệng nói vậy chuyện tối nay ta coi như không có phát sinh ngươi đi đi thật chứ từng thái thượng trưởng lão lập tức quay người rời đi vừa đi mấy bước hắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói tiểu tử lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ muốn hay không kế thừa lão phu y bác hàng tuyệt nhíu mày hỏi cái gì y bác? Lão phu đem cái thế công pháp thiên cương kim thân truyền thụ cho ngươi, muốn luyện sao? Toàn bộ Ngọc Thanh Tông, chỉ có trưởng giáo cùng lão phu biết. Thiên cương kim thân. Nghe tốt ngư phê. Hàng tuyệt nhãn tình sáng lên. Có thế nghĩ lại, không thích hợp, hai người lần đầu gặp mặt cũng không vui sướng, lão đầu này vì sao truyền cho hắn công pháp? Nhất định có bẫy. Muốn hố ta. Hàng tuyệt lắc đầu nói, được rồi, đa tạ tiền bối hảo ý. Thái thượng trưởng lão dáng tươi cười lần nữa ngưng kết, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Sau nửa canh giờ, Hàng Tuyệt rời đi động phủ, hướng phía Ngọc U Điện bay đi. Hắn đi vào trước đại môn quỳ xuống. Đại môn ầm vang mở ra. Hàng Tuyệt cấp tốc đi vào. Vì sao đêm khuya đến thăm? Khi tuyền tiên tử mở miệng hỏi, nàng không có mở mắt. Hàng Tuyệt quỳ gối trước mặt nàng, đem vừa rồi phát sinh hết thảy như nói thật đi ra. Khi tuyền tiên tử mở mắt, nhíu chặt lông mày. Trong nội tâm nàng không vui. Tử lão đầu này lại không an phận. Ngươi kém chút giết hắn. Khi Tuyền tiên tử tò mò hỏi. Hàng Tuyệt vào đầu nói, tiền bối đang tu luyện thần thông, ta cũng chỉ là có thế ngăn cản mà thôi, những này đều không trọng yếu, sư phụ, hắn có thể hay không lại đến quấy rối Đồ Nhi. Đồ Nhi cũng không muốn mỗi đêm lo lắng hải hùng. Yên tâm đi, ngày mai vi sư liền đi tìm hắn, nếu là hắn dám lại đến, vi sư tự mình động thủ. Đa tạ sư phụ. Từng. Hàng Tuyệt thở dài một hơi, lần này hắn triệt để thả lỏng. Trước khi đi, hắn tò mò hỏi, sư phụ, thiên cương kim thân lợi hại sao, vị tiền bối kia muốn truyền thụ ta công pháp này. Lợi hại, có thể xưng Ngọc Thanh Tông mạnh nhất công pháp, sau Ngọc Thanh Quyết còn muốn cường hoành hơn, bất quá luyện trước đó cần chém rụng nhân căng. Như thế nào nhân căng? Nam Nhi gốc rễ. Hàng tuyệt muốn chửi ầm lên. Quả nhiên. Lão già kia không có ý tốt. Chờ chút. Nói như vậy. Thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo đã. Hàng tuyệt phát hiện một cái kinh thiên bát quái, chỉ cảm thấy tam quan nát. Việc này không được truyền ra ngoài. Khi tuyền tiên tử nghiêm túc nói đồ nhi minh bạch. Hàng tuyệt nói xong là xong lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Trở lại động phủ, hàng tuyệt còn tại muốn thiên cương kim thân. Cách không được Lý Khanh Tử cho dù ưa thích ghi tuyền tiên tử, hai người cũng không kết đạo lữ. Hay là tiền bối hôn ác A, à, đồng dạng là rời xa nữ nhân, bọn hắn trực tiếp chặt đứt chính mình. Hàng tuyệt bội phục, đồng thời ở trong lòng cho thái thượng trưởng lão đánh lên không thể tin nhãn hiệu. Ngày kế tiếp hừng đông. Hàng tuyệt khởi hành tiến về nội môn thành trì. Nội môn khảo hạch tốt 10 mạnh đấu pháp tại giữa trưa chính thức mở ra nội môn khảo hạch cùng nội môn thi đấu khác biệt nội môn khảo hạch là thông hướng đệ tử tinh anh đường tắt có thể tự do báo danh nội môn thi đấu thì là 18 ngọn núi đấu pháp quyết ra xếp hạng lẫn nhau khích lệ đài đấu pháp đã dựng tốt ở vào thành trì trung ương trên quảng trường dài rộng trăm trường chung quanh đã người ta tấp nập không ít đệ tử đáp lấy phi kiếm lơ lửng giữa không trung mười phần tráng quan sư đệ ngươi rốt cuộc đã đến thường nguyệt nhi lập tức nhào lên hưng phấn nói ngọc u phong tới mười mấy vị đệ tử tất cả đều vây tới vì hàng tuyệt ủng hộ động viên Hàng tuyệt nhìn thấy nhiều người như vậy, không khỏi nhíu mày. Nhiều người như vậy, làm sao diễn? Bằng không dứt khoát một chút. Trực tiếp toàn dây. Hàng tuyệt lâm vào đang do dự. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại, chu phàm ngay tại ánh mắt sáng trực nhìn mình chằm chằm, tràn ngập chiến ý. Hàng tuyệt không hiểu thấu. Ta lúc nào trêu chọc hắn rồi. Chu Phạm nhớ tới mặt phục cừu nói cho hắn biết nói, lần này nội môn trong khảo hạch, hắn đối thủ lớn nhất chính là Hàng Tuyệt. Mặt phục cừu nói, Hàng Tuyệt vẫn giấu kín lấy thực lực, đã không kém hơn đệ tử tinh anh. Nguyên nhân chính là như vậy, Chu Phàm một mực cầm Hàng Tuyệt làm địch giả tưởng. Hắn rất không hiểu Hàng Tuyệt. Tư chất rác tuyệt, tướng mạo kinh diễm, vì sao như vậy đều thấp? Nghe nói Mạc Trúc coi trọng Hàng Tuyệt, nhưng Hàng Tuyệt một mực tránh né. Hàng Tuyệt càng biết điều, Chu Phàm liền càng lòng chua sót. Bất quá ta đã có pháp bảo mạnh mẽ, hắn định không phải là đối thủ của ta. Chu Phàm kiên định nghĩ đến. Lúc này, Mạc trúc bỗng nhiên đi vào hàng tuyệt trước mặt hưng phấn nói hàng huynh ta tin tưởng ngươi nhất định có thế đoạt lấy thứ nhất thường nguyệt nhi cảnh giác nói ngươi là ai a à? mặt trúc nhìn về phía nàng hai nữ đều là nhìn đối phương khó chịu hàng tuyệt nhìn thấy các nàng sắp bộc phát mâu thuẫn cảm thấy không ổn phu quân một đạo tiếng cười truyền đến hàng tuyệt quay đầu nhìn lại hình hồng tuyền vậy mà tới thường nguyệt nhi mặt trúc cùng nhau quay đầu nhìn lại hỏng bét sao hỏa đụng phải trái đất hàng tuyệt lập tức quay người rời đi rời xa thị phi chi địa ba nữ nhưng không có theo sau mà là tiến tới cùng nhau bắt đầu đối chọi gay gắt chung quanh ngọc u phong đệ tử thì rất hâm mộ hàng tuyệt dáng dấp đẹp mắt chính là không có sợ hãi a à. nhiều như vậy mỹ mạo sư muội vội vàng đưa tới cửa hắn còn chưa để ý bị thiên kiển giữa trưa nội môn thảo hạch chính thức bắt đầu lần này chủ trì nội môn thảo hạch là thiên lôi phong đạo lôi lão tiên mặt khác 17 ngọn núi chấp giáo trưởng lão đều không có đến tới đều là phổ thông trưởng lão chấp sự, đường chủ các loại, quan chiến đệ tử nội môn, phàm nhân nô bộc vượt qua 2.000 người. Đệ tử nội môn mặc dù không tính đông đảo, nhưng ở nội môn trong thành trì có không ít phàm nhân nô bộc. Trận đầu đấu pháp, chính là hàng tuyệt lên đài. Hàng tuyệt nghe được mình bị kêu tên về sau, lập tức lên đài. Ngọc U Phong hàng tuyệt, đối chiến, thiên lôi phong chu phàm. Hoa. Chu phàm tên vừa ra, dưới đài xôn sao. Gần nhất, chu phàm là trong nội môn nổi danh nhất đệ tử, hắn có thể nói là củi một nghịch tập, nghe nói trong tay có nhất phát bảo, gặp người dây người, đánh đâu thắng đó, tình thế cực kỳ tấn mãnh. Chu Phạm ôm quyền cười nói, Hàng Huynh, lần này ngươi nhưng phải dốc hết toàn lực. Hàng Tuyệt mặt không biểu tình, hỏi, thật chứ? Thật. Chu Phạm nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay toát ra một tòa chuông nhỏ màu đen, xâm nhiên quỷ bí. Phụ cận trên một tòa lầu cát, trưởng lão, các chấp sự đều là nhíu mày. Bọn hắn đã sớm nghe nói Chu Phạm có nhất pháp bảo, rất mạnh, Nghe nói bảo vật này hay là Chu phàm sen lẫn pháp bảo? Như thế nào sen lẫn pháp bảo? Chính là theo người cùng nhau sinh ra, bình thường mà nói, sen lẫn pháp bảo đều là tiên tổ, loại người này cho dù tư chất không được, có tiên tổ khí vận che chở, thành tựu cũng sẽ không thấp. Hôm nay gặp mặt bảo vật này, bọn hắn đều cảm thấy khó lường. Chu phàm tại lần này nội môn trong thảo hạch có lẽ thật có thể đoạt được đệ nhất. Nhìn thấy Chu phàm tự tin như vậy, hàng Tuyệt quyết định làm thật tại chu phàm không có thể hiện ra thực lực cường đại trước đem nó đánh bại dạng này lực ảnh hưởng liền sẽ không lớn nếu không chu phàm nếu là biểu hiện được đủ mạnh hàng tuyệt lại đem nó đánh bại muốn điệu thấp đều không được nhiều người như vậy quan chiến hàng tuyệt không có khả năng kéo tới tất cả mọi người rời đi nghĩ xong hàng tuyệt cất bước đi hướng chu phàm mặt trúc sắc mặt nghiêm túc nói chu phàm xen lẫn pháp bảo rất mạnh bởi vì bảo vật này sư phụ phá lệ đem hắn thu làm đệ tử thân truyền thường nguyệt nhi kinh thường nói cùng ta hàng sư đệ so hắn kém xa hình hồng tuyền không có mở miệng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hàng tuyệt chu phàm một mặt nụ cười tự tin bất quá nhìn thấy hàng tuyệt trực tiếp hướng mình đi tới hắn hay là không hiểu tâm hoảng bởi vì hắn nghe mặt phục cừu thường xuyên thổi hàng tuyệt dần già hắn đã cảm thấy hàng tuyệt rất mạnh hôm nay ta liền muốn đánh bại hắn nhất phi trùng thiên ngươi nhìn kỹ ta muốn để ngươi hối hận để cho ngươi minh bạch ngươi nhìn lầm chu phàm yên lặng nghĩ đến vừa nghĩ tới tấm kia lúng đồng tiền như hoa gương mặt xinh đẹp hắn liền nổi giận hắn giơ lên chuông nhỏ màu đen chuẩn bị thể hiện ra phong mang của mình. Hắn mặt lộ điên cuồng dáng tươi cười. Thiên kiêu thì như thế nào? Hôm nay ta Chu Phàm liền muốn đường đường chính chính đánh bại Thiên kiêu. hưu Một đạo kiếm quang lập lòe, sáng rõ Chu Phàm vô ý thức nhắm mắt. Phốc. Chu Phàm bị đánh cho thổ huyết bay ngược, giống như như diều đứt dây, bay thẳng ra đài đấu pháp. Tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn cũng còn không có lấy lại tinh thần mà tới. Đấu pháp bắt đầu rồi. Đấu pháp kết thúc, liền ngay cả tọa trấn lần này nội môn khảo hạch đạo lôi lão tiên cũng không khỏi trừng to mắt. Hàng tuyệt thu tay lại, sau lưng kiếm ảnh cấp tốc biến mất, chỉ xuất hiện không đến 2 giây. Hắn quay người hướng phía đạo lôi lão tiên xoay người ôm quyền. Đạo lôi lão tiên lấy lại tinh thần mà đến, tuyên bố, Ngọc U Phong hàng tuyệt chiến thắng. Oanh! Toàn trường oanh động, các nam đệ tử cũng đang thảo luận, các nữ đệ tử nhìn về phía hàng tuyệt ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nhanh như vậy. Chu Phàm không gì hơn cái này a, à. Là hàng tuyệt quá mạnh hàng tuyệt là ai a à, ngọc u phong khi nào ra dạng này một vị thiên kiêu hắn dáng dấp như thế tuấn hẳn là chính là các nữ đệ tử thường xuyên thảo luận vị kia hàng tuyệt cấp tốc xuống đài tan biến tại trong biển người bởi vì đài đấu pháp không có gặp phải phá hư trận thứ hai đấu pháp rất nhanh liền bắt đầu chu phàm tại một đám thiên lôi phong đệ tử nâng đỡ rời khỏi đám người khóe miệng của hắn còn mang theo vết máu sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần cả người hồn bay phách lạc đã kích quá lớn hắn đều không rõ ràng chính mình là thế nào bại nhưng bị tam thanh tuyệt ảnh kiếm đụng vào trong nháy mắt hắn ngửi được khí tức tử vong hắn hiểu được hàng tuyệt có thể giết chính mình trước một giây hắn còn tinh tâm tràn đầy sau một giây hắn liền rớt xuống đài đấu pháp chu phàm hận tìm không được một cái lỗ để chui vào hắn hiểu được chính mình muốn biến thành chê cười thường nguyệt nhi hình hồng tuyền mặc chút muốn tìm hàng tuyệt lại phát hiện tìm không thấy gia hỏa này hàng tuyệt giấu ở trong đám người yên lặng quan chiến một lúc lâu sau ngũ cường quyết ra năm vị đệ tử đem rút thăm quyết ra người luân không người luân không trực tiếp tấn cấp tiền tam cường các đệ tử cũng không có ý kiến đến một bước này mọi người thực lực sai biệt cũng không lớn ai cũng khả năng ba vị trí đầu vận khí vốn là trên con đường tu hành không thể thiếu đồ vật hàng tuyệt do dự nếu là chính mình luân không trở thành tiền tam cường có hay không có thể trực tiếp từ bỏ dù sao ba vị trí đầu có thể lựa chọn tiên thiên động phủ có thể lời như vậy ảnh hưởng của hắn liền sẽ xuống đến thấp nhất hắn yên lặng cầu nguyện người luân không, ngọc u phong hàng tuyệt. Đạo lôi lão tiên mở miệng tuyên bố, bốn vị khác đệ tử hướng hàng tuyệt quan tới hâm mộ cùng cảnh giác ánh mắt. Bọn hắn đều mắt thấy hàng tuyệt dây thắng chu phàm, tên này linh lực đều không có làm sao tiêu hao, hoàn toàn là trạng thái toàn thịnh. Hàng tuyệt cuồng hỉ, hắn yên lặng đi xuống đài. Thường Nguyệt Nhi ba nữ lập tức vây tới, để hắn không kịp đào tẩu. Sư đệ, lần này ngươi rất có hy vọng đoạt được thứ nhất a. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói. mặt Trúc, hình hồng tuyền cũng rất kích động các nàng đều ái mộ hàng tuyệt tự nhiên hy vọng nhìn thấy hàng tuyệt xuất tẩn đầu ngọn gió hàng tuyệt lắc đầu nói ta không được đi đến nơi này đã rất không dễ dàng chính hướng nơi này chen tới chu phàm nghe chút kém chút không có nghẹn đi qua hắn còn muốn thỉnh giáo hàng tuyệt đánh bại chính mình một chiêu kia là pháp thuật gì kết quả nghe được lời như vậy chu phàm khí cấp công tâm nhịn không được phun máu đem phía trước một tên đệ tử phun đầu đầy là máu hắn liền vội vàng xoay người rời đi hàng tuyệt quay đầu nhìn lại đã không nhìn thấy chu phàm thân ảnh sau đó hai trận đấu pháp đều vô cùng đặc sắc pháp khí pháp thuật thân pháp phù chú các loại hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế bốn vị đệ tử thực lực đều rất toàn diện có thể nói là thế lực ngang nhau vô luận ai thắng ai thua đều cống hiến ra đặc sắc biểu hiện tam cường lên đài ba người riêng phần mình một trận chiến mỗi người chiến hai trận toàn thắng là thứ nhất tên một thắng một thua là người thứ hai hai thua là người thứ ba đạo lôi lão tiên mở miệng nói hàng tuyệt bỗng nhiên nhấc tay nói trưởng lão ta nhận thua trước đó vì nhanh chóng chiến thắng đối thủ, linh lực của ta hao hết, còn chưa khôi phục, trực tiếp để bọn hắn hai người quyết một trận thắng thua đi, ta cam nguyện làm người thứ ba. Hoa. Tất cả mọi người xôn xao, thường miệt nhi ba nữ cũng trừng lớn đôi mắt đẹp. Đám người chu phàm nghe chút, không khỏi sửng sốt. Thật sự là như vậy. Nếu như không phải như vậy, hàng tuyệt vì sao nhận thua? Nguyên lai ta không có yếu như vậy a. À? Chu phàm đối với người độ thiện cảm tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là hai tinh. Hàng tuyệt nhìn thấy trước mắt hàng chữ này, thầm nghĩ bệnh tâm thần đạo lôi lão tiên nhìn thật sâu một chút hàng tuyệt sau đó gật đầu sửa đổi quy tắc hàng tuyệt là người thứ ba hàng tuyệt lập tức xuống đài sau đó đấu pháp so với lúc trước đặc sắc trình độ yếu nhược một chút hai người đều đã tiêu hao không ít linh lực hàng tuyệt cảm thấy mình có thể một chọi hai cuối cùng tiền tam cường quyết ra lần này nội môn thảo hạch kết thúc tiền tam cường đi theo đạo lôi lão tiên tiến về chủ phong ngự kiếm phi hành trên đường hàng tuyệt trước mắt hiện ra ngươi tại nội môn trong khảo hạch điệu thấp thu hoạch được ba vị trí đầu, thu hoạch được một kiện linh bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thất phẩm linh bảo, Kim Thiền Huyền Thần Y. Kim Thiền Huyền Thần Y, thất phẩm linh bảo, có thể tự động chống cự công kích của địch nhân, lớn nhất có thể chống đỡ ngự hóa thần tu sĩ một kích, nếu là rót vào linh lực, lực phòng ngự đem tăng cường. Hàng Tuyệt nhíu mày. Chống cự hóa thần tu sĩ một kích, lợi hại như vậy. Không hổ là so pháp khí, pháp bảo càng mạnh linh bảo. Thất phẩm linh bảo, hẳn là còn có lục phẩm, ngũ phẩm đến nhất phẩm nhất phẩm linh bảo lại được mạnh cỡ nào? Hàng tuyệt yên lặng suy đoán. Tâm tình của hắn vui vẻ. Một đợt này quá sung sướng đi, đạt được kim thiền huyền thần y, an toàn của hắn cảm giác tăng nhiều, lại thêm tiên thiên động phủ, có thể nói là thu hoạch lớn. Mặc vào kim thiền huyền thần y, là hắn có thể an tâm tu luyện, không sợ đánh lén. Hóa thần tu sĩ cực kỳ ít, giống Ngọc Thanh Tông mấy trăm năm khó sinh ra một vị. Bất quá kim thiền huyền thần y chỉ có thể bảo hộ hắn, đụng vào hắn tu sĩ Nguyên Anh, đối phương không giết được hắn, hắn cũng giết không được đối phương hàng tuyệt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Làm thứ ba cao hứng như vậy. Chẳng lẽ là hy tuyền tiên tử để cho ngươi chỉ tranh thứ ba? Đạo lôi lão tiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phía trước hai vị đệ tử đi theo quay đầu nhìn về phía hàng tuyệt, biểu lộ cổ quái. Bọn hắn không ngốc, cũng cảm thấy hàng tuyệt nhận thua quá quỷ dị, bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt, cho nên bọn hắn không có chất vấn. Hàng tuyệt hồi đáp, vãn bối không phải cao hứng thu hoạch được thứ ba, chỉ là lần đầu tiên tới chủ phong rất kích động, sư phụ cũng không có để cho ta chỉ tranh ba vị trí đầu, ta nhập phong muộn, mặc dù trở thành đệ tử thân truyền, nhưng sư phụ nói hết sức liền tốt. Đạo lôi lão tiên hừ một tiếng, hiển nhiên không tin. Chu Phàm là hắn đệ tử thân truyền, hàng tuyệt chỉ đánh bại Chu Phàm, liền nhận thua, không thể nghi ngờ là hao tổn thiên lôi phong mặt mũi, nhưng hắn thân là tiền bối, lại không thể trực tiếp chỉ trích. Hàng tuyệt hướng hai vị khác đệ tử lễ phép tính cười cười. Ba người cũng không có quá nhiều giao lưu, lập tức cũng không thích hợp giao lưu cũng không lâu lắm. Bọn hắn tiến vào chủ phong. Đạo lôi lão tiên dẫn bọn hắn gặp mặt tỉnh tư chân nhân, sau đó chính mình dẫn đầu rời đi. Lần này nội môn khảo hạch ba hạng đầu đều có thể tấn cấp làm đệ tử tinh anh, mặt khác, các ngươi có thể lựa chọn tiên thiên động phủ, do hạng nhất trước tuyển. Tỉnh tư chân nhân mặt không thay đổi nói ra, nàng không lộ ra dấu vết lường hàng tuyệt một chút. Kẻ này vậy mà có thấy ba vị trí đầu. Xem ra tuyền nhi không thấy nhìn lầm. Thiên tư của hắn xác thực khó lường. Hai vị đệ tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, rất hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết được tiên thiên động phủ tỉnh tư chân nhân tay phải vung lên xuất hiện trước mặt một mảnh quan cảnh theo thứ tự là ba tòa tiên thiên động phủ cái này ba tòa tiên thiên động phủ quay chung quanh tại một mảnh dãy núi biên giới hàng tuyệt nhìn lướt qua đoán chừng là ngọc thanh tông địa đồ đây là đem chúng ta an bài trở thành bảo an hàng tuyệt trong lòng đậu đen rau muốn ba tòa động phủ vừa vặn đem 18 ngọn núi vây quanh đậu đen rau muốn về đậu đen rau muốn tiên thiên động phủ lực hấp dẫn quá lớn tương đương với miễn phí linh trì hàng tuyệt nhìn hiện tại hắn có kim thiền huyền thần y, cũng không sợ uy hiếp. Tỉnh tư chân nhân bắt đầu giới thiệu ba tòa động phủ. Tòa thứ nhất tiên thiên động phủ, hỏa linh khí, phong linh khí cực kỳ nồng đậm. Tòa thứ hai tiên thiên động phủ, thủy linh khí, hỏa linh khí, một linh khí tương đối nồng đậm. Tòa thứ ba tiên thiên động phủ, linh khí mặc dù đạt tới linh trì linh khí mức độ đậm đặc, nhưng linh khí thuộc tính hỗn tạp. Không có ngoài ý muốn. Tòa thứ ba tiên thiên động phủ thuộc về hàng tuyệt. Có thể đạt tới bước này tu sĩ đều là tam linh căn, tứ linh căn thiên tài, nhưng tu một loại linh khí, sở dĩ phải lựa chọn trước hai tòa tiên thiên động phủ. Hàng tuyệt không được chọn, mà đạt được thích hợp nhất chính mình tiên thiên động phủ. Lựa chọn kỹ càng tiên thiên động phủ về sau, hàng tuyệt đạt được một tấm lá bùa. Xé mở lá bùa, liền có thể tìm tới mục tiêu. Ba người đi lễ rời đi. Đi ra đại điện về sau, hàng tuyệt trực tiếp xé mở lá bùa, một con bồ câu màu vàng trống rỗng xuất hiện, hướng về phương xa bay đi, hàng tuyệt lập tức đi theo. Hai người khác chào lẫn nhau, đi theo rời đi. Đi theo bộ câu màu vàng bay nửa giờ, hàng tuyệt rốt cuộc tìm được tiên thiên động phủ. Động phủ này ở vào trong một mảnh núi rừng, bộ câu màu vàng bay vào vách núi, vách núi nổi lên quang mang, hàng tuyệt cảm nhận được có linh lực ba động, đoán chừng trước đó có pháp trận tồn tại. Vách núi huyển hóa ra một cái cửa hang, hàng tuyệt lập tức đi vào trong đó. Đường hang có thế dung ba, bốn người cũng đi, đi qua 50 bước, hắn nhìn thấy động thất, động thất rất lớn, vách động ẩm ướt, đỉnh động có miệng, gió rét thổi tới, tại động thất trung ương còn có một mảnh bốc hơi nóng ao nước, mọc ra không ít cây rong. Hàng Tuyệt cảm nhận được linh khí nồng nặc, xác thực không kém hơn nội môn linh trì, thậm chí càng nồng một phần. Sáu loại thuộc tính linh khí đều có. Hàng Tuyệt vừa lòng thỏa ý. Hắn lấy trước ra Kim Thiền Huyền Thần Y, mặc lên người, lại phủ thêm Ngọc Thanh Tông Đạo bào. Vừa mặc vào này linh bảo, Hàng Tuyệt cảm giác cả người khí chất cũng thay đổi. Tốt có cảm giác an toàn. Hàng Tuyệt cười đến rất vui vẻ, hắn một lần nữa đi đến cửa hang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Thuộc về riêng mình hắn động phủ, làm sao cũng phải đề danh a hắn lấy chỉ làm kiếm tại trên cửa hang khắc chữ nhịn nhất thời trời cao biển rộng hàng tuyệt hài lòng gật đầu chữ viết đến không sai cứng cấp hữu lực có thế thể hiện ra hắn kiếm khí cường đại đề danh về sau hàng tuyệt tại phụ cận bổ cây hắn muốn tạo chỗ bàn ghế giường ngọc u điện khi tuyền tiên tử mặt không biểu tình thường nguyệt nhi ở trước mặt nàng giảng thuật nội môn khảo hạch nghe được hàng tuyệt tiến vào ba vị trí đầu sau trực tiếp nhận thua khóe miệng của nàng liền không khỏi co rúng tiểu tử này thật không có chí khí đi khi tuyền tiên tử thưởng thức hàng tuyệt hướng đạo chi tâm nhưng không thể nào hiểu được hắn vì sao như vậy sợ làm náo động sợ đến quá mức mấu chốt là hàng tuyệt tướng mạo còn cực kỳ xuất chúng nghĩ không ra đầu ngọn gió cũng khó khăn sư phụ hàng sư đệ khi còn bé có phải hay không tao ngộ qua hãm hại thường nguyệt nhi hỏi khi tuyền tiên tử như có điều suy nghĩ xem ra cần phải hỏi một chút thiết lão hẳn là thiết lão từng tra tấn qua hàng tuyệt nghĩ đến đây nhi khi tuyền tiên tử ánh mắt lạnh lẽo nàng vốn là đối với thiết lão không ưa nếu không có thiết lão ở ngoại môn công lao lớn, cho dù trúc cơ vào nội môn, cũng không có người nguyện ý thu, bởi vì tư chất quá kém. Nội môn khảo hạch sau khi kết thúc, hàng tuyệt không có gây nên quá lớn tiếng vọng, các đệ tử nhất lên hắn cũng là cười một tiếng mà qua. Hàng tuyệt cũng không có lại đi nội môn thành trì, một mực đợi tại tiên thiên động phủ tu luyện. Hắn chuẩn bị sớm ngày luyện thành kim đan. Hắn sáu hệ linh khí đã đạt tới trúc cơ cảnh chính tầng, chỉ cần luyện thêm đến viên mãn, liền có thể thành tựu kim đan. Hàng tuyệt ý chí chiến đấu sụp sôi đạt tới kim đan cảnh là hắn có thể thi triển lục đạo luân hồi công thần thông lục đạo luân hồi công tự mang thần thông bất quá cần đạt tới cảnh giới nhất định kim đan cảnh liền tự mang một loại thần thông sau nửa tháng có người đến đây bái phỏng mặc phục cừu cùng chu phàm hai người nhìn qua trên cửa hang khắc lấy bảy chữ lập tức lâm vào im lặng bên trong những nhất thời trời cao biển rộng thật đúng là phù hợp hắn liệu tính hàng huynh đệ mặc phục cừu đến đây bái phỏng mặc phục cừu ông quyền hô qua mấy giây cửa động mở rộng. Hai người lúc này đi vào. Lần nữa nhìn thấy Hàng Tuyệt, hai người nhìn thấy hắn tại bên cạnh ao ngồi xuống tu luyện. Hàng Tuyệt mở mắt hỏi, hai vị huynh đệ tới tìm ta chuyện gì? Chu Phàm phức tạp theo dõi hắn. Mặc Phục Cừu cười nói, gần nhất thanh minh ma giáo cùng chúng ta Ngọc Thanh Tông ma sát càng lúc càng lớn, không chừng một ngày nào liền sẽ toàn diện khai chiến, chúng ta muốn mời ngươi cùng đi làm nhiệm vụ, việc đi thanh minh ma giáo một chỗ phân đà, nghe nói phân đà kia có không ít linh đang dịu dược, có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Trước khi đến, mặc phục cừu liền nghĩ qua muốn đã động hàng tuyệt hay là đến cầm tu luyện tới nói sự tình hàng tuyệt lắc đầu nói đa tạ hảo ý của các ngươi ta tạm thời không muốn rời đi ta phải bế quan đột phá bế quan đột phá hai người sửng sốt chu phàm nhịn không được hỏi ngươi muốn thành tựu kim đan cảnh hàng tuyệt gật đầu kim đan cảnh không có tốt như vậy đột phá gặp phải thiên kiếp so trúc cơ cảnh lúc còn kinh khủng hơn ngươi đến dựa vào một chút độ kiếp đan hóa giải thiên lôi chi lực củng cố đạo tâm mạc phục cừu nhắc nhở Chu Phàm nói theo, nhiệm vụ lần này căn hệ trọng đại, nếu là chúng ta biểu hiện tốt, nhất định kiến công, ngày sau ở trong Ngọc Thanh Tông địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, còn có thể tu chân giới xông ra một phen thanh danh. Ngươi đạt được đồng môn đệ tử mời, đối mặt danh lợi, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, đáp ứng bọn hắn, cùng nhau đi kiến công, có thể đạt được một khối linh thạch hạ phẩm. Hai, cự tuyệt bọn hắn, điều thấp tu luyện, có thể đạt được một kiện pháp khí. Hàng tuyệt trước mắt bỗng nhiên toát ra ba hàng chữ. Cái này. Còn cần tuyển. Hàng tuyệt nghĩa chính ngôn từ nói, thật có lỗi, ta đối với danh lợi không có hứng thú, chỉ muốn chân thật tu luyện, ngày khác nếu là Ngọc Thanh Tông gặp nạn, ta tất nhiên phấn đấu quên mình, phấn thân toái cốt, nhưng ngay sau đó, ta không muốn rời đi Ngọc Thanh Tông. Mặc cho mặt phục cừu, chu phàm như thế nào khuyên nhủ, hàng tuyệt chính là không hé miệng. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Rời đi động phủ về sau, hai người bay ra một khoảng cách. chu phàm nhịn không được nói, hắn mặc dù lợi hại, nhưng không khỏi quá nhát gan đi. Nói dễ nghe, theo chu phàm chính là sợ chết. Hắn từ Ngọc U Phong đệ tử trong miệng nghe qua, hàng tuyệt cái gì cũng tốt, chính là lá gan quá nhỏ. Mặt phục cừu lần này không có giúp hàng tuyệt giải vây, giận dữ nói, tu hành một thế, không có khả năng một mực bế quan, người ta đều là phàm nhân, hay là đến tranh cơ duyên, chờ xem đi, hắn sớm muộn sẽ tỉnh ngộ. Chu phàm gật đầu. Hắn bỗng nhiên chờ mong nhiệm vụ lần này chi hành. Một khi đạt được những linh đang dịu dược kia, hắn có lẽ có thế siêu việt hàng tuyệt. Nghĩ đến đây, Chu phàm trong lòng lửa nóng. Trước đó tại nội môn trong khảo hạch bị hàng tuyệt trực tiếp dây, cho hắn trong lòng tạo thành cực lớn thương tích hắn mặc dù không hận hàng tuyệt nhưng vẫn muốn tìm về mặt mũi chúc mừng ngươi thu hoạch được tiểu càng khôn yêu đái tiểu càng khôn yêu đái ẩn chứa một mảnh khổng lồ không gian giới tử có thể làm nhẫn trữ vật túi trữ vật sử dụng đai lưng co vào tự nhiên không dễ bị phá hủy hàng tuyệt nhíu mày nhìn về phía trong tay tiểu càng khôn yêu đái tiểu càng khôn yêu đái như là một bức tranh chỉ là bức tranh này rất hẹp hắn đem thần thức dò vào trong đai lưng bên trong là một mảnh không gian giới tử chừng ngàn mét khối so với hắn túi trữ vật lớn hắn lập tức nhỏ máu nhận chủ. Sau khi thành công, lại đem trong túi trữ vật đồ vật tất cả đều ném vào tiểu càng không yêu đái bên trong, lại đem đai lưng thắt ở cái hông của mình. Tiểu càng không yêu đái có chút co rụt lại, chăm chú kìm chặt hắn áo bào, nhưng hắn eo cũng không có trói buộc cảm giác, cũng không có nông rộng cảm giác, rất dễ chịu. Hàng tuyệt đồ bẩn trong chốc lát, liền tiếp theo tu luyện. Hai năm thoáng qua tức thì, hắn sáu hệ linh lực tất cả đều đạt tới viên mãn. Hắn chuẩn bị độ kiếp. Hắn trực tiếp mở ra kết giới công năng, ở trong động phủ độ kiếp. Kim đang cảnh thiên kiếp mặc dù bá đạo, nhưng còn chưa tới phá hủy ngọn núi tình trạng, chủ yếu là tập kết tại người đột phá đỉnh đầu. Nghe nói Kim đang cảnh thiên kiếp dễ dàng sinh ra tâm ma. Mười vị tu sĩ trúc cơ, chỉ có hai ba thế năng đột phá thành công. Hoặc là bị thiên kiếp đánh chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Hàng tuyệt tư chất tuyệt đỉnh, lại tu luyện đỉnh cấp công pháp, tự nhiên không sợ những thứ này. Theo hắn không ngừng thôi động tâm pháp, đỉnh đầu trống rỗng tụ tập được mây đen, lôi điện lập lòe. Cùng lúc đó, một thanh âm tại hàng tuyệt trong lòng vang lên. Ngươi muốn cái gì? Danh. Lợi. Nữ nhân. Ngươi đã đủ mạnh, đừng lại ẩn nhẫn, hướng thế nhân hiện ra sự cường đại của ngươi đi. Đạo thanh âm này tựa như ma quỷ, không ngừng mê hoặc hàng tuyệt. Hàng tuyệt thờ ơ, thậm chí muốn cười. Đây chính là tâm ma. Đều không đủ lấy để cho ta phá phòng. Hàng tuyệt hai tay biến ảo, thể nội linh lực đi theo phun trào. Trúc cơ, kết kim đan. Trong đan điền của hắn bắt đầu tụ tập linh lực, tựa như trong cơ thể con người trung tâm vòng xoáy từng đạo thiên lôi bỗng nhiên từ trong mây đen bổ ra không ngừng rơi trên người hàn tuyệt hàn tuyệt trực tiếp thi triển lục đạo luân hồi công hấp thu thiên lôi sáu hệ linh lực đổ kiếp đơn giản ổn đến không được hàn tuyệt lôi linh căng không cách nào hoàn toàn hấp thu thiên lôi nhưng dựa vào mặt khác linh lực chống cự khiến cho hắn cảm giác không đau không ngứa rất nhanh hắn liền phát hiện không phải linh lực của hắn cường hãn mà là kim thiền huyền thần y cái này linh bảo vậy mà có thể giúp một tay đổ kiếp hàn tuyệt ngạc nhiên nghĩ đến Kim Thiền Huyền Thần Y có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ tiến công, ngày sau độ kiếp nguyên anh, có phải hay không cũng có thể. Hàng Tuyệt kích động lên. Thật sự là bảo bối tốt a. À. Hàng Tuyệt tinh thần phấn chấn, tiếp tục độ kiếp. Sau 7 ngày, Hàng Tuyệt rốt cục độ kiếp thành công. Chúc mừng ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh, thu hoạch được một thanh tuyệt phẩm pháp kiếm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Kỳ Lân kiếm. Kỳ Lân kiếm, Kỳ Lân gân cốt chỗ tạo chi kiếm, ẩn chứa Kỳ Lân hồn phách, có trừ tà hiệu quả. Hàng Tuyệt trong tay đi theo xuất hiện một thanh kiếm, kiếm này toàn thân đen kịch, trên lưỡi kiếm bưng khảm nạm lấy kỳ lân lân phiến, chui kiếm càng là bá khí, lưỡi kiếm ba rộng cỡ ngón tay, có một mét một dài. Tay cầm kiếm này, hàng tuyệt trong lòng bàn tay cảm nhận được thanh lương. Tốt tuấn kiếm. Cùng hắn rất phối hợp. Hàng tuyệt đem kỳ lân kiếm cất kỹ, sau đó bắt đầu củng cố kim đan cảnh tu vi. Nửa tháng sau. Hắn bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ ba, đồng thời truyền thừa cái thứ nhất thần thông. Lục đạo hấp hồn. Tên như ý nghĩa, thần thông này có thể hấp thu hồn phách, nhất là cô hồn giả quỷ, nắm giữ thần thông này về sau, còn có thể để hàng tuyệt nhìn thấy thường nhân không thấy được hồn thể. Hàng tuyệt học được tâm pháp về sau, liền bắt đầu tu luyện nên thần thông. Đỉnh cấp 6 hệ linh căn tư chất để hắn dùng 10 ngày học được. Thần thông chính là thần thông, sau pháp thuật càng thâm ảo hơn. Quy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Hàng tuyệt rất muốn tìm cô hồn giả quỷ thử một chút, nhưng nơi này là Ngọc Thanh Tông. Hắn điều ra bản thuộc tính của mình. Tính danh, Hàng tuyệt. Tuổi thọ, 64, 399 chủng tộc, phàm nhân. Tu vi, kim đang cảnh một tầng. Công pháp, lục đạo luân hồi công, có thế truyền thừa. Pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm, tuyệt thế, cửu long trừ ma ấn. Thần thông, lục đạo hấp hồn. Pháp khí, kim thiền huyền thần y, thất phẩm linh bảo, tiểu càng khôn yêu đái, kỳ lân kiếm. Linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn, gia tăng nhất định khí vận. Tiên thiên khí vận như sau tuyệt thế vô song, tiên tư, mỹ lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp. Tiên đế hậu duệ, thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, nghìn khối linh thạch thượng phẩm. Xem xét quan hệ nhân mạch. Tuổi thọ đã tăng tới 399 tuổi, cũng không tệ lắm. Hơn 300 năm đầy đủ hắn đột phá đến nguyên anh cảnh. Thời gian sử dụng vượt qua trăm năm, coi như hắn thua. Hàng Tuyệt đắc ý nghĩ đến. Hắn chợt nhớ tới, nội môn khảo hạch sau khi kết thúc hắn còn không có cùng hy tuyền tiên tử cáo biệt qua có mất cấp bậc lễ nghĩa hàng tuyệt lúc này đứng dậy rời đi rời đi động phủ về sau hắn bay hướng ngọc thanh tông nội môn phương hướng rất cốt phân rõ 18 ngọn núi quá làm cho người chú mục hàng tuyệt một bên ngự kiếm phi hành một bên xem xét quan hệ nhân mạch chúng ảnh chân dung độ thiện cảm cừu hận độ cơ hồ không có biến hóa hắn ấn mở bưu kiện hảo hữu của ngươi lý khanh tử gặp phải ma tu tập kích hảo hữu của ngươi lý khanh tử gặp phải ma tu tập kích Tỉnh lược mấy chục phong nhắc nhở hảo hữu của ngươi lý khanh tử gặp phải ma tu tập kích bản thân bị trọng thương may mắn đào thoát hàng tuyệt sửng sốt trưởng giáo bị ma tu tập kích nhiều như vậy bưu kiện xem ra rất thảm a à. hàng tuyệt không khỏi khẩn trương lên hẳn là thanh minh ma giáo chẳng mấy chốc sẽ tập kích ngọc thanh tông vừa nghĩ hàng tuyệt một bên đến ngọc u phong hắn cấp tốc đi vào ngọc u điện trước quỳ lạy đại môn mở ra hắn đứng dậy nhập điện hàng sư đệ, ngươi rốt cục bỏ được trở về. Thường Nguyệt Nhi u oán nói. Hàng tuyệt nhíu mày, nha đầu này hẳn là thật sự là hy tuyền tiên tử thân thích. Làm sao mỗi lần tới đều có thể gặp được nàng. Thường Nguyệt Nhi tu vi đã tăng lên tới trúc cơ cảnh năm tầng, tốc độ như vậy đặt ở người bình thường bên trong xác thực được cho nhanh, nhưng cùng hàng tuyệt không thể so sánh. Hoàn toàn không thể so sánh. Hàng tuyệt quỳ lạy tại hy tuyền tiên tử trước mặt, nói, đồ nhi bái kiến sư phụ, nội môn khảo hạch sau khi kết thúc, đồ nhi vội vã tu luyện, quên tới bái phỏng lão nhân gia ngài. Khi tuyền tiên tử trong mắt hơi hiếp, hỏi, ngươi còn biết trở về. Vi sư cho là ngươi đã phản bội sư môn. Hàng tuyệt xấu hổ. Hắn đang muốn giải thích, khi tuyền tiên tử tiếp tục nói, Ngọc Thanh Tông sắp nên đón tai nạn trước đó chưa từng có, vi sư cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể trực tiếp rời đi Ngọc Thanh Tông. Nghe được khi tuyền tiên tử lời nói, hàng tuyệt phản ứng đầu tiên là khi tuyền tiên tử đang nói đùa. Lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra ba hàng chữ. Ngọc Thanh Tông trưởng giáo gặp phải nguy nan, sinh tử chưa biết, ngươi có phía dưới lựa chọn một rời đi ngọc thanh tông lang thang tu chân giới có thể đạt được một bình tụ khí đan hai lưu tại ngọc thanh tông cho đến ngọc thanh tông hủy diệt hoặc là thanh minh ma giáo từ bỏ nhằm vào ngọc thanh tông có thể đạt được một kiện pháp khí một bản pháp thuật bí tịch hàng tuyệt nhíu mày hắn vô ý thức liền muốn lựa chọn thứ nhất rời xa nguy hiểm bất quá nghĩ lại ta mặc kim thiền huyền thần y ta sợ cái gì hàng tuyệt hỏi vậy sư phụ ngài đâu khi tuyền tiên tử một mặt bình tĩnh hồi đáp vi sư cùng ngọc thanh tông sinh tử cùng tồn tại thường nguyệt nhi muốn nói lại thôi hàn tuyệt chân thành nói vậy đồ nhi liền theo sư phụ sinh tử cùng tồn tại làm nhiệm vụ thuận tiện tăng độ yêu thích khi tuyền tiên tử đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng trước mắt độ thiện cảm là ba tinh ba tinh a lại trướng một ngôi sao có hay không có thể phát triển thành đạo lữ hàn tuyệt trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy nghĩ sai tâm ta hướng đạo không được bẩn thỉu khi tuyền tiên tử mặt không đổi sắc hỏi thật chứ ngươi không phải sợ chết người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, ta truy cầu trường sinh, nhưng cũng không muốn vứt bỏ sư phụ mà đi. Vi sư cũng không có dạy ngươi cái gì. Dù chưa dạy bảo, nhưng ân tình sâu nặng, sư phụ nhiều lần vì đồ nhi tranh thủ cơ duyên, còn giúp đồ nhi bãi bình một chút tiềm ẩn phiền phức, đồ nhi đều ghi tạc trong lòng. Lời nói này, hắn đổ nói chính là nói thật. Trùng sinh tại thế, sống hơn 60 năm, khi tuyền tiên tử xem như đối với hắn người tốt nhất. Hình hồng tuyền mặc dù đối với hắn nhất có hảo cảm, nhưng đã từng uy hiếp qua hắn, từ hắn bái nhập Hy Tuyền Tiên Tử môn hạ, Hy Tuyền Tiên Tử chưa từng khó xử qua hắn, cho dù hắn không có dựa theo Hy Tuyền Tiên Tử phân phó làm việc, Hy Tuyền Tiên Tử cũng không có trách cứ qua hắn. Dạng này một vị tốt sư phụ, hàng tuyệt thật đúng là không muốn để cho nàng chết đi. Bất quá nếu là gặp được không thể kháng cự địch nhân, cái kia hàng tuyệt còn phải trước bảo đảm mệnh của mình. Nhân sinh nhiệm vụ chính tuyến không có khả năng loạn. Trường sinh. Trường sinh. Trường sinh. Nghe xong hàng tuyệt một phen lời từ đáy lòng về sau, khi tuyền tiên tử lộ ra dáng tươi cười, trong lòng tràn ngập vui mừng. Không hổ là ta Ngọc U Phong đệ tử, bất quá sự tình còn chưa nghiêm trọng đến tông môn giải tán tình trạng, trưởng giáo mất tích, nhưng Ngọc Thanh Tông nội tình vẫn còn, vi sư chỉ là nhìn ngươi ngày bình thường cực kỳ sợ chết, liền để cho ngươi sớm rời đi. Khi Tuyền Tiên tử cười nói. Hàn Tuyệt gật đầu, hỏi, trưởng giáo là ở nơi nào mất tích? Hắn đi điều tra Thanh Minh Ma giáo. Thì ra là thế. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm. Nếu là tại Ngọc Thanh Tông bị người bắt đi, thì còn đến đâu? Thanh Minh Ma giáo vây công Lý Khanh Tử mấy chục lần, cũng chỉ là đem Lý Khanh Tử trọng thương, xem ra hẳn không có hóa thần tồn tại. Nói như vậy, hàng tuyệt liền không giả phát hỏa. Nguyên Anh đánh không chết hắn. Gần nhất trên tu hành có thể có hoang mang chỗ. Khi tuyền tiên tử vấn đạo, ánh mắt nhu hòa. Nói đến, nàng còn chưa chân chính dạy bảo qua vị này đồ nhi. Hàng tuyệt lắc đầu nói, không có, cũng không nhọc đến sư phụ phí tâm. Đi theo hy tuyền tiên tử tu luyện, chẳng phải là sẽ bại lộ hắn kim đang cảnh tu vi đến lúc đó nếu là truyền đến các công môn trưởng lão trong tay không chừng muốn lôi kéo hắn đi làm sức lao động khi tuyền tiên tử nghe chút lập tức khẽ nói vậy liền cút đi kính tuân sư lệnh Hàng tuyệt rời đi hắn mới ra điện khi tuyền tiên tử xuất ra một cái túi trữ vật đưa cho thường nguyệt nhi nói dựa theo ta nói giúp ngươi sư đệ thường nguyệt nhi gật đầu hưng phấn đứng dậy Hàng tuyệt vừa bay ra ngọc u phong liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng xé gió hắn quay đầu nhìn lại thường nguyệt nhi ngự kiếm đuổi theo hàn sư đệ chờ một chút sư tỷ thường nguyệt nhi ngoắc hô mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ hàng tuyệt nhíu mày dừng lại theo thường nguyệt nhi đi vào bên cạnh hắn dương lên trong tay túi trữ vật nói trong này có một bộ phát trận cùng một ít linh thảo hạt giống sư phụ để cho ta giúp ngươi bày trận cùng trồng trọc linh thảo tăng trưởng động phủ của ngươi bên trong linh khí hàng tuyệt nghe chút lông mày lập tức giãn ra ông quyền nói đa tạ sư phụ đa tạ sư tỷ thường nguyệt nhi cười đến càng thêm vui vẻ hai người tiếp tục bay hướng tiên thiên động phủ đi vào động phủ cửa ra vào thường nguyệt Nhi nhìn thấy trên cửa đá chữ thần sắc cổ quái lẩm bẩm nói nhịn nhất thời trời cao biển rộng danh tự này hàng tuyệt mặt không biểu tình dẫn đầu nhập động thường nguyệt nhi theo sát phía sau nàng dừng ở đường hang biên giới từ trong túi trữ vật xuất ra phát trận thiết bị bắt đầu bày trận hàng tuyệt quay người trở về đứng ở sau lưng nàng chăm chú quan sát học tập như thế nào bày trận đối với về sau cũng có chỗ tốt thường nguyệt nhi chú ý tới hắn tại sau lưng không khỏi càng thêm chăm chú làm gần một canh giờ Thường Nguyệt Nhi mới bố trí xong trận pháp, chốc mở bị nàng khảm nạm tại trên vách động, là một khối ngọc thạch, hướng bên trong rót vào linh lực liền có thể khởi động. Trận pháp này có thể ẩn tàng cửa hang, nếu là cưỡng ép xâm nhập, đem đưa thân vào trong huyễn cảnh, không cách nào tự kềm chế. Hàng Tuyệt cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi còn biết những thứ này. Thường Nguyệt Nhi đắc ý cười nói, ngươi cho rằng ta thường xuyên đi theo sư phụ là tại học cái gì? Đừng nhìn ta tu vi không bằng ngươi, luyện đan, chế phù, bày trận, trừ tà các loại, ta đều biết hàng tuyệt đối với nàng lau mắt mà nhìn. Thường Nguyệt Nhi quay người đi vào trong động phủ, nàng đánh giá một phen, sau đó đi đến bên cạnh ao, bắt đầu trồng thực linh thảo. Ngày khác ta như thành tiên, để cho ngươi cho ta làm dược đồng, ngươi được thật tốt tăng trưởng ngươi những năng lực này. Hàng tuyệt cười nói. Thường Nguyệt Nhi khẽ nói, nghĩ hay lắm, ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi, ta muốn làm cũng phải làm. Hừ hừ. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Hàng tuyệt giả ngu, không có nói tiếp. Thường Nguyệt Nhi tự chút nhục nhã, tiếp tục trồng thực linh thảo thời gian một chén trà về sau, nàng gieo xong tất cả hạt giống. Hàng tuyệt vội vàng nói tạ ơn. Cứ như vậy đi, không quấy rầy ngươi tu luyện, qua một thời gian ngắn, sư tỷ chuyển tới cùng ngươi làm bạn, như thế nào? Thường Nguyệt Nhi che miệng cười hỏi, còn hướng hàng tuyệt vứt ra một cái mị nhãn. Hàng tuyệt cảnh giác, hỏi, ngươi muốn cọ động phủ của ta? Thường Nguyệt Nhi ném cho hắn một cái liếc mắt, tức giận đến xoay người rời đi. Chờ nàng rời đi động phủ về sau, hàng tuyệt mới thở dài ra một hơi. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, lẩm bẩm nói, Hàng tuyệt a à, hàng tuyệt muốn bảo trụ thân thể của ngươi thật khó a. À. Hàng tuyệt đi đến cửa hang, đem pháp trận khởi động về sau, liền trở lại trên giường gỗ bắt đầu tu luyện. Kim Đăng cảnh một tầng có thế không thỏa mãn được hắn. luyện thành lục đạo luân hồi công tầng thứ ba về sau, hắn nạp khí tốc độ viễn siêu lúc trước, lại thêm tiên thiên động phủ linh khí nồng nặc, hắn tu luyện được rất vui sướng. Thoáng chớp mắt năm năm thoáng qua tức thì, hàng tuyệt lôi linh căn tu luyện tới Kim Đăng cảnh ba tầng, linh căn khác thì còn chưa tu luyện hắn dự định trước đem lôi linh căn tu luyện tới kim đan cảnh chính tầng, lại tu luyện linh căn khác, dù sao thanh minh ma giáo tùy thời đều có thể đột kích. Tuổi thọ của hắn cũng nhận được một chút tăng trưởng, con đường tu hành có thật nhiều tăng trưởng tuổi thọ biện pháp, tỉ như đan dược, thiên tài địa bảo, công pháp các loại. Hàng tuyệt tuổi thọ đại nạn chỉ là hắn cơ sở nhất tuổi thọ hạn chế, nếu như tu vi không cách nào đột phá, còn có thể lợi dụng những biện pháp khác tăng trưởng. Trong 5 năm này, Ngọc Thanh Tông bình an vô sự. Nhưng mà, trưởng giáo Lý Khanh Tử thường xuyên gặp phải ma tu truy sát, một mực trọng thương. Mặt phục cừu, Chu Phàm cũng thường xuyên gặp phải ma tu tập kích, xem ra bọn hắn xông xáo rất đặc sắc. Mỗi khi nhìn thấy bọn hắn bị ma tu tập kích, Hàng Tuyệt liền rất may mắn, may mắn không cùng bọn hắn cùng một chỗ lăn lộn. Hàng Tuyệt lúc này còn tại tu luyện, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Tiên thiên khí vận giả. Hàng Tuyệt nhíu mày, chẳng lẽ ngoài động phủ có người. Hắn vội vàng xem xét lai lịch của nó. Trần Tam Thiên, trời sinh ma thai, đối với công pháp ma đạo có cực mạnh lực tương tác, tuổi nhỏ lúc theo phụ mẫu lang thang, phụ mẫu bị giặt cỏ sát hại, ngoài ý muốn thức tỉnh ma thai, năm gần 7 tuổi hắn đem lên trăm vị giặt cỏ tru sát, sát tâm phóng thích, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho đến gia nhập thanh minh ma giáo, như cá gặp nước, bây giờ đứng hàng thanh minh ma giáo hạch tâm đại đệ tử. Quả nhiên là thanh minh ma giáo người. Hạch tâm đại đệ tử. Nói cách khác, còn không có đạt tới trưởng lão cấp bậc. Dựa theo hàng tuyệt hiểu rõ, thanh minh ma giáo cùng Ngọc Thanh Tông thực lực không sai biệt nhiều. Trần Tam Thiên đỉnh phá thiên cũng chính là kim đan cảnh chính tầng tu vi. Người này đến Ngọc Thanh Tông làm gì? Liền hắn một người, hay là ẩn giấu đi đại bộ đội? Hàng Tuyệt đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa động. Hắn nhìn ra ngoài, chỉ gặp một tên nam tử áo đen từ nơi không xa trong rừng cây đi ra, lén lén lúc lúc. Hàng Tuyệt vậy mà cảm giác không thấy khí tức của hắn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn khả năng không phát hiện được Trần Tam Thiên. Trừ Trần Tam Thiên, cũng không có người khác trần tam thiên đi đến động phủ cửa ra vào ánh mắt của hắn rơi vào trên vách núi đá một hàng chữ nhịn nhất thời trời cao biển rộng buồn cười ngọc thanh tông người quả nhiên đều là rùa đen rút đầu trần tam thiên nhịn không được cười khẩy nói trong đường hang hàng tuyệt cảm giác bị mạo phạm muốn chết a à? hàng tuyệt thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm ba đạo kiếm ảnh lơ lửng tại sau lưng tùy thời chuẩn bị trấn sát trần tam thiên bởi vì trận pháp nguyên nhân trần tam thiên cũng không nhìn thấy hàng tuyệt không cảm giác được hàng tuyệt khí tức hai người cách xa nhau không đến 10 bước xa Trần Tam Thiên nhìn một hồi, phát giác được không thích hợp. Hẳn là đây là động phủ. Trần Tam Thiên hít mắt, hắn lật tay xuất ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng đâm hướng vách núi. Hư! 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 Kiếm quan lập lòe, sáng rõ Trần Tam Thiên vô ý thức nhắm mắt, hắn bản năng về sau nhảy tới. Ba đạo kiếm ảnh giống như thiểm điện, trực tiếp xuyên thủng Trần Tam Thiên thân thể, máu tươi vẩy ra. Trần Tam Thiên giống như đống cát giống như rơi vào mười mấy mét bên ngoài, đụng vào một cây đại thụ, chấn động đến lá cây như mưa rơi xuống. Đau quá! Trần Tam Thiên cắn răng dương mắt nhìn lại, ba đạo kiếm ảnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tùy thời chuẩn bị rơi xuống, dọa đến hắn kém chút hồn phi phách tán. Đây là cái gì? Hắn vội vàng kêu lên, tiền bối, dừng tay. Đứng tại cửa động hàng tuyệt lắc đầu. Yếu như vậy. Một kích liền không chịu nổi. Hay là nói, ta tam thanh tuyệt ảnh kiếm quá mạnh. Hàng tuyệt sờ lên cầm suy tư. Gặp phải tam thanh tuyệt ảnh kiếm tập kích về sau, trần tam thiên linh lực khí tức cũng hiển hiện ra. Hàng tuyệt so sánh một chút, trần tam thiên linh lực cũng không có hắn mạnh chỉ là hắn nhìn không thấu trần tam thiên cảnh giới nói cách khác trần tam thiên cảnh giới cao hơn hắn nhưng linh lực cường độ không bằng hắn lục đạo luân hồi công bá đạo hiệu quả rốt cục nổi lên mặt nước hàng tuyệt tâm tình mỹ diệu hắn mở miệng hỏi người đến ngọc thanh tông muốn làm gì trần tam thiên hồi đáp ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây ta cũng không muốn tiến vào ngọc thanh tông thật sự là nói dối hạ bút thành văn ba đạo kiếm ảnh lần nữa rớt xuống trần tam thiên biến sắc vội vàng hướng bên cạnh nhảy xuống nhưng hắn đùi phải vẫn là bị kiếm ảnh xuyên thủng trực tiếp đóng ở trên mặt đất hắn đi theo ngã sấp xuống tựa như chó giữ nhào phân đáng giận trần tam thiên biệt khuất đến bạo tạc hắn nhưng là thanh minh ma giáo hạch tâm đại đệ tử lại còn không có xuất thủ liền bị đối thủ hàng phục ba đạo kiếm ảnh giống như quỷ mị tốc độ nhanh đến không hợp thói thường đính tại trên đùi hắn lại còn đang tan rã trong cơ thể hắn linh lực đây rốt cuộc là pháp thuật gì trần tam thiên rất hoảng hắn điều tra qua ngọc thanh tông ngọc thanh tông cũng không phải là thuần túy kiếm tu tông môn trưởng lão bên trong cũng không có người biết lợi hại như vậy kiếm hệ pháp thuật chẳng lẽ là thần bí thái thượng trưởng lão trần tam thiên tiên thiên ma thai thanh minh ma giáo đại đệ tử nếu là đưa ngươi giao cho ngọc thanh tông ngươi cảm thấy ngươi sẽ là kết cục gì hàng tuyệt thanh âm lần nữa truyền đến trần tam thiên sắc mặt kịch biến trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng đối phương như thế nào biết được nội tình của hắn trần tam thiên triệt để lún cúng vội vàng quỳ lạy tiên thiên động phủ sợ hãi nói tiền bối ta sai rồi ta sai rồi cho ta một cái cơ hội. Ta cũng không giết qua Ngọc Thanh Tông đệ tử. Hàng Tuyệt đang do dự muốn hay không giết Trần Tam Thiên. Căn cứ hắn đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, giết thiên kiêu như vậy, có thể sẽ gây nên đến tiếp sau không ngừng nhiệm vụ phụ tuyến. Bình thường mà nói, thiên tài trên thân đều mang trưởng bối liên hệ thủ đoạn, một khi chết rồi, nó trưởng bối liền sẽ cảm ứng được, sau đó truy sát nhân vật chính. Giết nhỏ, đến lớn, giết lớn, đến già, giết già, trên trời đến già hơn càng lớn. Bằng không đem hắn bắt lại, về sau trưởng giáo nếu như bị bắt, vừa vặn bắt hắn cùng thanh minh ma giáo đổi trưởng giáo. Hàng tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn cảm thấy có thể thực hiện. Dù sao hắn mặc kim thiền huyền thần y, Trần Tam Thiên không có khả năng làm bị thương hắn. Hàng tuyệt tay phải vung lên, ba đạo kiếm ảnh hư không tiêu thất. Trần Tam Thiên không dám chạy trốn thoát, chỉ có thể quỳ gối nguyên địa, trung lẫy bảy. Hắn đã thụ thương, lấy hàng tuyệt biểu hiện ra thực lực, hắn coi như dốc hết toàn lực trốn, cũng trốn không thoát. Tiến đến. Hàng tuyệt thanh âm bay tới. Cửa hang hiển hiện, cửa đá mở ra. Trần Tam Thiên nhìn thấy Hàng Tuyệt. Tốt tuấn nam tử. Thật trẻ tuổi. Hắn còn tưởng rằng Hàng Tuyệt là vị tiền bối kia đệ tử, hắn cắn răng đứng dậy. Tiến vào cửa hang về sau, Hàng Tuyệt lần nữa khởi động pháp trận, đem cửa hang đóng lại. Hàng Tuyệt quay người hướng động thất đi đến. Trần Tam Thiên bỗng nhiên bắt lấy Hàng Tuyệt, kiếm trong tay treo tại Hàng Tuyệt cổ trước, hắn trầm giọng hô, tiền bối, thả ta đi, nếu không ta giết đệ tử của ngươi. Hàng Tuyệt. Động phủ lâm vào trong yên lặng. Trần Tam Thiên tâm thần bất định bất an, ánh mắt liếc nhìn trước sau. Hàng Tuyệt buồn bã nói, ta không có đệ tử. Trần Tam Thiên nghe chút, thân thể lập tức cứng đờ. Loãng xoảng một tiếng, kiếm của hắn rơi trên mặt đất, hắn bỗng nhiên quỳ xuống, miễn cưỡng cười vui nói, tiền bối, ta đùa giỡn. Hắn cảm nhận được Hàng Tuyệt cảnh giới, trúc cơ cảnh chính tầng, không có khả năng, nhất định là chướng nhãn pháp, có thể trực tiếp trấn áp hắn, coi như đến lai lịch của hắn, tất nhiên là cao nhân. Hàng Tuyệt cất bước hướng động thất đi đến, vứt xuống một câu, đi theo ta. Trần Tam Thiên vội vàng đuổi theo. Hàng Tuyệt đi vào chính mình giường gỗ trước tọa hạ, Trần Tam Thiên quỳ trước mặt hắn, biểu hiện được rất cung kính. Đây chính là Thanh Minh Ma giáo hạch tâm đại đệ tử. Hàng Tuyệt vốn định đem Trần Tam Thiên giao cho Hi Tuyền tiên tử, nhưng như thế làm mà nói, Trần Tam Thiên nhất định liều chết chạy trốn. Hắn nhưng không có trấn áp Trần Tam Thiên thực lực, nhiều nhất đem nó đánh bại. Trần Tam Thiên hiện tại sở dĩ không dám chạy trốn, là đánh giá cao thực lực của hắn dù sao có kim thiền huyền thần y che chở nhục thân hắn cũng không sợ trần tam thiên đánh lén mình kim thiền huyền thần y không chỉ có thể bảo vệ thân thể còn có thể hộ đầu dù sao trần tam thiên không gây thương tổn được hắn hàn tuyệt nói khẽ cầm lấy kiếm của ngươi dốc hết toàn lực đâm ta một kiếm trần tam thiên run lẩy bẩy kêu lên nói tiền bối ta biết sai rồi a à. ta thật sai tới đi không thử một chút về sau ngươi luôn muốn đánh lén ta ta không dám ngươi đến ta không trách ngươi tiền bối ta cho ngài dập đầu trần tam thiên kém chút khóc vội vàng cấp hàng tuyệt dập đầu hắn còn tưởng rằng hàng tuyệt đang cho hắn gài bẫy tìm lý do tru sát hắn dù sao hắn xuất thủ tuyệt đối không có kết cục tốt hàng tuyệt im lặng ta đáng sợ như thế lúc trước hắn nhìn trần tam thiên lai lịch giới thiệu còn tưởng rằng người này cực kỳ hung tàn thà chết chứ không chịu khuất phục không nghĩ tới như thế từ tâm kể từ hôm nay ngươi cứ đợi ở chỗ này thay ta trồng trọc linh thảo quét dọn vệ sinh ngươi cũng có thể ở chỗ này tu luyện Hàng Tuyệt phân phó nói. Được. Vậy ta lúc nào có thể rời đi? Ừm. Ta nói sai, ta vả miệng. Trần Tam Thiên gia nhập, cũng không có cải biến Hàng Tuyệt sinh hoạt. Hắn mỗi ngày chuyên tâm tu luyện. Hắn lấy chính mình giường gỗ là kết giới, lúc tu luyện Trần Tam Thiên hoàn toàn không cảm giác được hắn linh lực ba động. Hàng Tuyệt tại Trần Tam Thiên trong lòng hình tượng càng cao thâm hơn khó lường. Thoáng chớp mắt. Thời gian một năm cấp tốc đi qua. Theo linh thảo trồng trọt, trong động phủ linh khí càng phát ra nồng đậm, hàng tuyệt lôi linh căng cũng thành công đạt tới kim đan cảnh 4 tầng. Một năm một tầng, tốc độ cũng không tệ lắm. Cái này nếu là truyền đi, không biết muốn hù chết bao nhiêu người. Trần Tam Thiên đã bình tĩnh. Hắn phát hiện hàng tuyệt cũng không có làm khó dễ hắn, nhưng hắn không dám chạy trốn chạy, chỉ có thể đi theo tu luyện. Hàng tuyệt một mực tại tu luyện, chưa từng rời đi, để Trần Tam Thiên trong lòng càng phát ra lo lắng. Mặc dù tu luyện rất thoải mái, có thế tiếp tục như vậy, sẽ đến trễ tình báo. Trần Tam Thiên đưa lưng về phía Hàng Tuyệt, nhíu mày nghĩ đến. Hắn nhưng là hạch tâm đại đệ tử, chậm chạp không về, thanh minh ma giáo nhất định lo lắng, thậm chí là bối rối. Làm sao bây giờ? Âm hắn một tay. Trần Tam Thiên xoắn suýt không thôi, nghĩ đến một năm trước bị Hàng Tuyệt đánh bại tràn cảnh, hắn liền không rét mà run. Thực lực sai biệt quá lớn, Hàng Tuyệt dám như thế không có sợ hãi tu luyện, chắc là ăn chắc hắn. Đáng giận. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, một mực nhốt ta. Nếu không có thực lực của ta không tốt, không phải để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Trần Tam Thiên trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Hắn là ai? Hắn nhưng là thanh minh ma giáo bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma thai. Trần Tam Thiên đối với ngươi cừu hận tăng trưởng, trước mắt cừu hận độ là bốn tinh. Đang tu luyện hàng tuyệt nhíu mày. Mẹ nó. Lại tăng. Hàng tuyệt muốn thổ huyết. Một năm nay, hắn đều không có ra tấn Trần Tam Thiên. Trần Tam Thiên nhìn như thuận theo, đối với hắn cừu hận độ một mực tại tăng trưởng, bây giờ đã đạt tới bốn tinh không chết không thôi trình độ. Trần Tam Thiên không biết hàng tuyệt tâm lý hoạt động, hắn còn tại chuẩn bị như thế nào tru sát hàng tuyệt cùng chạy trốn chi pháp. Chỉ có thể chờ đợi hắn có việc ra ngoài, lấy tu vi của hắn nhất định là trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão, gần nhất ma giáo một mực quấy rối Ngọc Thanh Tông, hắn tuyệt không có khả năng một mực an tâm tu luyện. Chờ ta chạy đi, tất dẫn đầu ma giáo sang bằng Ngọc Thanh Tông, đến lúc đó đem cháu trai này chém thành muôn mảnh, trừ hồn luyện phách. Trần Tam Thiên trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng không dám biểu hiện ra mảy may vừa nghĩ tới chính mình giày vò đến hàng tuyệt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn liền sản đến không được. Đúng lúc này. Hưu. 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 Quen thuộc tiếng xé gió truyền đến, Trần Tam Thiên còn chưa kịp phản ứng, ba đạo kiếm ảnh xuyên thủng bộ ngực của hắn, máu vẫy một chỗ. Trần Tam Thiên trừng to mắt, trong mắt vàng vện tia máu, hắn khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Hàng tuyệt mặt không biểu tình, tay phải một chiêu. Tam thanh tuyệt ảnh kiếm lượng vòng, đem nó đầu lâu anh bạo. Trời sinh ma thai Trần Tam Thiên, lần này sau một năm trước còn muốn dứt khoát trần tam thiên cũng không kịp tránh hẳn đến trần tam thiên chết Hàng tuyệt đều không rõ ràng thực lực của hắn đến cùng như thế nào trần tam thiên sớm đã buông lỏng cảnh giác coi là Hàng tuyệt sẽ lưu lấy hắn đại dụng làm sao tưởng tượng nổi sẽ ở hôm nay bị giết trần tam thiên thi thể ngã xuống đất một cái quan cầu từ trong cơ thể hắn toát ra Hàng tuyệt nhíu mày hẳn là quan cầu cấp tốc biến hóa biến thành một bóng người người này khuôn mặt già nua ánh mắt tràn ngập tà khí hắn đầu tiên là lườm Trần Tam Thiên thi thể một chút, sau đó nhìn chồng chọc vào hàng tuyệt. Trong động phủ một mảnh trầm mặt. Hàng tuyệt thở dài. Không nghĩ tới thật có già muốn tới. Lão giả hừ lạnh nói, thở dài là bởi vì hối hận. Giết đồ nhi ta, ngươi nhất định phải chết, xưng tên ra. Hàng tuyệt mặt không chút thay đổi nói, tại hạ Tào Tháo, ngươi đây. Thanh minh ma giáo, trương khốn ma. Nhà. Hừ, chờ chết đi ngươi. Trương khốn ma nói xong, liền biến mất không thấy. Trương Khống Ma đối với người sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là năm sao. Năm sao? Rất cao a. À. Hàng Tuyệt trong lòng hoảng đến một nhóm. Hắn vội vàng xem xét quan hệ nhân mạch, lại thở dài một hơi. Nguyên Anh cảnh 8 tầng. Liền cái này. Nghe khẩu khí, Hàng Tuyệt còn tưởng rằng hắn là hóa thần cường giả. Không gì hơn cái này. Hàng Tuyệt đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm Trần Tam Thiên túi trữ vật, nhẫn trữ vật. Người sau khi chết, nhẫn trữ vật, túi trữ vật nhận chủ ấn ký liền tự động biến mất tiểu tử này rất giàu linh thạch đang dược nhiều vô số kể còn có rất nhiều lá bùa phù chú pháp khí ngược lại là rất ít bí tịch càng là một bản không có rời nhà đi ra ngoài chỉ đem tiền hàng tuyệt đem đồ vật tất cả đều đổ vào tiểu càng không yêu đái bên trong tay phải hắn vung lên hỏa linh lực hóa thành liệt diễm bao khỏa trần tam thiên thi thể đem nó đốt thành tro bụi hàng tuyệt một lần nữa trở lại trên giường tiếp tục tu luyện thời gian trôi mau tám năm nhanh chóng đi qua hàng tuyệt rốt cục đạt tới kim đan cảnh chín tầng trừ lôi linh căng, mặt khác năm cái linh căng vẫn là kim đan cảnh một tầng. Như vậy tốc độ đột phá nếu là truyền đi, không ai dám tin. Hàng tuyệt bắt đầu tu hành phong linh căng. Phong linh căng có thể cổ vũ tốc độ phi hành của hắn, thích hợp chạy trốn. Sau nửa tháng, có người bái phỏng. Hình hồng tuyền. Phu quân, có ở đây không? Nghe được câu này, hàng tuyệt khóe miệng giật một cái. Đã nhiều năm như vậy, hình hồng tuyền tu vi đã đạt tới trúc cơ cảnh ba tầng, xem ra tỉnh tư chân nhân đối với nàng rất tốt trước đó nàng hay là luyện khí cảnh lúc, tốc độ đột phá nhưng không có nhanh như vậy. Hàng tuyệt nghĩ nghĩ, phất tay đóng lại cửa động phát trận, cửa đá mở rộng. Hình hồng tuyền cấp tốc đi tới, vừa nhìn thấy hàng tuyệt, nàng liền mặt mày hớn hở. Nàng đầu tiên là quan sát một chút trong động phủ tình huống, sau đó đi đến hàng tuyệt bên cạnh tòa hạ, đi theo liền dáng trên người hàng tuyệt. Hàng tuyệt nhíu mày, nói, hình cô nương, tự trọng, ta còn không có đáp ứng muốn làm phu quân ngươi. Hình hồng tuyền biểu môi nói, trước đó ở ngoại môn, ngươi không phải rất kích động sao? Hàng Tuyệt trong lòng xấu hổ, trên mặt thì mặt không đổi sắc, một bộ cao lạnh bộ dáng. Hình hồng tuyền tay phải hướng trên mặt đất vung lên, mười chi bình thuốc xuất hiện trên mặt đất. Đây đều là ngọc thanh đan, ta nhiều năm tích lũy. Hình hồng tuyền cười nói, một mặt đắc ý. Ta không tin ngươi không động tâm. Hàng Tuyệt sắc mặt dừng một chút, nói, ngươi thu hồi đi thôi, ta không cần. Hình hồng tuyền dáng tươi cười ngưng kết, lông mày lập tức nhíu lên tới. Chợt, sắc mặt nàng đại biến, trung giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi đã? Hàng Tuyệt lộ ra mỉm cười hình hồng tuyền lúc này liền muốn nhào tới nhưng bị hắn dùng linh lực ngăn trở hình cô nương ngươi nếu là muốn làm đạo lữ của ta liền phải hảo hảo tu luyện không phải vậy mấy trăm năm đi qua ta đắc đạo thành tiên ngươi lại hóa thành bạch cốt ngươi thâm tình đối với ta mà nói thì là trừng phạt hàng tuyệt nghiêm túc nói hình hồng tuyền nghe chút không khỏi tỉnh táo lại xác thực có đạo lý nàng lập tức đứng dậy nói ngươi nói đúng ta không có khả năng kéo ngươi chân sau ta đi giúp ngươi muốn kim đang cảnh tu luyện đang dược nói xong nàng đem trên mặt đất bình thuốc thu lại, sau đó đi hướng cửa hang. Hình cô nương, ta đột phá sự tình cũng đừng nói ra ngoài. Hàng tuyệt nhắc nhở, hắn tốc độ đột phá kinh người, nếu là truyền đi, đừng nghĩ an tâm tu luyện. Hình hồng tuyền quay đầu cười nói, yên tâm đi, ta còn sợ ngươi bị mặt khác yêu tinh cuốn lấy đâu. Nàng lúng đồng tiền như hoa, lại lộ ra 10 phần động lòng người. Hàng tuyệt vội vàng trấn áp trong lòng rung động. Nữ nhân thật là đáng sợ. Kém chút mắt lừa. Hình hồng tuyền sau khi rời đi, hàng tuyệt phất tay, một lần nữa khởi động phát trận, đóng lại cửa đá, sau đó tiếp tục tu luyện. Hình hồng tuyền. Khi tuyền tiên tử, đều có một cái chữ tuyền, hai người hẳn là có quan hệ. Hàng tuyệt một bên nạp khí, một bên yên lặng nghĩ đến. Thanh minh ma giáo cùng Ngọc Thanh Tông ân oán đã tiếp tục mấy chục năm, đây là hàng tuyệt thị giác, trên thực tế càng xa xưa. Tu chân giới không chỉ có bọn hắn hai tông, còn có những tông môn khác, cựu địch của bọn họ cũng không chỉ là đối phương. Nguyên nhân chính là như vậy, Thanh Minh Ma giáo cùng Ngọc Thanh Tông cũng không dám khuynh xào mà động, sợ lưỡng bại câu thương cho những tông môn khác ngư ông thủ lợi cơ hội. Trong một tòa đại điện u ám, ngồi tám đạo thân ảnh. Trương Khốn Ma liền ở trong đó. Cầm đầu là một tên nam tử huyết bào, tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt đạm mạc, trong tay nắm một cây phất trần. Hắn chính là Thanh Minh Ma giáo giáo chủ, Đoàn Thông Thiên. Lâu như vậy còn chưa bắt được Lý Khanh Tử. Đoàn Thông Thiên trầm giọng hỏi. Bảy vị trưởng lão trầm mặt. Bọn hắn truy sát Lý Khanh Tử truy sát gần 20 năm mỗi lần đều để Lý Khanh Tử may mắn đào thoát. Lý Khanh Tử cố ý không trở về Ngọc Thanh Tông, một mực kiềm chế lấy Thanh Minh Ma giáo đại bộ phận lực chú ý. Trương Khốn Ma mở miệng nói, đừng để ý tới hắn, trực tiếp tiến đánh Ngọc Thanh Tông đi, đồ nhi ta chết tại Ngọc Thanh Tông, ma giáo ở trên người hắn rót vào bao nhiêu tâm huyết, các ngươi há có thể bỏ qua. Vừa nghĩ tới hàng Tuyệt, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước hắn nói dọa, kết quả đã nhiều năm như vậy, hắn còn không có tìm hàng Tuyệt tính sổ sách. Hắn cũng có thể nghĩ ra được hàng Tuyệt trào phúng hắn nói mạnh miệng lúc sắc mặt, ta cũng như vậy cho là, trực tiếp tiến đánh Ngọc Thanh Tông, chúng ta thực lực tổng hợp đã siêu việt Ngọc Thanh Tông. Ma đạo đại hội lúc, những tông môn khác đã tỏ thái độ, trừ phi chúng ta đến gần Ngọc Thanh Tông chiếm đoạt, bằng không bọn hắn là sẽ không quy thuận tại chúng ta. Cũng đúng, ma đạo chi chủ ngay cả tới gần chính đạo tông môn đều đánh không lại, như thế nào phục chúng? Ta nguyện tự mình dẫn đầu đệ tử tiến đánh Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông trừ Lý Khanh Tử bên ngoài, còn có một vị lão quái vật. Các trưởng lão bắt đầu thảo luận. Đoàn Thông Thiên ánh mắt lấp lóe, không có chen vào nói thật lâu, tất cả trưởng lão dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, chờ đợi lấy hắn làm quyết định. Đoàn thông thiên mở miệng nói, bản tọa chuẩn bị hóa thần, nếu là hóa thần thành công, lại tiến đánh Ngọc Thanh Tông không muộn, đến lúc đó tiến đánh Ngọc Thanh Tông, sẽ mười phần chắc chính. Hóa thần. Tất cả trưởng lão kiếp sợ nhìn về phía hắn. Trương khốn ma hít sâu một hơi, hỏi, giáo chủ, có thể có lòng tin. Đoàn thông thiên bình tĩnh nói, vì thế bản tọa chuẩn bị mấy chục năm, có chính thành lòng tin, đợi thêm 30 năm cũng không muộn. 30 năm, đối với phạm nhân mà nói, có thể là nửa đời. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, không lâu lắm. Từ hình hồng tuyền rời đi, đã qua 10 năm. Hàng tuyệt đem phong linh căng tu luyện tới kim đan cảnh chín tầng, hỏa linh căng đạt tới 3 tầng. Từ khi hắn lôi linh căng đạt tới kim đan cảnh chín tầng về sau, tu luyện linh căng khác, làm ít công to. Hàng tuyệt đã thấy Nguyên Anh đang hướng về mình quá. Mỗi ngày đều tại mạnh lên, loại cảm giác này không gì sánh được mỹ diệu, khiến cho hắn cũng không cảm thấy bế quan tu hành buồn tẻ. Sớm ngày đạt tới Nguyên Anh cảnh, mới tính chân chính thoát ly kẻ yếu. Hàng Tuyệt bây giờ đã 88 tuổi, 88 tuổi kim đang cảnh chín tầng, ở tu chân giới tuyệt đối tìm không ra người thứ hai tới. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Cho dù đạt tới nguyên anh cảnh, còn chưa đủ. Hắn muốn một mực tu luyện tới tu hành cuối cùng, tuyệt đối vô địch. Một ngày này, Thường Nguyệt Nhi đến đây bái phỏng. Hàng Tuyệt đóng lại pháp trận, nên nàng nhập phủ. Sư đệ, ta tới thăm ngươi, thuận tiện mang cho ngươi một chút thiên tài địa bảo, trồng trọc tại bên cạnh ao, có thể để ngươi tòa động phủ này linh khí càng thêm nồng đậm, về sau nói không chừng có thể trở thành Ngọc Thanh Tông linh khí tốt nhất động phủ. Thường Nguyệt Nhi cười nói. Nàng đi đến bên cạnh ao, bắt đầu vung hạt giống. Hàng Tuyệt cười nói, đa tạ sư tỷ. Cũng đừng cảm ơn ta, đều là sư phụ ban thưởng, sư tỷ của ngươi ta cũng chính là hỗ trợ làm chút việc tốn thể lực. Thường Nguyệt Nhi cười nói. Hàng Tuyệt không khỏi nghĩ đến hy tuyền tiên tử. Hắn ở trong lòng yên lặng cảm kích. Thường Nguyệt Nhi tiếp tục nói chuyện, từ khi ngươi bế quan về sau, Ngọc U Phong lại gia nhập mấy vị đệ tử mới, xếp tại phía sau ngươi thiết sư đệ tại hai năm trước đại nạn đã tới, thọ hết chết già. Thiết lão chết rồi. Hàng tuyệt ngẩn người. Hắn vội vàng ấn mở quan hệ nhân mạch, phát hiện đã tìm không thấy thiết lão ảnh chân dung. Không có người. Nói lên vị này thiết sư đệ, tư chất quá kém, vốn là đáng chết ở ngoại môn, có thế đến nội môn đi một lần, đời này cũng không tính tiếc núi, bất quá hắn trước khi chết còn muốn gặp ngươi, đây là hắn đang đồng nói. Vì sao muốn gặp ta? Hàng tuyệt hỏi, thần sắc phức tạp. Trước kia, hắn rất chán ghét Thiết Lão. Nhưng bây giờ hồi tưởng đi qua, Thiết Lão cũng không có tổn thương qua hắn, thậm chí có thể nói dưỡng dục hắn. Thiết Lão qua đời để Hàng Tuyệt trong lòng đối với hắn chán ghét không còn sót lại chút gì, thậm chí còn có chút phiền muộn. Đây cũng là con đường tu hành. Luôn có người chết ở trên đường. Lão Tử Quyết không thể chết ở trên nửa đường. Hàng Tuyệt truy cầu Trường Sinh Tâm càng thêm kiên định. Thường Nguyệt Nhi lắc đầu nói, ta làm sao biết? Các ngươi trước đó nhận biết. Hàng tuyệt cùng thiết lão quen biết, việc này chỉ có số ít người biết được, cũng không bao quát thường Nguyệt Nhi. Có biết hay không đã không trọng yếu. Sư tỷ, hảo hảo tu luyện đi. Nếu là ngay cả ngươi cũng đã chết, sư đệ sẽ thương tâm. Hàng tuyệt nghiêm túc nói, lời nói này là thật tâm thật lòng. Đi vào thế giới này, người hắn quen biết không nhiều, quan hệ tốt càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thường Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, mặt giãn ra cười nói, hừ, sư đệ thối, ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi căn bản không có ta. Hàng tuyệt cười lắc đầu hai người bắt đầu nói chuyện phím. Đại bộ phận thời điểm đều là Thường Nguyệt Nhi đang nói, nói trong tông môn phát sinh sự tình. Chu Phàm đã triệt để cuộc khởi, trở thành nội môn nhân vật phong vân, hắn lấy trúc cơ tu vi khiêu chiến kiếm phong đại đệ tử thành công, đạt được đạo lữ, oanh động toàn tông, nhưng ở thành hôn ngày thứ hai, hắn lại đem vị nữ tử kia bỏ rơi, dẫn tới nội môn chỉ trích. Bây giờ, Chu Phàm cùng Mạc Phục Cừu đã trở thành thiên lôi phong mặt bài, đều là đệ tử thân truyền, Mạc Phục Cừu càng là đệ tử hạch tâm thân phận. Hình Hồng Tuyền một mực đợi tại chủ phong tu luyện, ngược lại là không có danh tiếng gì. Tốt, sư tỷ nên trở về đi tu luyện, tranh thủ bồ sư đệ tại trên con đường tu hành nhiều đi một đoạn đường. Thường Nguyệt Nhi hoặc bác cười một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Hàng Tuyệt thở dài một hơi. Thường Nguyệt Nhi tuy là nói đùa, nhưng lời nói này rơi vào Hàng Tuyệt trong tai lại là lòng chua xót nói thật. Hàng Tuyệt là người muốn trường sinh, Thường Nguyệt Nhi tư chất kém xa hắn, khẳng định không có hắn sống được lâu. Bất quá Hàng Tuyệt cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính về sau nếu là có năng lực, cũng có thể kéo một thanh người thân cận. Tỷ như Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền. Mạc Trúc muốn hay không tính một cái. Hàng Tuyệt yên lặng cân nhắc. Hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, lấy chỉ làm kiếm, cách không đối với vách động viết hai chữ. Thiết lão. Hắn đứng dậy, hướng phía tên thiết lão xoay người hành lễ. cúi đầu này xem như đến chậm tiễn biệt. Nhìn thiết lão kiếp sau có thế nén một người tốt. Đằng sau, hàng tuyệt tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Lại là 10 năm. Hàng Tuyệt Hỏa Linh Căng cũng tu luyện tới Kim Đan cảnh chín tầng, Thủy Linh Căng tu vi đạt tới Kim Đan cảnh tầng 7, còn thừa lại Thổ Linh Căng, một linh căng chưa tu luyện. Tốc độ như vậy đã là thần tốc, nhưng hắn có chút bất mãn. Hắn bắt đầu lật tiểu càng không yêu đái, xem xét Trần Tam Thiên lưu lại đang dược. Trần Tam Thiên cũng là Kim Đan cảnh tu sĩ, có lẽ có Kim Đan cảnh chuyên môn tu luyện đang dược. Đáng tiếc, không có. Tên này đang dược phần lớn là độc dược, bị dược cùng các loại hạ lưu thuốc. Không hổ là mẹ ngươi người trong ma giáo hàng tuyệt nhịn không được chửi ầm lên không có đang dược phụ trợ hàng tuyệt chỉ có thể kiên trì tiếp tục khổ tu dù vậy hắn cách nguyên anh cảnh cũng càng ngày càng gần hai năm sau thủy linh căn cũng rốt cục đạt tới kim đan cảnh chính tầng hàng tuyệt bắt đầu tu luyện một linh căn trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ chúc mừng ngươi đầy trăm tuổi mở ra mô phỏng thí luyện công năng mô phỏng thí luyện ngươi có thể thiết lập đối thủ tu vi cùng thực lực cấp bậc tiến hành mô phỏng đối chiến cũng có thể kiểm tra đo lường trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ sinh linh phục chế hắn thực lực tới đối chiến, chiến đấu kết quả sẽ không ảnh hưởng hiện thực thân thể, tinh thần tình huống, số lần vô hạn. Mô phỏng thí luyện. Còn có thể kiểm tra đo lường trong vòng phương viên trăm dặm sinh linh. Hàng Tuyệt sửng sốt, chợt kinh hỉ. Đây là thần kỹ a. Hàng Tuyệt một mực không dò rõ mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, rốt cuộc có thể thử một chút. Hắn lập tức mở ra mô phỏng thí luyện, hai mắt không khỏi nhắm lại. Hắn đi vào một vùng tâm tối trong không gian. Ngươi có thể lựa chọn quan hệ nhân mạch bên trong nhân vật làm đối thủ thực lực khuôn mẫu, Hàng Tuyệt lập tức lựa chọn Lý Khanh Tử. Hắn muốn nhìn một chút chính mình cùng trưởng giáo thực lực sai biệt bao nhiêu. Rất nhanh, Lý Khanh Tử liền xuất hiện tại hắn phía trước, vị này Lý Khanh Tử mặt không biểu tình, rất giống khôi lỗi. Chiến đấu bắt đầu. Lý Khanh Tử trực tiếp xuất ra một thanh cây thước màu vàng, hướng phía Hàng Tuyệt đánh tới. Hàng Tuyệt xuất ra kỳ lân kiếm, chân đạp thất trọng huyễn bộ cùng Lý Khanh Tử kéo dài khoảng cách. Hắn nhanh chóng thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, ba đạo kiếm ảnh trống rỗng xuất hiện, hướng phía Lý Khanh Tử đánh tới. Lý Khanh Tử nhanh chóng vung thước, đánh tan kiếm ảnh truy sát hàng tuyệt hàng tuyệt đưa tay đánh ra cửu long trừ ma ấn sáu loại thuộc tính linh lực không ngừng chuyển đổi từng đạo cửu long trừ ma ấn đụng vào lý khanh tử mới đầu lý khanh tử còn có thể đánh tan cửu long trừ ma ấn nhưng rất nhanh liền bị cửu long trừ ma ấn đánh bay ra ngoài hàng tuyệt nhíu mày xem ra hắn cửu long trừ ma ấn rất mạnh thôi Chắc không được có thế trấn áp thái thượng trưởng lão nguyên thần bất quá cửu long trừ ma ấn cũng không có đã thương được lý khanh tử lý khanh tử lần nữa đánh tới hàng tuyệt cũng không nóng nảy có thể cùng Lý Khanh Tử dây dưa, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ, hàng tuyệt thua trận. Lý Khanh Tử Thiên Cương Kim thân cực kỳ cường hoành, pháp thuật đánh vào trên người hắn, không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Bất quá, hàng tuyệt phát hiện lấy kỳ lân kiếm thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm, lực sát thương mạnh hơn, có thể giết đến Lý Khanh Tử Thiên Cương Kim thân phá phòng, tại chỗ phúng huyết. Không hổ là tuyệt phẩm pháp kiếm, nhưng cũng chỉ có thể là phá phòng, không cách nào đem nó đánh bại. Chợt, hắn đem Lý Khanh Tử tu vi hướng xuống điều. Nguyên Anh cảnh tầng 7. Hay là đánh không lại. Nguyên Anh cảnh 6 tầng. Ngang tay. Nguyên Anh cảnh 5 tầng. Nghiền sát. Hàng tuyệt khu động kỳ lân kiếm, thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, ba đạo kiếm ảnh trực tiếp đem Lý Khanh tử nhục thân xé nát. Không tệ không tệ. Vượt cấp giết Nguyên Anh cảnh 5 tầng, xứng với ta công pháp, tư chất, kiếm pháp cùng tuyệt phẩm pháp kiếm. Hàng tuyệt yên lặng nghĩ đến. Sau đó, hắn đem Lý Khanh tử tu vi chọn đến kim đan cảnh 9 tầng, phát hiện linh lực của mình viễn siêu Lý Khanh tử lục đạo luân hồi công mạnh chỗ thể hiện đi ra, tu hành sáu hệ linh căn, khiến cho hàng tuyệt linh lực cực kỳ hùng hậu, không sử dụng kỳ lân kiếm, hắn liền có thể trực tiếp miễu sát cùng cảnh giới lý khanh tử. Ý thức trở lại hiện thực, hàng tuyệt mở mắt. Ta hiện tại liền có thể tru sát nguyên anh cảnh năm tầng cao thủ, chờ ta đột phá tới nguyên anh cảnh, chẳng lẽ có thể cùng hóa thần viện xoay cổ tay? Hàng tuyệt hưng phấn nghĩ đến, chợt hắn lại lắc đầu. Hóa thần thực lực khẳng định cùng nguyên anh khác nhau một trời một vực, mình không thể nghĩ đến quá mỹ hảo, để tránh lật xe, Ta phải nghĩ như vậy, ta khẳng định đánh không lại hóa thần, dạng này mới cẩn thận. Hàng tuyệt yên lặng cho mình tâm lý đùa giỡn. Chỉ còn lại một linh căng, thổ linh căng. Hàng tuyệt ý chí chiến đấu sụp sôi, cảm thấy tại trong vòng 10 năm đem hai linh căng tất cả đều tu luyện tới kim đan cảnh chính tầng. Lúc đạt tới kim đan cảnh chính tầng linh căng càng ngày càng nhiều, còn lại linh căng tốc độ tu hành càng lúc càng nhanh, 10 năm đầy đủ hắn đem hai linh căng tu luyện tới kim đan cảnh chính tầng. 10 năm trôi qua rất nhanh. Hàng tuyệt không hề rời đi động phủ nửa bước, cơ hồ là một mực tại tu luyện. Hắn thành công đem sáu hệ linh căn tu luyện tới kim đan cảnh chín tầng, tiếp xuống bắt đầu trùng kích viên mãn. Hàng Tuyệt ngạc nhiên phát hiện hắn vậy mà có thể bắt đầu đồng thời hấp thu sáu loại linh khí. Trước kia không được, hiện tại có thể. Hẳn là kim đan cảnh chín tầng là một đạo khảm. Hàng Tuyệt rất nhanh lại phát hiện đồng thời hấp thu sáu loại linh khí, hắn tốc độ tu hành cũng không tính quá chậm, tổng hợp tới nói, so trước kia càng nhanh. Chuyện tốt. Hàng Tuyệt thỏa thuê mãn nguyện, tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, hắn sáu loại linh căn tất cả đều đạt tới kim đan cảnh chính tầng viên mãn tu vi có thể tu luyện nguyên anh hàng tuyệt không có thư giãn trực tiếp bắt đầu chuẩn bị đổ kiếp kết giới mở ra bao trùm cả tòa tiên thiên động phủ ngọc thanh tông chủ phong trong cung điện lý khanh tử ngồi tại trên thủ tọa 18 ngọn núi chấp giáo trưởng lão tề tụ trừ bọn hắn còn có mấy vị trưởng lão vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất ngưng trọng thiên lôi phong đạo lôi lão tiên sắc mặt cực kỳ khó coi cắn răng hỏi việc này là thật Lý Khanh Tử thở dài một hơi, nói, thiên chân vạn sát, đoàn thông thiên tháng trước mới độ kiếp thành công, ngay tại củng cố tu vi, hắn đã là hóa thần đại năng. Hóa thần. Tất cả mọi người bị dọa đến biến sắc, giống như một tòa núi lớn, ép tới bọn hắn tất cả mọi người nhanh không thở nổi. Liền ngay cả hy tuyền tiên tử sắc mặt cũng rất khó coi. Sư phụ đâu? Hắn không phải đã tu luyện ra nguyên thần, có phải hay không khoảng cách hóa thần cảnh đã tới gần? Tỉnh tư chân nhân liền vội vàng hỏi. Lý Khanh tử giận dữ nói, cũng không có, nguyên thần của hắn chỉ là một loại thần thông, lúc trước hắn giống như tao ngộ một loại nào đó đã kích, mấy chục năm trước liền từ bỏ thần thông kia, bây giờ còn tại khổ tu, mặc dù đã là nguyên anh cảnh chính tầng, có thế khoảng cách hóa thần, vẫn có không thể vượt qua hồng câu. Đại điện lâm vào trong yên lặng, không gì sánh được kiềm chế. Một tên trưởng lão nhịn không được hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cầu viện. Lý Khanh tử giận dữ nói, ta đã hướng chính đạo các phái phát đi cầu viện tin, tạm thời không được đến hồi phục. Các trưởng lão bắt đầu thảo luận hóa thần a chúng ta những lão cốt đầu này chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thế địch a thanh minh ma giáo trừ đoàn thông thiên tu sĩ nguyên anh cũng không ít ai thiên sát ma giáo vậy mà ra một vị hóa thần ngọc thanh tông đại kiếp rốt cuộc vẫn là tới đối kháng chính diện khẳng định đánh không thắng bằng không chúng ta trốn làm sao trốn chạy trốn tới đâu đây mấy trăm năm cơ nghiệp từ bỏ các trưởng lão lao nhau từng cái ngữ khí đều thật không tốt đứng trước đại kiếp như vậy không ai có thể bình tĩnh nói chuyện Lý Khanh Tử thở dài, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Ông. Ngọc U Phong vang lên tiếng chuông, các đệ tử tề tụ tại Ngọc U Điện trước Đại môn. Nhập bọc hậu, các đệ tử đều tự tìm bồ đoàn ngồi xuống. Khi Tuyền Tiên Tử liếc nhìn một chút, có chút nhíu mày. Hàng tuyệt tiểu tử kia lại không tới. Thôi. Các đệ tử nhìn về phía hy Tuyền Tiên Tử, không có tâm thần bất định, cũng không có chờ mong. Bọn hắn tưởng rằng sắp đến nội môn khảo hạch. Tình báo mới nhất, Thanh Minh Ma giáo giáo chủ đoàn Thông Thiên đã tới hóa thần, không có ngoài ý muốn, nhiều nhất mấy năm, thanh minh ma giáo sẽ quy mô xâm lấn chúng ta ngọc thanh tông. khi tuyền tiên tử nói ra lời nói này lúc, thần sắc đạm mạc, chúng đệ tử ngẩn người, chợt vỡ tổ, hóa thần. làm sao có thể? chúng ta ngọc thanh tông có hóa thần sao? nào có a, à, hóa thần đây chính là truyền thuyết. xong, cách không được gần nhất thanh minh ma giáo người càng phát hung hăng ngang ngược. khi tuyền tiên tử đưa tay, ra hiệu các đệ tử an tĩnh. các đệ tử vội vàng im miệng, khẩn trương nhìn về phía nàng. Ma giáo sinh ra hóa thần, đối với Ngọc Thanh Tông mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Mặc dù ma giáo xuất hiện hóa thần, chúng ta cũng phải nên chiến, Ngọc Thanh Tông thành lập mấy trăm năm, há có thể bị ma giáo hủy diệt. Vi sư bình thường không yêu cầu các ngươi vì Ngọc U Phong làm cống hiến, nhưng Ngọc Thanh Tông gặp nạn, các ngươi nhất định phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị, kể từ hôm nay, các ngươi đều không được rời đi Ngọc Thanh Tông, chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị nên chiến thanh minh ma giáo. Khi Tuyền Tiên tử quét mắt tất cả mọi người, một câu một trận nói. Nguyên Anh khí thế bộc phát, uy áp bao phủ cả tòa đại điện chúng đệ tử trong lòng rung lên mặc dù sợ sệt bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài chuyện cho tới bây giờ đã không còn cách nào khác bọn hắn đều cùng ma giáo đã từng quen biết minh bạch đầu hàng hạ tràng sẽ thảm hại hơn tiên thiên động phủ bên trong thiên lôi cuồn cuộn hàng tuyệt ngay tại độ kiếp tại kết giới bảo vệ dưới thiên lôi thanh âm cùng uy áp đều không có truyền đi thiên kiếp này cùng hắn trước đó gặp phải đều không giống nhau lôi điện hóa rồng càng có lực phá hoại bất quá đáng tiếc vẫn không phá được kim thiền huyền thần y phòng ngự làm phòng trong động phủ hoa cỏ lọt vào phá hư hàng tuyệt lợi dụng linh lực bảo vệ bọn chúng cũng may thiên lôi vẫn đối với hắn oanh động thất mặc dù không lớn nhưng rất cao mây đen vừa vặn ngăn chặn trên đỉnh cửa hang hàng tuyệt tại trong quá trình độ kiếp thỉnh thoảng làm ác mộng các loại ác mộng đều có có hảo hữu sư phụ chết thảm có hắn một lần nữa trở lại địa cầu ngạc nhiên phát hiện là một giấc mộng cũng may hàng tuyệt ý chí kiên định những này ác mộng căn bản không ảnh hưởng tới hắn về phần tâm ma càng không khả năng sinh ra. Nguyên Anh, ta phá định. Hàng Tuyệt hưng phấn nghĩ đến. Theo hắn không ngừng vận chuyển tâm pháp, thể nội lục đạo linh lực lần nữa hình thành vòng xoáy, ở trên kim đang tụ tập, mơ hồ đã có hài nhi hình dáng. Hắn cách Nguyên Anh cảnh đã tới gần. Sư đệ. Ngoài động phủ truyền đến thường nguyệt nhi thanh âm, Hàng Tuyệt tưởng rằng nghe nhầm, trước đó hắn cũng nghe từng tới, cho nên không có để ở trong lòng. Ngoài động phủ. Thường nguyệt nhi hoáng vài tiếng, Hàng Tuyệt đều không có trả lời nàng không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói, sư đệ thối, vậy mà tu luyện được nghiêm túc như vậy, tông môn còn lớn hơn họa trước mắt, còn không ra. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định lưu tại ngoài động phủ, nàng đi đến cách đó không xa dưới cây ngồi xuống. Nếu là thanh minh ma giáo từ bên này giết vào Ngọc Thanh Tông, vậy Hàng Tuyệt khẳng định dẫn đầu gặp nạn, nàng, nàng đến thủ hộ Hàng Tuyệt. Đương nhiên, lấy thực lực của nàng rất khó bảo hộ Hàng Tuyệt, nhưng chờ Hàng Tuyệt từ trong tu luyện tỉnh lại, nàng có thế trước tiên nói cho Hàng Tuyệt, mang theo Hàng Tuyệt trở lại nội môn trốn đi. Sau 10 ngày, hàng tuyệt rốt cục thành tựu nguyên anh, linh lực tăng vọt. Thể nội sáu hệ linh lực dung hợp thành một cổ hoàn toàn mới mà cường đại linh lực. Lục đạo linh lực. Hàng tuyệt trước mắt đi theo hiện ra từng hàng chữ. Chúc mừng ngươi đột phá tới nguyên anh cảnh, thu hoạch được một lần thần thông ban thưởng. Ngươi lựa chọn là kiếm tu chi lộ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kiếm đạo thần thông, thiên chu quỷ thần kiếm. T. Thiên chu quỷ thần kiếm. Tốt chu bio, thật xấu hổ A. Hàng tuyệt hưng phấn nghĩ đến, hắn lập tức bắt đầu truyền thừa này kiếm đạo thần thông dù cho là thần thông nhưng cũng là kiếm đạo đối với hàng tuyệt mà nói lĩnh ngộ cũng không khó thần thông cùng pháp thuật khác biệt hiểu chính là hiểu không cần động thủ tu luyện đương nhiên đống ngộ thần thông về sau vẫn là có thể tiếp tục tu luyện thần thông tăng cường độ thuần thục cùng lúc đó ngoài động phủ thường nguyệt nhi đang tĩnh tọa tu luyện nàng đã thành thói quen ở phụ cận đây tu luyện nàng mở mắt nhìn về phía tiên thiên động phủ lẩm bẩm nói sư đệ thối còn không ra may ma giáo không có vào lúc này xâm lấn nàng nhiều lần muốn rời đi, nhưng lại sợ bỏ lỡ hàng tuyệt suốt quan thời gian. Thường Nguyệt Nhi thở dài một hơi, lần nữa nhắm mắt. Ai kêu nàng ưa thích hắn đâu? Chờ thêm một chút đi. Ngày kế tiếp. Hàng tuyệt thành công nắm giữ thiên chu quỷ thần kiếm. Hắn ấn mở giao diện thuộc tính. Tính danh, hàng tuyệt. Tuổi thọ, 111, 988. Chủng tộc, phàm nhân. Tu vi, nguyên anh cảnh một tầng. Công pháp, lục đạo luân hồi công, có thế truyền thừa. Pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ tam thanh tuyệt ảnh kiếm tuyệt thế cửu long trừ ma ấn thần thông lục đạo hấp hồn thiên tru quỷ thần kiếm pháp khí kim thiền huyền thần y thất phẩm linh bảo tiểu càng khôn yêu đái kỳ lân kiếm linh căn tư chất lục đạo linh thể ẩn chứa đỉnh cấp phong hỏa thủy thổ mộc lôi linh căn gia tăng nhất định khí vận tiên thiên khí vận như sau tuyệt thế vô song tiên tư mị lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm si kiếm đạo tư chất đỉnh cấp kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp. Tiên đế hậu duệ, thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, nghìn khối linh thạch thượng phẩm. Xem xét quan hệ nhân mạch. Tuổi thọ tăng vọt đến 988 tuổi. Đây mới là nguyên anh cảnh một tầng, đợi đến 9 tầng, nhất định có thế phá nghìn tuổi. Thoải mái. Hàng Tuyệt cười đắc ý, hắn không chuẩn bị rời đi động phủ, mà là dự định tiếp tục tu luyện. Hắn chợt phát hiện Thường Nguyệt Nhi còn tại ngoài động phủ ngồi xuống tu luyện trước đó hắn liền nghe từng tới thường nguyệt nhi thanh âm nhưng hắn ngay tại đột phá tưởng rằng nghe nhầm hàn tuyệt do dự muốn hay không xuất động phủ bất quá hắn nhìn thấy thường nguyệt nhi đang tu luyện tự hồ không có việc gấp nha đầu này quả nhiên muốn cọ động phủ của ta linh khí vừa nghĩ tới trong động phủ linh thảo đều là nàng trồng hàn tuyệt cũng liền ngầm cho phép tiếp tục tu luyện một năm sau thường nguyệt nhi bỗng nhiên đứng dậy hoảng sợ nhìn qua phương xa chỉ gặp ngọc thanh tông 18 trên đỉnh trống đi hiện trận trận lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Ngọc Thanh Tông sườn tây, từng người từng người ma tu từ trong rừng cây giết ra, ngự kiếm phi hành, phi nhanh hướng Ngọc Thanh Tông, trùng trùng điệp điệp, ma khí hội tụ vào một chỗ, giống như một mảnh hắc hải. Ma giáo đột kích. Thường Nguyệt Nhi lập tức luống cuống. Nàng vô ý thức muốn la lên hàng tuyệt, nhưng nghĩ lại, ma giáo từ một phương hướng khác tập kích Ngọc Thanh Tông, hàng sư đệ động phủ vừa vặn tránh đi. Hiện tại kinh động hàng sư đệ, dẫn hắn về nội môn, nhất định giữ nhiều lành ít. Thường Nguyệt Nhi cắn răng, thả người nhảy lên, ngự kiếm bay về phía Ngọc U Phong. Trong động phủ, Hàng Tuyệt đang tu luyện, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nhắc nhở. Công môn của ngươi Ngọc Thanh Tông ngay tại gặp phải Thanh Minh Ma giáo tập kích. Hàng Tuyệt ngẩng người, liền tranh thủ thần thức quét ra đi, vừa hay nhìn thấy Thanh Minh Ma giáo quy mô phóng tới Ngọc Thanh Tông tráng quan tràn cảnh. Làm sao đột nhiên đánh nhau? Hàng Tuyệt đã là nguyên anh cảnh cường giả, thực lực viễn siêu lúc trước, tự nhiên không hoảng hốt. Nhưng ma giáo lần này xâm lấn quy mô lớn như thế, hắn cảm thấy hay là đến cẩn thận một chút. Hàng Tuyệt không có lập tức đi trợ giúp. Hắn mở ra mô phỏng thí luyện công năng, kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông nội bộ tất cả mọi người, để hệ thống tìm kiếm ra người mạnh nhất. Đoàn Thông Thiên, hóa thần cảnh một tầng, Thanh Minh Ma giáo giáo chủ. Hóa thần. Hàng Tuyệt lập tức giật mình một cái. Mạnh như vậy? Hàng Tuyệt phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Ngọc Thanh Tông khẳng định chịu không được. Bình tĩnh một chút. Ta đã xưa đâu bằng nay, Kim đang cảnh liền có thể giết nguyên anh cảnh. Hàng Tuyệt quyết định thử trước một chút đoàn Thông Thiên thực lực nhìn xem đã tu luyện ra thiên tru quỷ thần kiếm hắn có thể hay không đối kháng đoàn thông thiên. Hàng tuyệt ý thức lập tức tiến vào không gian thí luyện. Chiến đấu bắt đầu. Một phút đồng hồ sau. Hàng tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn tự lẩm bẩm, liền cái này. Hàng tuyệt phát hiện chính mình đánh giá thấp thực lực của mình. Tay hắn cầm là tuyệt phẩm pháp kiếm. Tu luyện là tiên đế truyền thừa công pháp. Thể chất là lục đạo linh thể. Còn tu được thần thông. Không thể dùng phàm nhân khái niệm đến bộ chính mình. Hàng tuyệt đứng dậy, chuẩn bị tiến về Ngọc Thanh Tông nhìn xem. Ngày xưa phồn Hoa Ngọc Thanh Tông đã tứ bề báo hiệu bất ổn, nội môn thành trì bị hủy thành phế tích, khắp nơi đều là thi thể. 18 trên đỉnh phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là chiến đấu thân ảnh. Tào Tháo, Tào Tháo, cút ra đây nhận lấy cái chết. Trần Tam Thiên sư phụ Trương Khốn Ma lơ lửng giữa không trung, tức giận gào thét, hai mắt sung huyết, phẫn nộ đến cực điểm. Trương Khốn Ma sắp làm tức chết. Đến Ngọc Thanh Tông lâu như vậy, Tào Tháo còn không hiện thân. Hẳn là chạy hắn nhẫn nhịn mấy chục năm liền đợi đến hôm nay là ái đồ báo thù kết quả tìm không thấy cừu địch trong lòng đừng đề cập nhiều biệt khuất trương khốn ma quay đầu nhìn về phía ngọc thanh tông chủ phong nguy nga chủ phong đã dấy lên hừng hực liệt hỏa hỏa thế quyển trời tráng quan không gì sánh được giáo chủ cũng nhanh phải kết thúc đi trương khốn ma tự lẩm bẩm hắn có thể cảm giác được ngọc thanh tông các trưởng lão khí tức đều đang nhanh chóng biến yếu đối mặt hóa thần ngọc thanh tông không ai có thể ngăn cản ngọc thanh tông chủ phong 18 ngọn núi trưởng lão tất cả đều thân chịu trọng thương hoặc là ngồi xuống dưỡng thương, hoặc là nằm rạp trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Bọn hắn tất cả đều nhìn chầm chầm trên không, Lý Khanh Tử cùng Thái Thượng trưởng lão ngay tại kịch đấu đoàn thông thiên. Đoàn thông thiên một bộ áo bào đen phần phật, sau lưng lơ lửng một tòa khổng lồ hắc sơn, lôi điện xen lẫn tại trên hắc sơn, hấp lực cường đại để Lý Khanh Tử, Thái Thượng trưởng lão hành động gian nan, cùng phong tàn phá bừa bãi tại trên núi, cuốn lên đếm không hết cây cối, bụi đất xen lẫn hỏa tinh bay lên. Lý Khanh Tử, Thái Thượng trưởng lão đều đã thụ thương, đạo bào tổn hại, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật. Bọn hắn mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng còn phải chiến. Bọn hắn minh bạch chính mình nếu là ngã xuống, Ngọc Thanh Tông liền thật xong. Hai người làn da đều hiện lên màu vàng, tổng hại đạo bào bên dưới cơ bắp hình dáng tràn ngập đánh vào thị giác lực. Thiên cương kim thân. Nếu không có dựa vào tuyệt học này, bọn hắn sớm đã ngã xuống. Đoàn thông thiên nhìn xuống bọn hắn, cười gằn nói, từ bỏ đi, các ngươi căn bản không phải bản tọa đối thủ, nếu như các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ bản tọa có thể để các ngươi Ngọc Thanh Tông đệ tử thiếu bị chút tội tiếp tục mấy trăm năm ân oán cũng nên chấm dứt. Lý Khanh tử thổ một búng máu, cầm trong tay kim thước, mắng, Đoàn Thông Thiên, ta Ngọc Thanh tông đệ tử cho dù chết cũng tuyệt không khuất phục tại ma đạo phía dưới. Hắn vung thước đánh tới, trận trận hỏa phong đất bằng mà lên, quét sạch hướng Đoàn Thông Thiên. Đoàn Thông Thiên nhẹ nhàng phất tay, sau lưng Hắc Sơn liền đem hỏa phong thu nạp. Thái thượng trưởng lão thầm mắng, cắn răng nói, núi này chính là tiên thiên hắc từ, linh lực bị nó sau khi hấp thu sẽ trực tiếp hóa giải, ma đầu này đều không cần thi pháp dựa vào tiên thiên hắc từ liền có thể đem chúng ta mài chết. Đoàn thông thiên một mực không hề động toàn lực, cố ý trêu đùa bọn hắn, tra tấn bọn hắn. Đáng chết. Chúng ta nên làm cái gì? Lý Khanh tử nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Thái thượng trưởng lão trầm mặt. Cách đó không xa Hy Tuyền tiên tử thở dài một hơi. Ngọc Thanh Tông cuối cùng vẫn xong. Hy Tuyền tiên tử không khỏi nghĩ đến hàng tuyệt. Tiểu tử kia đoán chừng còn đang bế quan. Hy Tuyền tiên tử vừa tức vừa bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập chua xót lại nghĩ tới đệ tử khác nàng càng thêm tự trách làm sư phụ không bảo vệ được các ngươi chỉ có thể trước các ngươi một bước đi khi tuyền tiên tử chậm rãi đứng dậy thân thể lung lay sắp đổ nhưng nàng ánh mắt vẫn tràn ngập quyết tuyệt dù có chết nàng cũng phải vì ngọc thanh tông mà chết bên vách núi mặt trúc bị hai vị ma tu ngăn lại hắc hắc tiểu mỹ nhân ngươi nếu là nguyện ý phục thị hai huynh đệ chúng ta để cho chúng ta vui sướng nói không chừng cũng không cần chết một người trong đó cười quái dị nói nhìn về phía mặt trúc ánh mắt tràn ngập tham lam Mạc Trúc nhìn về phía phía sau bọn họ, Mạc Phục Cừu bị một tên ba tên thanh minh ma giáo kim đang cảnh tu sĩ dây dưa, căn bản là không có cách thoát thân cứu nàng. Đáng giận. Mạc Trúc cắn răng, quay người thả người nhảy lên. Nàng cho dù chết, cũng không muốn bị ma tu trà đạp. Nàng rơi vào không trung, thân thể xuyên qua tầng tầng biển mây. Nàng muốn ngự kiếm phi hành, nhưng thể nội linh lực đã hao hết sạch. Nàng lộ ra cười khổ, lần này thật phải chết. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một khuôn mặt một tấm so nữ tử còn dễ nhìn hơn dung nhan tuyệt thế. Nếu là ta có hắn như vậy ý chí, một mực khổ tu, hiện tại cho dù chết cũng có thể giết nhiều mấy cái ma tu. Ai? Hàng tuyệt, kiếp sau còn có thể gặp lại sao? Không. Hy vọng ta kiếp sau lúc, ngươi đã đắc đạo thành tiên. Mặt trúc khóe mắt bay ra nước mắt trong suốt. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác mình bị người tiếp được. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Mặt cô nương, ngươi làm sao xuống? Hàng tuyệt. Mặt trúc ngẩn người, cái gì gọi là xuống? Chẳng lẽ Hàng Tuyệt đã chết? Bọn hắn tại Hoàng Tuyền gặp nhau. Mặt Trúc mở to mắt, và mắt là Hàng Tuyệt tấm kia anh Tuấn Tuyệt luôn dung nhan. Nàng đang nằm tại Hàng Tuyệt trong ngực. Hàng Tuyệt bắt được mặt phục cừu khí tức, lúc này ông Mặt Trúc bay lên không đi. Không thể không nói, nha đầu này dáng người kinh người không sai, ông rất dễ chịu. Phi. Nghĩ lung tung cái gì? Khẳng định là đại đạo đối với hắn khảo nghiệm. Chúng ta đã chết rồi sao? Mặt Trúc si ngốc theo dõi hắn, hữu khí vô lực hỏi hàng tuyệt nghe chút nâng tay phải lên đùng hắn quăng mặt trúc một bạt tay mặt trúc bị đập đến trong nháy mắt bừng tỉnh đau quá mặt trúc bưng bít lấy đỏ rực gương mặt ngạc nhiên nhìn về phía hàng tuyệt hai người một lần nữa trở lại trên vách đá hàng tuyệt một chút quét tới nhìn thấy mặt phục cừu ngay tại gặp ba vị ma tu vây công hắn lập tức thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm kiếm quang lóe lên huyết hoa tuế hiện ba vị ma tu trực tiếp bị kiếm ảnh tiểu sát mặt phục cừu cứ thế ở giữa không trung ba vị kim đang cảnh cường giả trực tiếp bị miễu sát. Khi hắn thấy rõ ràng xuất thủ là hàng tuyệt lúc, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Hàng huynh. Mặt phục cừu vừa định nói chuyện, hàng tuyệt bỗng nhiên đem mặt trúc ném cho hắn. Chiếu cố tốt nàng. Vứt xuống lời nói này, hàng tuyệt liền hướng phía chủ phong bay đi. Mặt trúc đối với người hảo cảm tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 5.5 tinh. Hàng tuyệt không nhìn đạo này nhắc nhở. Trên đường đi, hắn lấy chỉ làm kiếm, không ngừng thi triển tuyệt chỉ thần kiếm, kiếm khí bắn ra, bắn vết ven đường từng người từng người ma tu ngọc thanh tông các đệ tử kinh ngạc nhìn về phía hắn người kia là ai thật là lợi hại chẳng lẽ là tông môn một vị nào đó trưởng lão vì sao trước kia chưa từng gặp qua chờ một chút hắn tựa như là ngọc u phong đệ tử mấy chục năm trước nội môn thảo hạch thứ ba người này chẳng lẽ là đệ tử hạch tâm Hàng tuyệt không nhìn dọc đường ánh mắt hắn đem thần thức tản ra hắn có thể cảm giác được trên chủ phong truyền đến uy áp mạnh mẽ hóa thần khí tức Hàng Tuyệt đi ngang qua Ngọc U Phong lúc, bắt được Thường Nguyệt Nhi khí tức. Thường Nguyệt Nhi cùng Ngọc U Phong các đệ tử ngay tại bảo đoàn chiến đấu, nhưng ma tu số lượng là bọn hắn gấp 2, tình hình chiến đấu cực kỳ không ổn. Hàng Tuyệt phất tay, Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm mau chóng bay đi. Ba đạo nhan sắc khác nhau kiếm ảnh nhanh như tật lôi, đem từng người từng người ma tu tru sát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Liễu Tam Tâm, Thường Nguyệt Nhi bọn người sửng sốt, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hàng Tuyệt từ đằng xa bay qua. Hàng sư đệ, Thường Nguyệt Nhi mừng rỡ kêu lên. Chung quanh Ma Tu bị dọa đến chạy trốn, nhưng Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Khi hàng tuyệt biến mất trong tầm mắt mọi người lúc, Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm đã tru sát gần trăm vị Ma Tu. Mười bước giết một người, chuyện phất tay áo đi. Thật là hàng tuyệt sư đệ. Đại đệ tử liễu tam tâm một mặt ngốc trệ. Hàng tuyệt biểu hiện ra thực lực quá mạnh, đến mức hắn coi là hàng tuyệt chỉ là đi ngang qua, chân chính xuất thủ là những cao nhân khác. Chủ phong, trong rừng cây. Hình hồng tuyền dựa lưng vào thân cây, cánh tay phải không ngừng chảy máu, trên áo bào xuất hiện từng đóa từng đóa huyết hoa, cả người lộ ra mười phần thê mỹ. Tại nàng phía trước, đứng đấy một tên nam tử áo đen. Nam tử áo đen cầm trong tay một thanh hoàng thủ đao, mặt lộ nụ cười dữ tợn. Cho ngươi một cái cơ hội, trở về cùng ta thành thân, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, vậy ngươi liền chết ở chỗ này, ta đem quất ngươi hồn phách, luyện chế quỷ nô. Đối mặt nam tử áo đen uy hiếp, hình hồng tuyền cắn răng nói, ta không có khả năng lại về thanh minh ma giáo, lúc trước đoàn thông thiên bức tử cha mẹ ta lúc, ta liền quyết định muốn báo thù. về phần gả cho ngươi, ngươi cũng xứng. nam tử áo đen trong mắt lóe lên một vòng sát ý. sắp chết đến nơi, còn dám trào phúng hắn. quả nhiên là muốn chết. nam tử áo đen đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp rừng cây trên không xuất hiện một bóng người. hình hồng tuyền dương mắt xem xét, kinh hỉ kêu lên, phu quân. hàng tuyệt một mặt đạm mạc mà hỏi, hình cô nương cần hỗ trợ sao? cẩu vật. dám làm tổn thương ta lốp xe dự phòng đạo lữ. Hàng Tuyệt nhìn như thần sắc đạm mạc, kỳ thực trong lòng sát ý mãnh liệt. Hình Hồng Tuyền nghe được Hàng Tuyệt ra hỏi, vô ý thức gật đầu, có thể nghĩ lại, vị nam tử áo đen này thế nhưng là ma giáo trong đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ hai tồn tại. Hàng Tuyệt coi như đã đột phá kim đan cảnh, vậy khẳng định cũng là kim đan cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể địch nam tử áo đen? Hình Hồng Tuyền mở miệng nói, "Phu quân, nhanh." Chữ trốn còn chưa nói ra miệng, nam tử áo đen bỗng nhiên xuất thủ. Tại nam tử áo đen trong cảm giác, Hàng Tuyệt là trúc cơ cảnh chính tầng tu vi chút cơ cảnh chính tầng cũng dám đánh nhiễu chuyện tốt của hắn quả nhiên là làm càng nam tử áo đen vung đao chém tới đao khí phù diêu mà lên tốc độ cực nhanh hàng tuyệt đưa tay chính là một cái cửu long trừ ma ấn ngọc tỷ màu vàng từ trên trời giáng xuống đem đao khí đánh sơ sát hướng phía nam tử áo đen ép đi Quy áp kinh cũng giáng lâm cả kinh nam tử áo đen sắc mặt đại biến hắn lập tức nhảy ra hàng tuyệt đi theo thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm kiếm ảnh lóe lên nam tử áo đen còn chưa rơi xuống đất trực tiếp chết bất đắc kỳ tử có thể nói là chém thành muôn mảnh, đã chết cực thảm. Hình hồng tuyền trừng to mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Tìm một chỗ trốn đi. Hàng tuyệt vứt xuống lời nói này, liền hướng phía chủ phong đỉnh núi bay đi. Hình hồng tuyền cứ thế tại trong rừng cây, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà tới. Hình hồng tuyền đối với người hảo cảm tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là sáu tinh. Lại tăng lên. Hàng tuyệt cười khổ, xem ra bà nương này đời này không có khả năng lại yêu nam nhân thứ hai. Ta cái này đáng chết mị lực cùng thực lực. Trên chủ phong, khi tuyền tiên tử đạo lôi lão tiên tỉnh tư chân nhân các loại trưởng lão tất cả đều nằm trong vũng máu thân chịu trọng thương 18 ngọn núi trưởng lão phần lớn ở đây còn lại mấy vị trưởng lão tại nội môn kiềm chế thanh minh ma giáo những cao thủ cùng bọn hắn so sánh lý khanh tử cùng thái thượng trưởng lão thê thảm nhất hai người thiên cương kim thân đã bị kích phá lý khanh tử hai tay mất hết quỳ gối trong phế tích thái thượng trưởng lão máu me đầy mặt đang tỉnh tọa dưỡng thương trận chiến này đã không có lo lắng đoàn thông thiên đứng trên tiên thiên hắc từ một mặt trêu tức dáng tươi cười, còn phải lại phản kháng sao, các ngươi đoán xem, Ngọc Thanh Tông còn có bao nhiêu người sống. Các trưởng lão trầm mặt, thậm chí có không ít người đã nhắm mắt lại, bắt đầu chờ chết. Khi tuyền tiên tử cũng nhắm mắt. Ngọc Thanh Tông sẽ tại hôm nay hủy diệt, từ nay về sau, tu chân giới lại không Ngọc Thanh Tông. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, câu nói này ngươi hẳn không có nghe nói qua. Một thanh âm bay tới. Đoàn thông thiên một chút lít đi, chỉ gặp hàng tuyệt chân đạp phi kiếm, không nhanh không chậm bay tới. Trúc cơ cảnh chính tầng đoàn thông thiên cười. Ngọc Thanh Tông tất cả trưởng lão nhao nhao mở mắt nhìn lại. Khi tuyền tiên tử vừa nhìn thấy hàng tuyệt, lập tức gấp, vội vàng mở miệng nói, ngươi tới làm gì? Còn không mau rời đi. Lý Khanh Tử, thái thượng trưởng lão nhìn về phía hàng tuyệt ánh mắt phức tạp. Bọn hắn cũng còn nhớ kỹ hàng tuyệt. Bọn hắn đối với hàng tuyệt đánh giá đều rất kém cỏi, cho là kẻ này tham sống sợ chết, khó xử đại dùng. Không nghĩ tới tại Ngọc Thanh Tông lúc nguy nan, chỉ có hàng tuyệt vị này đệ tử dám lên núi đến. Ai, hai sư đồ đồng thời thở dài một hơi. Hàng tuyệt bay đến Hy tuyền tiên tử trước mặt, quan tâm hỏi, sư phụ, ngài không có sao chứ? Hy tuyền tiên tử mái tóc lộn xộn, hàng tuyệt còn là lần đầu tiên thấy được nàng như vậy chật vật. Đừng nói, dù vậy, sư phụ hay là đẹp đến mức rung động lòng người a. À? tuyền tiên tử thấp giọng nói, nghe lời, mau chóng rời đi, có bao xa trốn bao xa, từ nay về sau, ngươi không còn là Ngọc Thanh Tông đệ tử. Đối mặt cường đại ma giáo giáo chủ, khi tuyền tiên tử hy vọng ngươi rời đi, ngươi có phía dưới lựa chọn nghe theo sư mệnh, liều mạng chạy trốn, chạy trốn thành công có thể đạt được một kiện pháp khí. Hai, Tru sát hóa thần, con đường tu hành khó tránh khỏi gặp được đấu tranh, điệu thấp tu hành không phải sợ, thành công cứu vớt Ngọc Thanh Tông có thể đạt được một bình tuyệt phẩm đang dược. Hàng Tuyệt không có bị trước mắt lựa chọn nhắc nhở ảnh hưởng. Hắn sở dĩ tới đây, chính là trong lòng có quyết đoán. Đoàn Thông Thiên cười nói, "Tiểu tử, ngươi có gan, Ngọc Thanh Tông đệ tử bên trong cũng liền ngươi gan lớn, ngươi nếu là quỳ xuống cho bản tọa dập đầu ba cái, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng, cho ngươi gia nhập thanh minh ma giáo cơ hội. Oanh! Hắn trực tiếp bộc phát ra hóa thần cảnh khí thế khủng bố, trên mặt đất đá vụn đều rung rẩy không cách nào rơi xuống đất. Hàng tuyệt trên trán bên tai bên cạnh tóc đen tung bay theo gió, hắn một mặt bình tĩnh, quay người nhìn về phía đoàn thông thiên. Thanh minh ma giáo quả nhiên là không chịu buông tha ngọc thanh tông. Hàng tuyệt hỏi. Kỳ lân kiếm đi theo xuất hiện trong tay hắn. Máu tươi của hắn đã sôi trào. Cậu thả tu cũng là có nhiệt huyết. Tru sát hóa thần, đang ở trước mắt đoàn thông thiên kinh miệt cười nói, mấy trăm năm ân oán, há có thể như vậy bỏ qua, đổi lại là Ngọc Thanh Tông, cũng không có khả năng buông tha thanh minh ma giáo. Hàng tuyệt gật đầu, cảm thấy có lý. Hắn cất bước đi hướng đoàn thông thiên. Nguyện ý thỏa hiệp. Đoàn thông thiên giống như cười mà không phải cười nói. Hàng tuyệt cười nói, thế thì không đến mức, ta chuẩn bị giết ngươi. Ta chuẩn bị giết ngươi. Câu nói này hắn nói đến rất tùy ý, lại mang cho Ngọc Thanh Tông một phương tất cả mọi người một loại khó tả rung động khi ngọc thanh tông các cường giả tất cả đều bị đánh bại lúc một tên trúc cơ đệ tử cũng dám đứng ra nói muốn giết ma giáo giáo chủ đây là cỡ nào đảm lượng giờ khắc này tất cả trưởng lão nhìn về phía hàng tuyệt ánh mắt cũng thay đổi đều tràn ngập kính ý mặc dù bỏ mình cũng đã chết oanh oanh liệt liệt ha 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 ta ngọc thanh tông có thế có đệ tử như vậy mặc dù bị diệt thì như thế nào đạo lôi lão tiên cười to nói bởi vì cười đến dùng quá sức không cẩn thận khiên động thương thế đau đến hắn ho khan các trưởng lão khác nhau nhau tán dương hàng tuyệt đoàn thông thiên nhíu mày, trong mắt lóe lên sát ý. Hắn đang muốn mở miệng, một đạo hét to âm thanh giống như kinh lôi nổ vang truyền đến. Tào Tháo, nguyên lai like ngươi ở chỗ này, chịu chết đi. Chỉ gặp Trương Khốn Ma chạy nhanh đến, tay hắn nắm roi sắt, dưới chân dẫm lên phi kiếm, khí thế như hồng. Hàn Tuyệt quay người nhìn về phía hắn, nhìn kỹ. Nha, đây không phải Trần Tam Thiên sư phụ. Nổi giận Trương Khốn Ma trực tiếp thẳng hướng Hàn Tuyệt, không ngừng lại chút nào. Mắt thấy hắn liền muốn đụng vào, hàng tuyệt đưa tay chính là một cái cửu long trừ ma ấn mênh mông lục đạo linh lực hóa thành ngọc tỷ màu vàng giống như như núi cao lao đi thế không thể đỡ ngọc thanh tông một đám trưởng lão tất cả đều trừng to mắt cái này linh lực khi tuyền tiên tử cũng bị chấn kinh đến đôi mắt đẹp trợn to trương khốn ma sắc mặt kịch biến lúc này huy động roi sắt rút đi ma khí rót vào roi sắt bên trong một roi này nhấc lên cuồng phong quanh một tiếng cửu long trừ ma ấn bị rút bạo trương khốn ma đi theo bị chấn động đến thổ huyết bay rớt ra ngoài trực tiếp rơi xuyên vân biển, biến mất vô tung vô ảnh. Chớp mắt bại. Làm sao có thể? Tất cả mọi người bị hù dọa. Đoàn thông thiên cũng không khỏi chợt trợn con mắt, một bộ như thấy quỷ thần sắc. Trương khốn ma cũng không yếu, ở trong thanh minh ma giáo luận thực lực, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Tiểu tử này linh lực thật bá đạo. Tuyệt không phải trúc cơ cảnh chính tầng. Nguyên anh cảnh. Hắn làm sao không biết Ngọc Thanh Tông cất dấu dạng này một tôn nguyên anh. Hảo tiểu tử, trách không được dám lớn lối như vậy, Bất quá ngươi biết bản tọa tu vi sao? Đoàn thông thiên giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hàng tuyệt cảm thấy hắn có mau bệnh. Vì sao nói nhiều như vậy? Thối khoe khoang. Hàng tuyệt giả bộ không biết, nói, nguyên anh cảnh chính tầng. Bản tọa chính là hóa thần. Đoàn thông thiên làm càng cười to. Hàng tuyệt cười theo, đồng thời hướng đoàn thông thiên thụ một cây ngón giữa. Lý Khanh Tử bỗng nhiên truyền âm cho Hàng Tuyệt, hắn đang trì hoãn thời gian, hắn mặc dù cùng vọng, nhưng trước kia nói cũng không có nhiều như vậy. Tiểu tử, Ngươi thiên tư tuyệt luân, đừng chậm trễ ở đây, trốn đi, một mình ngươi trốn lời nói vẫn có thể trốn được. Có lẽ ngươi có thể chiến thắng Nguyên Anh, nhưng hóa thần cùng Nguyên Anh khác nhau một trời một vực, ngươi không cần chịu chết. Kéo dài thời gian. Hàng tuyệt nhíu mày. Đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Hàng tuyệt nâng lên kỳ lân kiếm, đi hướng đoàn thông thiên. Ánh mắt của hắn rơi sau lưng đoàn thông thiên ngọn núi nhỏ màu đen, trong lòng của hắn nghi hoặc. Đây là vật gì? Hàng tuyệt có thể cảm nhận được nguồn hấp lực cường đại kia hắn không khỏi nghĩ đến một cái hiện đại đồ chơi nam châm đoàn thông thiên vẫn đứng tại trên ngọn núi nhỏ màu đen này hẳn là có huyền cơ gì đúng lúc này trương khốn ma lần nữa từ dưới núi sông lên hắn sát khí ngút trời tay hắn cầm một ngọn đèn dầu hắn đem tự thân ma khí điên cuồng rót vào ngọn đèn bên trong hắn căm tức nhìn hàng tuyệt ánh mắt sung huyết phản phất tẩu hỏa nhập ma tào tháo còn muốn cùng chúng ta giáo chủ đánh một trận lão phu trước hết giết ngươi trương khốn ma gầm thép lên ngọn đèn tản mắt ra hắc khí ngưng tụ thành một tôn khổng lồ quỷ ảnh giống như tới từ địa ngục hàng tuyệt phía sau ngưng tụ ra ba đạo kiếm ảnh hắn nâng lên tay trái hướng phía trương khốn ma vung lên ba đạo kiếm ảnh mau chóng bay đi nhanh như tật lôi thật nhanh ngọc thanh tông các trưởng lão đều bị hù dọa mắt thường hoàn toàn theo không kịp phốc lần trương khốn ma nhục thân trong nháy mắt bị xuyên thủng máu tươi vẩy ra bị ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ hắn còn duy trì dơ cao ngọn đèn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử một vệt sáng từ trương khốn ma đỉnh đầu bay ra nguyên anh trương khốn ma nguyên anh hàng tuyệt ánh mắt ngưng tụ tam thanh tuyệt ảnh kiếm lần nữa truy sát mà đi ngay cả hóa thần còn không sợ giết nguyên anh chẳng phải là dễ như trở bàn tay không có ngoài ý muốn trương khốn ma nguyên anh trực tiếp bị giảo sát toàn bộ quá trình không đến thời gian ba cái hô hấp một tôn nguyên anh trực tiếp bị hàng tuyệt tùy tiện tru sát tỉnh cả tòa chủ phong lâm vào trong yên tĩnh khi tuyền tiên tử lý khanh tử thái thượng trưởng lão đạo lôi lão tiên, tỉnh tư chân nhân cùng với các trưởng lão tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối. Thế giới quan của bọn hắn nát. Trúc cơ cảnh chính tầng lợi hại như vậy. Khi tuyền tiên tử, lý khanh tử, đạo lôi lão tiên, tỉnh tư chân nhân kinh hãi nhất. Bọn hắn quan sát hàng tuyệt mấy chục năm, xác định hàng tuyệt trước đó thật rất yếu, kẻ này hẳn là bị đoạt xá rồi. Có thế cho dù là đoạt xá, cũng phải lại tu luyện từ đầu, có thể nào đột phá đến nhanh như vậy. Hàng tuyệt quay người nhìn về phía đoàn thông thiên, phát hiện đoàn thông thiên không có chứng kinh, cũng không có sợ sệt, ngược lại treo treo tức dáng tươi cười. Điên rồi. Hàng tuyệt như vậy nghĩ đến. Đoàn thông thiên mở miệng nói, ngươi xác thực rất mạnh, bất quá ngươi chỉ là nguyên anh, như thế nào cùng bản tọa đấu. Nếu là ngươi hiện tại cuối đầu xưng thần, bản tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nếu không, bản tọa để cho ngươi lãnh hội hóa thần khủng bố. Còn trang bức. Hàng tuyệt chịu không được, phía sau lần nữa ngưng tụ ra tam thanh tuyệt ảnh kiếm kiếm ảnh. Hắn lập tức vất tay, ba đạo kiếm ảnh cực tốc đánh tới. Oanh! Oanh! Anh. ba đạo kiếm ảnh đụng vào đoàn thông thiên trực tiếp nổ tung đoàn thông thiên bên ngoài thân lóng lánh lôi điện màu đen vậy mà nhẹ nhõm triệt tiêu tam thanh tuyệt ảnh kiếm không đúng là dưới chân hắn ngọn núi nhỏ màu đen vậy rốt cuộc là cái gì hàng tuyệt nhíu mày hắn nâng lên kỳ lân kiếm chuẩn bị thi triển thần thông bản tọa dưới chân chính là tiên thiên hắc từ có thể hấp thu linh lực trừ phi linh lực của ngươi mạnh hơn bản tọa nếu không ngươi không có khả năng làm bị thương bản tọa đoàn thông thiên làm càng cười to nói Hàng tuyệt kiếm chỉ hắn, cười nói, nói đến loè loẹt, ta một kiếm liền có thể chém giết ngươi, tin sao? Vừa dứt lời, đoàn thông thiên chợt bột phát ra hóa thần uy áp kinh khủng, bao phủ toàn bộ Ngọc Thanh Tông. Trong chốc lát, tất cả ngay tại chiến đấu Ngọc Thanh Tông đệ tử, thanh minh ma giáo đệ tử nhau nhau dừng tay, kinh hải nhìn về phía chủ phong. Áp lực thật là đáng sợ. Liền ngay cả Ngọc Thanh Tông các trưởng lão cũng sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập. Bọn hắn khoảng cách đoàn thông thiên gần, cảm thụ càng sâu. Hóa thần cùng Nguyên Anh, khác nhau một trời một vực. Hàng tuyệt động dung hóa thần cảnh là thật mạnh a à. bất quá hắn trải qua mô phỏng thí luyện đã cùng đoàn thông thiên đối chiến qua cho nên lòng tin tràn đầy bản tọa thành tựu hóa thần khí vận hùng hậu thiên đạo che chở nhất định là đại yến tu chân giới người thứ nhất ngọc thanh tông chính là bản tọa thống nhất tu chân giới khối thứ nhất đá đặt chân thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tiểu tử ngươi nếu thật cho là ngươi có thế một kiếm giết bản tọa ngươi nếu là dám ra tay ngươi liền chết chắc bản tọa đã đã cho ngươi cơ hội đoàn thông thiên giơ cao hai tay cười đến không gì sánh được điên cuồng. Ngọc Thanh Tông các trưởng lão sắc mặt u ám. Đoàn thông thiên khí thế thật sự là quá mạnh, mạnh đến để cho người ta khó mà dâng lên lòng phản kháng. Hàng tuyệt sắc mặt cổ quái. Tên này rất có thể nói đi. Bản tọa trăm tuổi thành Kim Đan, hai trăm tuổi thành Nguyên Anh, Thiên Tư. Mẹ nó. Lão tử không chịu nổi. Không đợi đoàn thông thiên nói xong, hàng tuyệt bỗng nhiên huy kiếm chém tới. Trong chốc lát, thiên địa phản phất đứng im, không chỉ là chủ phong, toàn bộ Ngọc Thanh Tông bên trong tất cả mọi người nhìn thấy bầu trời hiện lên một đạo tựa như thủy mặc một bút kiếm khí màu đen, treo cao thiên khung. Trung động tuyệt luân. Kỳ Lân tiếng gầm gừ đi theo vang lên, quanh quẩn chủ phong trên đỉnh núi. Thiên tru Quỷ Thần Kiếm. Đoàn Thông Thiên trừng to mắt, không kịp tránh né. Tại Hy Tuyền Tiên Tử, Lý Thanh Tử bọn người rung động thần sắc dưới, Đoàn Thông Thiên nhục thân trực tiếp bị hàng tuyệt kiếm khí nghiền nát. Kiếm khí lướt qua, chỉ còn lại có một đạo hư ảo bóng người đứng trên tiên thiên hắc từ. Đoàn Thông Thiên nguyên thần giờ phút này đoàn thông thiên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi tự hồ không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy nguyên thần của hắn đang run rẩy hắn hoảng sợ nhìn về phía hàng tuyệt trung giọng hỏi ngươi đến cùng là thần thánh phương nào hàng tuyệt cất bước đạp không dưới chân phản phất có vô hình bậc thang hắn từng bước ép về phía đoàn thông thiên thường sơn triệu tử long hàng tuyệt không có báo tên thật để tránh đánh chết đoàn thông thiên còn có già hơn địch nhân hắn thi triển thất trọng huyễn bộ thoáng hiện đến đoàn thông thiên trước mặt Đoàn Thông Thiên vô ý thức chạy trốn, nhưng hàng tuyệt động tác càng nhanh. Hắn nâng lên tay trái, thi triển Lục Đạo Luân Hồi Công Thần Thông. Lục Đạo hấp hồn. Hắn trực tiếp hấp thu Đoàn Thông Thiên nguyên thần. A a a a, Triệu Tử Long, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đoàn Thông Thiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không có kêu gào vài câu, nguyên thần của hắn liền bị hàng tuyệt luyện hóa, chết đến mức không thể chết thêm. Một đời hóa thần, còn chưa chân chính hiện ra phong mang, liền bị hàng tuyệt một kiếm dây. Nguyên Anh chém hóa thần, rất không hợp thói thường. Nhưng Hàng Tuyệt làm được. Hàng Tuyệt thu kiếm, nhìn về phía dưới chân tiên thiên hắc từ. Ngọc Thanh Tông một phương vẫn còn trong kinh ngạc, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà tới. Khi tuyền tiên tử nhìn về phía Hàng Tuyệt ánh mắt cũng rất khiếp sợ. Nàng thậm chí không thể tin được đây là đồ đệ của nàng. Cái này. Quá mạnh. Khi tuyền tiên tử còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Những người khác đồng dạng có ý tưởng như vậy. Trước một khắc, bọn hắn vẫn còn sinh tử bên bờ vực. Hiện tại đạo lôi lão tiên đưa tay hướng bộ ngực của mình điểm mấy lần quanh thân huyệt đạo cũng bắt đầu đau nhức kịch liệt để hắn xác định chính mình không có thân ở huyển cảnh trách không được trách không được thái thượng trưởng lão kích động hỏng lúc trước hắn tu luyện nguyên thần thần thông kém chút bị hàng tuyệt đánh chết dẫn đến hắn hoài nghi nhân sinh từ bỏ đạo thần thông kia hiện tại xem ra cũng không phải là thần thông của hắn kém mà là người này quá mạnh lý khanh tử phức tạp nhìn chằm chằm hàng tuyệt không khỏi nhớ tới hai người tại vạn yêu giới lúc gặp nhau không nghĩ tới hắn nhìn lầm. Hàng tuyệt không nhìn những người khác quan tới các loại ánh mắt, hắn chăm chú nhìn tiên thiên hắc từ. Ngươi thành công tru sát hóa thần, thu hoạch được một bình tuyệt phẩm đang dược. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một bình thần niệm đan. Tiêu ách đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là năm sao. Tiêu ách là ai? Cừu hận độ vậy mà trực tiếp năm sao. Hàng tuyệt thầm mắng đối phương không làm người. Hàng tuyệt vội vàng ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét. Tiêu ách, dung hư cảnh tầng 2, bởi vì ngươi tru sát khôi lỗi của hắn đoàn thông thiên, đối với ngươi tràn ngập hận ý, hận không thể đưa ngươi rút xương luyện hồn, trước mắt cừu hận độ là năm sao. Dung hư cảnh tầng 2. Mẹ nha! Quả nhiên còn có già hơn. Hàng tuyệt im lặng. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, dung hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Đây cũng là tu chân giới cảnh giới, càng lên cao càng khó đột phá. Hóa thần cũng đủ để trấn áp toàn bộ Ngọc Thanh Tông, chớ nói chi là dung hư cảnh. Việc này sau khi kết thúc đến tranh thủ thời gian bế quan, sớm ngày thành tựu hóa thần. Hàng tuyệt yên lặng nghĩ đến. Lúc này, Tiên Thiên hắt từ bên trong hiện ra một bóng người. Người này cũng là nguyên thần trạng thái, khuôn mặt xấu xí như ác quỷ, phản phất trải qua đốt cháy, lại trải qua kịch độc lên men, vết sẹo ngưng tụ thành từng khối xanh sẹo, sẹo đen, thân hình của hắn cao lớn, khác hẳn với thường nhân. Đạo hữu quả nhiên là thần thông tốt, nguyên anh chém hóa thần, để ta mở rộng tầm mắt. Người này âm dương quái khí nói ra. Hàng tuyệt nhất kiếm. Chờ một chút, có chuyện hảo hảo nói. Đối phương sắc mặt đại biến vội vàng hạ thấp tư thái. Hàn Tuyệt nhận ra người này, chính là vừa rồi đắc tội Tiêu Ách, quan hệ nhân mạch bên trong ảnh chân dung cùng bản nhân một dạng xấu. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi là ai? Tiêu Ách lúc này thẳng tắp cái eo, ngạo nghễ nói, ta chính là Bắc Châu Ngự Yêu Ma Tông trưởng lão Tiêu Ách, ngươi phá hủy ta kế hoạch, ta có thể không so đo ngươi, chỉ cần ngươi dập đầu nhận lầm, ta chính là Dung Hư đại tu sĩ, giết ngươi như ngắt chết một con kiến giống như nhẹ nhõm, không chút nào tốn sức. Lý Khanh Tử cùng Thái Thượng trưởng lão liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh trách không được thanh minh ma giáo ám toán vạn yêu giới, nguyên lai là ngự yêu ma tông an bài. Lý Khanh tử nghiến răng nghiến lợi. Thái thượng trưởng lão bình tĩnh nói, sau ngày hôm nay, thanh minh ma giáo liền nên bị xóa tên. Một bên khác. Hàng tuyệt nghi hoặc hỏi, vừa rồi đoàn thông thiên kéo dài thời gian, chẳng lẽ là vì ngươi? Tiêu ách khẽ nói, đó là tự nhiên, tên phế vật này cùng ta nói Ngọc Thanh Tông không người là đối thủ của hắn, có thể cho ta. Thôi, ngươi có nhận hay không sai? Hàng tuyệt nhìn chầm chầm tiêu ách, chân thành nói, ta đang suy nghĩ có nên giết ngươi hay không? Tiêu ách động dung. Hắn phẫn nộ nói, ngươi nghĩ đắc tội ngự yêu ma tông sao? Ngươi muốn. Còn chưa có nói xong, hắn hóa thành một đạo cầu vòng, phi nhanh hướng chân trời. Hàng tuyệt đang muốn xuất thủ, không nghĩ tới hắn vượt lên trước một bước chạy trốn. Lại ra tay, đã đuổi không kịp. Không hổ là lão tiền bối, phản ứng còn nhanh hơn ta. Hàng tuyệt cảm thán nói, điểm này đáng giá hắn học tập. Hắn quay người bay tới hy tuyền tiên tử sau lưng, vận công vì đó chữa thương khi tuyền tiên tử dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn hàng tuyệt phát hiện hàng tuyệt tru sát đoàn thông thiên sau cũng không có quá kích động hoàn toàn như trước đây rất bình tĩnh nàng bỗng nhiên nhìn không thấu hàng tuyệt nguyên lai hắn cũng không phải là sợ chỉ là thật không muốn bị phiền phức ngăn trở tu hành bước chân hàng tiểu tử đừng giúp ngươi sư phụ nhanh đi giết địch đem thanh minh ma giáo tất cả ma tu đều giết sạch lý khanh tử thúc giục nói hàng tuyệt hồi đáp không được sư phụ trọng yếu nhất nói đùa nếu là hắn lấy sức một mình giết hết thanh minh ma giáo danh khí kia không được nổ. Danh khí lớn, cựu địch liền có thêm. Thậm chí sẽ xuất hiện rất nhiều người muốn khiêu chiến ngươi. Hàng Tuyệt cũng không muốn đứng trước tình huống như vậy, trợ giúp Ngọc Thanh Tông vượt qua lần này đại kiếp liền tốt, còn lại giao cho bọn hắn chính mình. Lý Khanh Tử Hy Tuyền Tiên Tử khóe miệng hơi vểnh lên. Các trưởng lão khác đều hâm mộ nhìn về phía Hy Tuyền Tiên Tử, có đồ như vậy, còn có cầu gì hơn? Đạo hữu, ăn ngay nói thật, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ngươi tu vi như vậy, tuyệt không phải chúng ta Ngọc Thanh Tông bồi dưỡng đệ tử một tên trưởng lão mở miệng hỏi, hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Hàng tuyệt hồi đáp, gặp lại làm gì từng quen biết, các ngươi chỉ cần biết ta hiện tại là Ngọc Thanh Tông đệ tử, ta sẽ không hại Ngọc Thanh Tông. Lời nói này nghe được đám người gật đầu. Ai không có một đoạn không muốn kể ra quá khứ. Cùng lúc đó, thanh minh ma giáo các trưởng lão khác chạy đến. Bọn hắn không có nhìn thấy đoàn thông thiên, chỉ thấy tiên thiên hắc từ. Giáo chủ đâu? Một tên trưởng lão hoảng sợ hỏi. Nhìn thấy hàng tuyệt bọn người ở tại chữa thương, mà đoàn thông thiên lại không tại trong lòng bọn họ bắt đầu chột dạ tranh thủ thời gian giết bọn hắn sau đó ngươi muốn cái gì chúng ta đều hết sức thỏa mãn ngươi lý khanh tự gấp giọng nói lấy hàng tuyệt biểu hiện ra thực lực giúp những này thanh minh ma giáo trưởng lão dễ như trở bàn tay hàng tuyệt do dự ma giáo các trưởng lão sửng sốt nhao nhao nhìn về phía hàng tuyệt trúc cơ cảnh chính tầng cũng có thể giết bọn hắn không đúng người này nhất định là che giấu tu vi không phải vậy trúc cơ cảnh chính tầng làm sao có thể để bọn hắn giáo chủ biến mất ma giáo các trưởng lão dọa đến vội vàng tránh lui. Lý Khanh Tử thầm mắng một tiếng, hắn lập tức đứng dậy, đi đến vách núi trước, vận đủ thể nội còn sót lại linh lực, gầm thét lên, ma giáo giáo chủ đoàn thông thiên vừa chết. Ngọc Thanh Tông đệ tử nghe lệnh, giết hết trong tông môn tất cả ma tu. Thanh âm của hắn vang vọng đất trời ở giữa. Tất cả mọi người xôn xao. Ngọc Thanh Tông một phương kích động, nhao nhao cùng như điên cuồng, bắt đầu dục huyết phấn chiến. Thanh Minh Ma giáo một phương thì bị hù dọa, giáo chủ đều đã chết, còn đánh cái gì? đoàn thông thiên cũng không có lên tiếng bác bỏ lý khanh tử điều này nói rõ lý khanh tử nói rất có thể là thật chạy mau a à. giáo chủ chết đáng chết ngọc thanh tông mạnh như vậy ngọc thanh tông có dấu đại năng hóa thần cảnh giáo chủ đều đánh không lại vị đại năng kia hỏng bếp bọn hắn muốn nghịch tập lý khanh tử nhìn thấy ma tu bọn họ chạy trốn tứ phía không khỏi thở dài một hơi chạy trốn cũng tốt dạng này có thể giảm bớt ngọc thanh tông thương vong về phần món nợ này sau đó có thể từ từ tính đoàn thông thiên vừa chết. Thanh Minh Ma Giáo tại trong một đoạn thời gian rất dài cũng không dám lại đến tập kích Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông thậm chí có thể chủ động tiến công. Hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại vì Hi Tuyền Tiên Tử chữa thương hàng tuyệt, ánh mắt lửa nóng. Định không thể để cho kẻ này rời đi Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử âm thầm nghĩ tới. Hắn đã không cách nào lại đột phá, chỉ có thể ỷ vào người khác. Hàng tuyệt cực lực khủng bố đến cực điểm, một kiếm liền chém hóa thần, nhất định phải hảo hảo lôi kéo. Lý Khanh Tử lập tức tuyên bố, kể từ hôm nay, Hàng tuyệt là Ngọc Thanh Tông phó tông chủ lời vừa nói ra, các trưởng lão đều là động dung, nhưng bọn hắn đều không có phản bác. Ta phản đối. Lý Khanh tử một chút trừng đi, người phản đối đúng là Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt nghĩa chính ngôn từ nói, ta một lòng chỉ muốn tu luyện, không muốn làm phó tông chủ. Phó tông chủ có thế mệt mỏi, ảnh hưởng hắn tu luyện. Cái này. Lý Khanh tử không khỏi xoắn xuýt. Thái thượng trưởng lão mở miệng nói, để hắn làm trưởng lão đi, treo cái tên tuổi là được, hưởng thụ phó tông chủ bổng lộc đại ngộ, trừ phi tông môn có đại nạn, ngày bình thường không cho phép người đã quấy rầy hắn. Hàng tuyệt nghe chút, hài lòng gật đầu. Hắn chỉ thích như vậy. Đúng rồi, vừa rồi người kia là dung hư cảnh. Hàng tuyệt bỗng nhiên nói ra. Nói thật, hắn có chút hư hỏa. Dù sao địch nhân chạy trốn. Thái thượng trưởng lão cười nói, hắn chỉ còn lại có nguyên thần, nếu như ta không có đoán sai, đoàn thông thiên giúp hắn khôi phục nhục thân, mới thu hoạch được đột phá cơ hội, vừa rồi sở dĩ kéo dài thời gian, đoán chừng chính là đang hấp thu ngọc thanh tông linh khí cùng sinh khí, đây cũng là bí pháp nào đó về phần hắn môn phái càng không cần lo lắng bắc châu cách chúng ta quá xa thậm chí có thể nói là chân trời góc biển hắn hoàn toàn không có đem tiêu ách để vào mắt hàn tuyệt nghe xong vẫn không yên lòng không có khả năng dạng này cân nhắc sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta muốn bế quan ta phải sớm ngày siêu việt dung hư cảnh thanh minh ma giáo chạy tán loạn về sau ngọc thanh tông nội môn bắt đầu tỉnh dưỡng nguyên khí bị phá hư nội môn thành trì cũng cần trùng kiến các đệ tử không có quá bi thương ngược lại đều rất hưng phấn Ngọc Thanh Tông bên trong vậy mà cất giấu một tên có thể tùy tiện tru sát hóa thần đại năng. 18 ngọn núi chấp giáo trưởng lão đem tình hình chiến đấu nói với chính mình các đệ tử, liên quan tới hàng tuyệt thân phận, bọn hắn không có lộ ra, chỉ nói ra trảm thần trưởng lão tên. Trảm thần trưởng lão. Trải qua cuộc chiến hôm nay, cái danh hiệu này trở thành Ngọc Thanh Tông các đệ tử trong lòng sùng bái nhất tồn tại. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ trảm thần trưởng lão hết thảy. Ngày đó chạm vạn tối. Ngọc U Phong khi tuyền tiên tử trấn an xong các đệ tử về sau để bọn hắn tất cả đều lui ra chỉ để lại hàng tuyệt ngọc u phong các đệ tử mặc dù mắt thấy hàng tuyệt xuất thủ nhưng còn không cho rằng hàng tuyệt chính là trảm thần trưởng lão bao quát thường nguyệt nhi ở bên trong trước khi đi thường nguyệt nhi nhìn về phía hàng tuyệt trải qua như vậy kiếp nạn hàng tuyệt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh trong nội tâm nàng bội phục nàng chuẩn bị chờ ở bên ngoài chờ hàng tuyệt nói ra suy nghĩ của mình ngọc u điện đại môn đóng lại trong điện chỉ còn lại có hàng tuyệt cùng hy tuyền tiên tử khi tuyền tiên tử đã lần nữa khôi phục trang dung vẫn như cũ như vậy khuynh quốc khuynh thành giống như tiên nữ trên trời nàng trực câu câu nhìn chằm chằm hàng tuyệt hàng tuyệt cúi đầu trong lòng cũng không sợ sệt hiện tại vô luận hắn làm chuyện gì ngọc thanh tông chắc chắn sẽ không khu trục hắn hy tuyền tiên tử cũng không có đạo lý trách cứ hắn ngươi liền không có cái gì muốn nói sao hy tuyền tiên tử vấn đạo hàng tuyệt ngẩng đầu nghi ngờ nói ta muốn nói gì khi tuyền tiên tử khẽ nói Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao đến Ngọc Thanh Tông? Lý Khanh Tử có thể không so đo, nhưng nàng khi sư phụ đến biết rõ ràng. Đồ đệ so sư phụ còn mạnh hơn, nàng làm sao khi sư phụ? Cách không được tên này một mực không cần nàng dạy bảo. Về sau ta nên xưng ngươi là hàng đạo hữu A. Đối mặt khi tuyền tiên tử treo chọc, hàng tuyệt bất đắc dĩ, nói, đồ nhi thật không có bối cảnh gì, ngài hẳn là từ thiết sư đệ nơi đó đã hiểu rõ rõ ràng lai lịch của ta, ngài là không phải không tin thiên phú của ta. Khi tuyền tiên tử híp mắt nói, mặc dù ngươi thiên tư tuyệt luân, có thế năng lực của ngươi làm sao tới? Cũng không thể là chính mình bế quan ngộ ra tới. Nguyên Anh chém hóa thần, quá bất hợp lý. Có thể nói là chưa từng nghe thấy. Khi tuyền tiên tử tin tưởng, trưởng giáo cùng các trưởng lão khác cũng không tin. Vậy ta nói cho ngài, ngài cũng đừng nói ra ngoài, tuổi nhỏ lúc ta bị một vị tiên nhân báo mộng qua, nói ta thiên tư tuyệt luân, tất thành tiên thần, nhưng vận mệnh long đong, gặp trắc trở nhiều, cho nên ta không dám chọc sự tình, mỗi ngày bế quan. Hàng tuyệt chân thành nói. Khi tuyền tiên tử trầm mặt, Hàng Tuyệt cũng không lên tiếng. Thật lâu. Khi tuyền tiên tử mở miệng lần nữa, đã như vậy, ngươi vì sao muốn đứng ra? Ngọc Thanh Tông cũng không có hậu đãi ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng không có coi Ngọc Thanh Tông là thành gia. Hàng Tuyệt hồi đáp, xác thực như vậy, nhưng ta sống 100 năm, trong lòng người để ý không nhiều, vừa vặn đều tại Ngọc Thanh Tông, trong đó trọng yếu nhất người kia còn muốn cùng Ngọc Thanh Tông đồng sinh cộng tử. Độ thiện cảm nhanh trướng. Khi tuyền tiên tử đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 3.5 tinh lúc này mới 3.5 tinh. Không hổ là sư phụ ta, chính là cùng nữ tử khác không giống với. Càng cao lạnh, ta càng thích. Hàng tuyệt trong lòng cảm khái. Khi tuyền tiên tử nói sang chuyện khác hỏi, vậy sau này tính toán gì? Tiếp tục bế quan. Ừm, cái kia dung hư cảnh ma đầu nói không chừng lúc nào liền sẽ dứt tới, ta phải nắm chặt thời gian mạnh lên. Vậy ngươi đi đi. Ừm. Hàng tuyệt đứng dậy rời đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không hiểu có chút tiếc nuối. Đi tới cửa lúc, hắn quay đầu hỏi, sư phụ, ngươi đại nạn tới gần sao? Khi tuyền tiên tử ngẩn người, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Rủa ta chết. Ta nghĩ đến thiếp sư đệ, ta không hy vọng sư phụ rời đi nhân thế, nếu thật có một ngày này, nhìn sư phụ sớm thông báo một tiếng. Hàng tuyệt nói chính là lời thật lòng. Khi tuyền tiên tử tức giận nói, cút đi, vì sư mệnh còn dài mà. Hàng tuyệt vội vàng chạy đi. Khi tuyền tiên tử lắc đầu bật cười. Nàng không khỏi nhớ tới hôm nay giữa trưa chiến đấu, đến nay cảm thấy tựa như một giấc mộng không nghĩ tới trong các đệ tử của nàng vậy mà cất giấu nhân vật lợi hại như thế. Bất quá tiểu tử này vậy mà coi nàng là thành người trọng yếu nhất. Đây cũng là để nàng thật bất ngờ. Bỏ ra nửa canh giờ, hàng tuyệt rốt cục thoát khỏi thường nguyệt nhi dây dưa, trở lại động phủ của mình. Ngồi đang quen thuộc trên giường gỗ, hàng tuyệt duỗi cái lưng mệt mỏi. Thật sự là đặc sắc một ngày, ta thật sự là quá mạnh. Hàng tuyệt đắc ý cười nói, một kiếm liền chém hóa thần đại tu sĩ, loại cảm giác này đừng đề cập sản khoái hơn nhất là Ngọc Thanh Tông các cao tầng đối với hắn trước sau thái độ tương phản. Đây chính là trong tiểu thuyết thường xuyên viết đến trang bức sao. Đừng đề cập, thật đúng là thật thoải mái. Quả nhiên, một mực bế quan tu luyện là đúng, nếu là ta trước đó thiếu mấy năm không tu luyện, liền không đuổi kịp cơ hội như vậy. Nhất định phải dốc hết toàn lực tu luyện. Hàng tuyệt yên lặng nghĩ đến. Nếu là kiếp nạn này phát sinh ở một hai năm trước, hắn còn chưa đột phá tới nguyên anh cảnh, vậy hắn khẳng định đánh không lại đoàn thông thiên. Đến lúc đó chỉ có thể chạy trốn, những nữ tử khả năng phát triển thành hắn lốc xe dự phòng đạo lữ kia đều phải chết. Nghĩ tới đây, hàng tuyệt càng thêm kiên định khổ tu trái tim. Tại tuyệt đối vô địch trước, hắn muốn đem tất cả thời gian tiêu vào trên việc tu luyện. Đoàn thông thiên dù chết, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm vẫn còn ở đó. Ngự yêu ma tông. Hàng tuyệt đấu chí tràn đầy. Hắn muốn tại ngự yêu ma tông chạy đến báo thù trước, siêu việt ngự yêu ma tông tất cả mọi người. Hàng tuyệt vừa nghĩ, hắn một bên tiến vào trạng thái tu luyện. Nửa năm thoáng một cái đã qua. Ngọc Thanh Tông nội môn khôi phục như lúc ban đầu, Lý Thanh Tử đám người thương thế cũng khỏi hẳn, bọn hắn bắt đầu điều động đại lượng đệ tử tiến đánh Thanh Minh Ma giáo. Hàn Tuyệt không có bị kinh động, khi Tuyền Tiên tử cũng không có phái đệ tử tìm đến Hàn Tuyệt. Đoàn Thông Thiên, Trương Khốn Ma chết rồi, luận chiến lực cao đoan, Thanh Minh Ma giáo tất nhiên đánh không lại Ngọc Thanh Tông. Về tâm lý, Ngọc Thanh Tông cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một năm sau, tại Ngọc Thanh Tông cường thế tiến công dưới, Thanh Minh Ma giáo liên tục lùi về phía sau, thậm chí thoát đi tông môn đại bản danh đại yến tu chân giới chấn kinh ngọc thanh tông uy vọng tăng lên rất nhiều hàng tuyệt tu vi cũng đạt tới nguyên anh cảnh tầng 2. bỏ ra hai năm rưỡi thời gian mới tăng lên một tầng nguyên anh cảnh tiểu cảnh giới quả nhiên không có dễ dàng như vậy đột phá bất quá so với trước kia tốc độ tu hành tăng nhanh không ít bởi vì hiện tại hàng tuyệt không cần đơn độc tu luyện linh căn trực tiếp hấp thu sáu loại linh khí chuyển hóa làm sáu đạo linh lực từ đột phá kim đang cảnh chính tầng về sau hắn liền có thể như vậy tu luyện đối với nguyên anh cảnh tu hành mà nói có thể nói là giống như thần trợ. Một ngày này, Thường Nguyệt Nhi đến đây bái phỏng. Tông môn cho ngươi góp nhặt không ít có thể cổ vũ động phủ linh khí thiên tài địa bảo, ta tới giúp ngươi trồng trọt, còn có tụ linh trận pháp. Thường Nguyệt Nhi tiến vào động phủ về sau, mở miệng cười nói. Nàng đã biết được Ngọc Thanh Tông trảm thần trưởng lão chính là hàng tuyệt. Thẳng đến tin tức này lúc, nàng độ thiện cảm trực tiếp tăng trưởng đến 5.5 tin. Tin tức này nàng là từ hy tuyền tiên tử trong miệng biết được, cho nên nàng cũng không hoài nghi hàng sư đệ quả nhiên là trước nay chưa có thiên tài. Không. Thiên chi kiêu tử. Hàng tuyệt cực đầu, nói, làm phiền sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi bắt đầu bận rộn, một bên bày trận, một bên cười nói, ngươi đã là trảm thần trưởng lão, ta còn có thể làm sư tỷ của ngươi sao? Hàng tuyệt cười nói, chỉ cần sư tỷ chăm chú tu luyện, không làm cá ướt muối, liền vĩnh viễn là sư tỷ của ta. Đều cao như vậy độ thiện cảm, há có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Thường Nguyệt Nhi dáng dấp lại không xấu, Bất quá hàng tuyệt tạm thời không muốn nói tình nói yêu, cố gắng tu luyện mới là chính đạo. Cho nên hắn hy vọng đem ưa thích chính mình các nữ tử cũng dẫn lên khổ tu chi lộ. Xong. Cùng một chỗ tu luyện sao? Khổ tu ngàn năm cái chủng loại kia. Ta như vậy tư chất không có khả năng vượt qua sư đệ ngươi. Thường Nguyệt Nhi giận dữ nói, nói đến đây, tâm tình của nàng trở nên nặng nề. Nàng thật xứng với hàng tuyệt sao? Chỉ là nội môn, nàng đã nhiều hai vị đối thủ cạnh tranh. Mặt trúc thiên phú càng là siêu việt nàng. Hàng Tuyệt an ủi, ngươi xác thực không có khả năng vượt qua ta, ngươi chỉ cần hết sức tu luyện, trường sinh mới là tu sĩ chúng ta hàng đầu mưu cầu. Thường Nguyệt Nhi nghe chút, càng thêm phiền muộn. Sau đó, Thường Nguyệt Nhi nói đến tông môn gần nhất phát sinh sự tình. Chưởng giáo đã mang theo thập phong đệ tử tiến đánh Thanh Minh Ma giáo, còn lại bác phong trấn thủ tông môn. Từ Thanh Minh Ma giáo tập kích một trận chiến sau khi kết thúc, nội môn tu luyện bầu không khí viễn siêu lúc trước, các đệ tử đều có cảm giác nguy cơ. Chu Phàm càng là đã đạt tới trúc cơ cảnh chính tầng, chuẩn bị độ kiếp thành kim đan. Ngọc Thanh Tông ở tu chân giới bi danh tăng nhiều, tại trên danh khí, rất có chính đạo đứng đầu tư thế, về phần thực lực, vậy liền không nhất định. Trảm thần trưởng lão tên cũng ở tu chân giới lưu truyền ra tới. Hàng tuyệt mặc dù muốn điệu thấp, nhưng hắn áo di lê lại là nhất chiến thành danh. Bận rộn hai canh giờ, thường Nguyệt Nhi mới rời đi. Tụ linh trận vừa mở, trong động phủ nồng độ linh khí bắt đầu rõ ràng tăng lên. Xem ra tông môn địa vị cũng rất mấu chốt, có thể ảnh hưởng ta tốc độ tu hành. Hàng tuyệt yên lặng nghĩ đến phía sau đến tìm Lý Khanh Tử muốn điểm đang dược. Chợt, Hàng Tuyệt tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, Hàng Tuyệt trước mắt hiện ra nhắc nhở. Thanh Minh Ma Giáo từ bỏ nhằm vào Ngọc Thanh Tông, ngươi thu hoạch được một kiện pháp khí, một bản pháp thuật bí tịch. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Phượt Yêu Thằng, Đại Thiên Lôi Bạo. Phượt Yêu Thằng có cường đại trói buộc hiệu quả, có thế trói lại hóa thần cảnh trở xuống toàn bộ sinh linh, để nó không thể động đậy. Đại Thiên Lôi Bạo, lôi hệ pháp thuật, có thể dẫn ra thiên địa lôi linh khí, thi triển ra giống như diệt thế lôi bạo, sát thương phạm vi cực lớn. Thanh minh ma giáo rốt cục từ bỏ. Không thể không nói, bọn hắn cũng thật là có tính bền dẻo, đều bị đánh đến thoát đi quê quán, còn dám kế hoạch báo thù. Như vậy xem ra, thanh minh ma giáo sẽ được xóa tên. Từ nay về sau, đại yến tu chân giới lại không thanh minh ma giáo. Hàng tuyệt cười cười, sau đó bắt đầu để phượt yêu thằng nhận chủ với mình. Đằng sau lại truyền thừa đại thiên lôi bạo. Đại thiên lôi bạo là phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật, rất thích hợp hàng tuyệt hắn liền ưa thích loại này tràn diện lớn pháp thuật. Đẹp trai là cả đời sự tình. Ngày đó ban đêm, Ngọc Thanh Tông nội môn trên không lôi vân đột nhiên tập, khủng bố thiên uy bao phủ 18 ngọn núi, làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Thanh minh ma giáo lại tới đánh lén chúng ta. Thanh minh ma giáo cũng bị mất. Chẳng lẽ là ma đạo những tông môn khác? Có khả năng, dù sao thanh minh ma giáo coi như không được ma đạo mạnh nhất. Chuẩn bị nên chiến. Lưu tại nội môn bác phong đệ tử khẩn trương cực kỳ, liền ngay cả các trưởng lão cũng là như thế rất nhanh các trưởng lão phát hiện linh lực đến từ hàng tuyệt động phủ trên trời cuồn cuộn lôi vân cũng không có đối với nội môn tạo thành phá hư hẳn là hắn đang tu luyện pháp thuật t các trưởng lão đối với hàng tuyệt càng thêm kính sợ trên trời lôi vân rất nhanh liền tán đi ngọc thanh tông khôi phục lại bình tĩnh cũng không lâu lắm không biết là vị nào trưởng lão lộ ra vừa rồi dị tượng là trạm thần trưởng lão đang tu luyện pháp thuật việc này truyền ra về sau ngọc thanh tông các đệ tử cảm giác an toàn tăng nhiều mấy năm trước trận đại chiến kia sau khi kết thúc trảm thần trưởng lão liền trở thành trong lòng bọn họ lớn nhất dựa vào. Chỉ cần có trảm thần trưởng lão tại, bọn hắn định sẽ không xảy ra chuyện. Hai năm sau, hàng tuyệt tu vi còn tại nguyên anh cảnh tầng 2, khoảng cách 3 tầng đã tới gần. Tốc độ như vậy đã rất nhanh, từ khi hàng tuyệt gia nhập nội môn, quan hệ nhân mạch bên trong tu sĩ nguyên anh phần lớn đều không có tăng trưởng tu vi. Hàng tuyệt đối với mình tiến bộ, coi như hài lòng. Dù sao hắn còn có thể sống hơn 800 năm, đột phá hóa thần cảnh, vững như lão cẩu. Hàng trưởng lão có rảnh không? một thanh âm từ ngoài động phủ truyền đến. Lý Khanh Tử thanh âm. Hàng Tuyệt lập tức vất tay, mở ra động phủ cửa đá, để Lý Khanh Tử tiến đến. Lý Khanh Tử xuân quan đầy mặt, gần nhất Ngọc Thanh Tông có thể nói là uy phong lẫm liệt, hắn làm trưởng giáo, tự nhiên nhất có mặt mũi. Hắn đi tới, dò xét tòa này tiên thiên động phủ, cười nói, tòa động phủ này đối với hàng trưởng lão tới nói, hay là nhỏ một chút, muốn hay không đi chủ phong tu luyện. Hàng Tuyệt lắc đầu nói, không cần, ta đã thói quen đợi ở chỗ này. Hắn cảm nhận được những người khác khí tức, Ngoài động có người chờ, tu vi rất yếu, tựa hồ vừa trúc cơ. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Hàng tuyệt trước mắt toát ra một hàng chữ, hắn lập tức xem xét. Dương Thiên Đông, ẩn chứa yêu thánh huyết mạch, sinh ra nửa người nửa yêu, tư chất tuyệt luân, nhưng thuở thiếu thời từng mất khống chế hóa yêu, thương tới đồng môn, bị Thanh Minh ma giáo nhốt lại, may mắn được Ngọc Thanh tông cứu. Hả? Lại là nhân vật chính mô bản. Thanh Minh ma giáo lợi hại a. Vậy mà cất giấu hai cái tiên thiên khí vận giả bất quá nghĩ lại, Ngọc Thanh Tông cũng có hai cái. Thiên tài kỳ thật không ít, chỉ là sống đến sau cùng thiên tài rất ít. Đã như vậy, vậy ta liền không bắt buộc, hàng trưởng lão có bất kỳ nhu cầu, có thể trực tiếp mở miệng, ta đã cùng tất cả trưởng lão bắt chuyện qua, ngươi việc nhỏ chính là Ngọc Thanh Tông đại sự. Lý Khanh Tử cười ha hả nói. Hàng tuyệt cười nói, đa tại trưởng giáo hảo ý. Mặc dù hắn đã siêu việt Ngọc Thanh Tông tất cả mọi người, nhưng hắn cũng không có tự đại, bởi vì hắn còn muốn đợi tại Ngọc Thanh Tông. Hiện tại rất tốt. Đúng rồi, hàng trưởng lão muốn nhận đồ sao, bình thường tùy tiện chỉ điểm một chút là được, kẻ này tư chất rất tuyệt, về sau trưởng thành, cũng có thể hiếu kính ngươi. Lý Khanh Tử cười hỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa hang, đem Dương Thiên Đông triệu tiến đến. Dương Thiên Đông nhìn 20 tuổi ra mặt, ngũ quan rõ ràng, mặc dù không tính tuấn mỹ, nhưng cũng nén lòng mà nhìn, trên người hắn có một cổ rất mãnh liệt thú tính, Ngọc Thanh Tông đạo bào mặt trên người hắn, có vẻ hơi dở dở ương ương. Hắn đi vào hàng tuyệt trước mặt quỳ xuống, tư thái rất khiêm tốn. Hàng tuyệt vô ý thức muốn tự tuyệt có thế nghĩ lại, bồi dưỡng đệ tử cũng không tệ, về sau trưởng thành cũng là hắn giúp đỡ. Thu đồ đệ có thể, bất quá Ngọc Thanh Tông công pháp đến mặt hắn chọn lựa, ta chỉ phụ trách truyền thụ pháp thuật, thần thông. Hàng Tuyệt trầm ngâm nói. Lý Khanh Tử cười nói, công pháp không có vấn đề, nhưng hắn trước kia không phải Ngọc Thanh Tông đệ tử, ta có thể đưa hắn nội môn công pháp, nhưng tuyệt học lời nói cần hắn kiến công tích lũy cống hiến mới được. Từng. Lý Khanh Tử xuất ra một đống lệnh bài, phía trên đều khắc lấy trảm thần hai chữ những này là đại biểu cho ngươi trảm thần trưởng lão lệnh bài, về sau có thể phát cho ngươi các đệ tử. Lý Khanh Tử nói xong, liền quay người rời đi. Hàng tuyệt tay phải vung lên, một tấm lệnh bài bay tới Dương Thiên Đông trước mặt, mặt khác lệnh bài tất cả đều bị thu nhập tiểu càng không yêu đái bên trong. Dương Thiên Đông đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một tin. Hả? Mới một tin. Hàng tuyệt hiếp mắt nói, vi sư đã suy tính đến lai lịch của ngươi, ngươi gọi Dương Thiên Đông, nửa người nửa yêu, bị thanh minh ma giáo giam giữ qua, đúng không? Dương Thiên Đông kinh ngạc ngẩng đầu, một mặt chấn kinh. Trước khi đến, Lý Khanh Tử cố ý đã thông báo, để hắn đừng bảo là ra bản thân quá khứ. Không nghĩ tới hàng tuyệt trực tiếp suy tính đến. Đây chính là có thế một kiếm chém giết hóa thần khủng bố đại năng. Dương Thiên Đông đối với người hảo cảm tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là ba tinh. Dương Thiên Đông cung kính nói, sư phụ quả nhiên lợi hại, cái này cũng có thể coi là đến, đồ nhi bội phục. Hắn dừng một chút, phản phất làm ra quyết định gì. Tay phải hắn lật một cái, một cây lông vũ màu đỏ xuất hiện trong tay hắn, hắn chân thành nói, sư phụ, đây là phụ thân ta lưu lại, bên trong có dấu tuyệt học của hắn, cần đạt tới hóa thần mới có thể tu luyện, bằng vào ta tư chất, khoảng cách hóa thần còn sớm, trước hết để cho sư phụ học được, ngày sau sẽ dạy ta. Hàng tuyệt tiếp nhận lông vũ màu đỏ, đem thần thức dò vào trong đó. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cổ cường đại lực lượng tại ngăn cản thần thức của hắn. Xem ra cần hóa thần thần thức mới có thể mạnh mẽ xông tới. Dương Thiên Đông đối với hắn có ba tin hảo cảm, hẳn là sẽ không lừa hắn. Vậy vi sư trước hết nhận lấy, ngươi trước tu luyện 10 năm linh lực, vi sư ưa thích khổ tu chi sĩ, nếu là ngươi biểu hiện tốt, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi pháp thuật. Hàng Tuyệt mở miệng nói, nghe vậy, Dương Thiên Đông vội vàng cảm tạ. Hàng Tuyệt chỉ chỉ bên cạnh, nói, ngươi tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện đi. Sau đó, Hàng Tuyệt liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Dương Thiên Đông đứng dậy tìm tới một cái góc ngồi xuống. Hắn không dám nhìn Hàng Tuyệt, sợ có chỗ mạo phạm, lập tức bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, hắn phát hiện tòa động phủ này linh khí cực kỳ nồng đậm. Là tu tiên nơi tốt từ khi tụ linh trận cùng thiên tài địa bảo mới gia nhập động phủ về sau, trong động phủ linh khí liền càng phát nồng đậm, hàng tuyệt tốc độ tu hành cũng càng lúc càng nhanh. Thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua. Hàng tuyệt tu vi đạt tới nguyên anh cảnh 4 tầng. Như vậy tốc độ đột phá tuyệt đối siêu việt phàm nhân. Dựa theo cái này tốc độ tu hành, đột phá tới hóa thần cũng không tính xa xôi. Hàng tuyệt mở mắt. Dương Thiên Đông tại trong 10 năm này, tu vi đạt tới trúc cơ cảnh 6 tầng. 10 năm 6 tầng tiểu cảnh giới. Tốc độ đột phá cũng không tệ lắm xác thực được tính là thiên tài. Hàng Tuyệt mở miệng nói, đồ nhi. Dương Thiên Đông bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng quỳ lạy Hàng Tuyệt. Mười năm này cảm giác như thế nào? Hàng Tuyệt hỏi. Dương Thiên Đông hồi đáp, được ích lợi không nhỏ, không chỉ có tu vi tăng trưởng, còn ngộ đến rất nhiều đạo lý. Trời ạ! À! Đều mười năm. Dương Thiên Đông trong lòng kêu rên. Mười năm này, hắn tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn cảm thấy đây là Hàng Tuyệt đối với hắn khảo nghiệm, hắn không thể nới trễ nếu là ngay cả cửa thứ nhất đều không thể vượt qua, hàng tuyệt tuyệt đối sẽ không coi hắn là thành thân truyền đệ tử. Hàng tuyệt nhíu mày, tên này còn ngộ đến đạo lý. Thổi phòng. Lão tử bế quan hơn 100 năm, cũng không có ngộ ra cái gì tới. Hàng tuyệt cảm thấy có cần phải mài dũ một chút, nói, ra ngoài làm nhiệm vụ đi, ta nhớ được tông môn nhiệm vụ lâu có bản cống hiến hàng tháng, chờ ngươi trở thành nguyệt bản thứ nhất lúc trở lại. Dương Thiên Đông nghe chút, lập tức đứng dậy. Lần này thân, kém chút ngã sắp xuống ngồi 10 năm, nửa người dưới của hắn đều cứng. Hắn vội vàng xoay người hành lễ, quay người rời đi. Hàng Tuyệt vất tay, đem cửa động mở ra. Dương Thiên Đông sau khi rời đi, Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ, đem trước chém giết hóa thần cảnh lúc lấy được thần niệm đang lấy ra. Thần niệm đang là chuyên môn tăng cường thần thức. Tăng cường thần thức về sau, hắn vừa vặn thử một chút Dương Thiên Đông hiến cho hắn lông vũ màu đỏ. Bình thuốc bên trong hết thảy có chính mai, Hàng Tuyệt lập tức phục dụng. Phục dụng thần niệm đang về sau, Hàng Tuyệt lập tức liền có loại cảm giác hôn mê không biết đi qua bao lâu. Nhưng hắn thanh tỉnh lúc phát hiện thần thức của mình tăng cường gấp đôi. Hắn không khỏi kinh hỉ. Đan dược này có chút lợi hại a. À. Hàng Tuyệt tiếp tục phục dụng. Nửa tháng sau, chính mai thần niệm đang tất cả đều phục dụng xong, hiệu quả trắc tuyệt, thần thức của hắn tăng vọt. Tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đan dược này phục dụng đến càng nhiều, tăng cường hiệu quả càng mạnh, 10 phần thần kỳ. Hàng Tuyệt lần nữa xuất ra lông vũ màu đỏ, thần thức dò vào trong đó. Oanh, cái kia cổ cường đại lực cản xuất hiện lần nữa. Hàng tuyệt cắn răng kiên trì. Thần thức tới đụng nhau. Đại khái tiếp tục 3 giây, hắn cưỡng ép xông phá cái kia cổ lực cản. Ngay sau đó, một cổ khổng lồ ký ức tràn vào hàng tuyệt trong đầu. Thần thông. Pháp thiên tượng địa. Đây là một loại để thân hình vạn lần tăng trưởng thần thông. Thần thông này tại trong rất nhiều thần thoại đều xuất hiện qua, luyện tới đại thành, có thể có vạn trượng nhục thân. Hàng tuyệt kinh hỉ, thần thông này vô trương lớn, hắn ưa thích. Giữa dãy núi, một nhóm tu sĩ ngay tại đi đường. Đi ở trước nhất chính là Mạc Phục Cừu. Mạc Phục Cừu bây giờ thành tựu Kim Đan, trở thành chân chính đệ tử Hạch Tâm. Trừ hắn cùng hai tên nam đệ tử bên ngoài, những người còn lại đều là thiếu niên, thiếu nữ. Phía trước chính là Ngọc Thanh Tông sao? Ai, ta có thể hay không không được tuyển a. Không được tuyển là bình thường, về sau tốt với ta điểm, ta để ngươi làm thổi tiêu đồng tử, bằng ngươi cái này huyết sáo bản sự, luyện thêm một chút tiêu phải rất khá. 18 ngọn núi lợi hại nhất là ngọn núi nào a? Không rõ ràng Đến lúc đó mặt Tiền Bối sẽ cùng chúng ta giới thiệu đi. Những thiếu niên thiếu nữ này đều là Ngọc Thanh Tông đệ tử mới, Mạc Phục Cừu gần nhất nhận nhiệm vụ phụ trách chiêu thu đệ tử. Đạo Lôi lão tiên muốn đem mặt Phục Cừu đến đỡ đứng lên, chỉ là đệ tử hạch tâm không đủ, còn phải tầm quyền. Chiêu thu đệ tử, dễ dàng nhất lôi kéo đến một nhóm thuộc về mình giao thiệp. Nghe sau lưng tiếng thảo luận, Mạc Phục Cừu lộ ra dáng tươi cười. Nhớ năm đó, hắn gia nhập Ngọc Thanh Tông lúc cũng như vậy hưng phấn. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió từ tiền phương truyền đến mặt phục cừu vô ý thức rút kiếm huy kiếm chém tới đem một chi trúc mũi tên chém vỡ ngay sau đó trúc mũi tên mảnh vỡ hóa thành xương độc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi lui về sau có địch tập mặt phục cừu trầm giọng nói hắn đi theo thả người vọt lên huy kiếm chém về phía kẻ đánh lén đó là một tên người mặc áo tơi hoa mũ che đậy khuôn mặt hắn từ phía sau lưng rút ra hai thanh loan đao lưỡi đao sáng loáng thời gian lạnh đối mặt giết tới mặt phục cừu người mặc áo tơi thân hình thoát một cái vậy mà biến ra năm đạo phân thân cùng nhau thẳng hướng mặt phục cừu mặt phục cừu huy kiếm chém tới lôi điện lập loè, hóa thành một cái lưới lớn nhào về phía người mặc áo tơi cùng hắn phân thân người mặc áo tơi nhanh chóng xoay tròn hóa thành gió lốc màu đen cưỡng ép xé nát lôi điện lưới lớn mặt phục cừu không có bối rối tay trái bấm pháp quyết hướng vỗ lôi điện dọc theo mặt đất xoát đi tốc độ cực nhanh người mặc áo tơi vừa xuống đất liền bị lôi điện cuốn lấy toàn thân run rẩy mặt phục cừu đi theo sông đi lên chuẩn bị hàng phục đối phương Oanh bên cạnh mặt đất bỗng nhiên nổ tung lại là một tên người mặc áo tơi phá đất mà lên vung đao chém về phía mặt phục cừu mặt phục cừu thầm mắng địch nhân là lai lịch gì dám tại ngọc thanh tông dưới lòng bàn chân nháo sự hắn vừa định hành động một tấm lá bùa từ phía sau hắn mặt đất toát ra cấp tốc dán tại trên lưng của hắn mặt phục cừu lập tức không thể động đậy trực tiếp cứng tại nguyên địa phốc lần người mặc áo tơi một đao đâm xuyên mặt phục cừu lồng ngực máu tươi thuận lưỡi đao vẫy ra mà ra mặt phục cừu con ngươi phóng đại trong lòng tràn ngập tuyệt vọng hỏng bếp. Những người khác nhau nhau lui lại, nhìn thấy mặt phục cừu bị trọng thương, từng cái hoảng đến không được. Tất cả mọi người quỳ xuống, chúng ta chỉ bắt mặt phục cừu, các ngươi nếu là dám làm nhiễu chúng ta, đều phải chết. Một tên người mặc áo tơi trầm giọng quát, dọa đến những đệ tử kia rung chân, nhau nhau quỳ xuống. Các thiếu niên, thiếu nữ cái nào gặp qua bực này tràn cảnh, từng cái càng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, không dám mở miệng nói. Mặt phục cừu không cách nào động đậy, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt người mặc áo tơi, trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? thiên cương địa sát, hoa y quỷ mị, Ngọc Thanh Tông phạm vào tối kỵ, trước bắt ngươi trở về, chỉ có thể nói cho ngươi, Ngọc Thanh Tông đại kiếp đến rồi. Người mặc áo tơi trầm giọng nói, thanh âm khàn khàn. mặc Phục Cừu nghe chút, trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Đúng lúc này, ầm ầm. Giữa dãy núi chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên cự nhân, nửa người trên chui vào trong biển mây, chung quanh dãy núi cao nhất cũng mới đạt tới hắn phần eo, tràn diện cực kỳ tráng quan. Tại vị cự nhân này trước mặt, tất cả mọi người cảm giác được chính mình nhỏ bé, giống như sâu kiến nhìn người. Hai vị người mặc áo tơi bị dọa đến tay run. Bởi vì vị cự nhân này mặc chính là Ngọc Thanh Tông đạo bào. Khi triển pháp Thiên Tượng Địa Hàng Tuyệt quan sát thiên địa, mây mù che đậy hắn phần lớn tầm mắt, nhưng vẫn để hắn rất kích động. Thần thông này khó lường a. Hàng Tuyệt hiện tại chí ít có cao ngàn trượng, cũng không phải là hư ảo, nhục thân xác thực như vậy to lớn, bất quá đạo bào cũng đi theo biến lớn, vô cùng thần kỳ, không chỉ có như vậy, tính cả nhục thân lực lượng bay vọt tăng trưởng. Thần thông quả nhiên là cao thâm mạc rắc. Hàng tuyệt cảm giác mình một cước liền có thể gạt ngã một ngọn núi, loại này cảm giác cường đại để hắn bành trướng. Nơi đây khoảng cách Ngọc Thanh Tông còn cách một đoạn, vì không làm cho anh động, hàng tuyệt cố ý tới nơi đây. Pháp thiên tượng địa xác thực ngư phê. Ngàn trượng chi thân, nguyên anh cảnh không chém nổi hắn đi. Hàng tuyệt trong lòng đắc ý. Hắn đang muốn rời đi, chợt nghe thanh âm đánh nhau. Hắn quay đầu nhìn lại, tại cách đó không xa trong núi có một nhóm con kiến. Nhà. Không phải con kiến. Là người. Hàng tuyệt mới đầu không thèm để ý, về sau cảm thấy trong đó một đạo khí tức có chút quen thuộc. Đây không phải mặt phục cừu sao? Hắn định thần nhìn lại, vừa hay nhìn thấy mặt phục cừu bị đâm đau. Ta sát. Ai vậy, dám ở Ngọc Thanh Tông cửa ra vào giết tông ta đệ tử hạch tâm. Thân là trảm thần trưởng lão, hàng tuyệt há có thể ngồi nhìn mặt kệ. Hắn lúc này lắc mình biến hóa, hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, hai vị người mặc áo tơi lấy lại tinh thần mà tới. Một người trong đó thầm nói, vừa rồi hoa mắt. Người còn lại nói, có lẽ là huyễn tượng ngọc thanh tông một phương đồng dạng ở vào trong kinh ngạc chẳng biết tại sao mặt phục cừu cảm thấy đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc hô một cơn gió mạnh bỗng nhiên đánh tới mặt phục cừu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái bên cạnh hai vị người mặc áo tơi tất cả đều thổ huyết bay rớt ra ngoài trong thoáng chốc mặt phục cừu thấy được một người hắn trừng to mắt quả nhiên là hắn hắn vừa chớp mắt hàng tuyệt cùng hai vị người mặc áo tơi đã biến mất những người khác cũng cứ thế tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà tới. Thật lâu. Mạc phục cừu tức giận nói, còn không mau tới cứu ta. Bộ ngực hắn còn cắm một cây đao. Những người khác nhau nhau vây quanh. Mạc sư huynh, ngươi không sao chứ? Vừa rồi người kia là ai? Còn có hỏi, khẳng định là chúng ta Ngọc Thanh Tông cảm thần trưởng lão. Có thể thương tổn được Mạc sư huynh, tất nhiên là hai vị kim đan cao thủ, trong nháy mắt đánh bại hai vị kim đan cao thủ, chỉ có thể là cảm thần trưởng lão. Cảm thần trưởng lão chính là vị kia danh chấn tu chân giới Ngọc Thanh Tông hóa thần cường giả. Chủ phong, trưởng giáo điện. Hàng Tuyệt vọt thẳng nhập đại môn, bừng tỉnh lý Khanh Tử. Không đợi Lý Khanh Tử mở miệng, hắn tiện tay hất lên, đem hai tên ngất người áo đen vứt trên mặt đất. Hắn dùng thần thức trùng kích linh hồn hai người, khiến cho bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào thanh tỉnh được. Hai người này muốn bắt mặt phục cừu, giao cho ngươi. Hàng Tuyệt vứt xuống lời nói này lại cấp tốc rời đi. Lý Khanh Tử sững sốt một hồi, ánh mắt mới chậm rãi nhìn về phía trên điện hai người một bên khác hàn tuyệt trở lại tiên thiên động phủ bên trong hắn ngồi vào trên giường gỗ duỗi cái lưng mệt mỏi dám ở ngọc thanh tông bắt người đoán chừng lại là một phương địch nhân tại ngọc thanh tông diệt thanh minh ma giáo sau xuất hiện nhất định càng mạnh hàn tuyệt yên lặng nghĩ đến ai vô tận phiền phức a à, đây chính là nhân sinh sao đến tranh thủ thời gian đột phá hóa thần cảnh hàn tuyệt đột nhiên cảm thấy nguyên anh cảnh cũng rất không an toàn hôm sau trời vừa sáng lý khanh tử thái thượng trưởng lão tìm đến hàng tuyệt mở ra động phủ để bọn hắn vào chật chật nơi này linh khí đều nhanh vượt qua chủ phong vườn thuốc thái thượng trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lần nữa đối mặt hàng tuyệt hắn vẫn còn có chút lúng túng dù sao mấy chục năm trước hắn bị hàng tuyệt đánh nát đạo tâm bây giờ một lần nữa nhặt lên thần thông đối mặt hàng tuyệt vẫn có chút mất tự nhiên lý khanh tử cười nói động phủ hay là nhỏ một chút muốn hay không gọi người mở lớn một chút hàng tuyệt lắc đầu nói cứ như vậy rất tốt quá lớn cũng quạng cu ẻ đương đại trưởng giáo cùng tiền nhiệm trưởng giáo cùng đến, tất nhiên là có phiền phức. Nói thẳng đi, có phải hay không Ngọc Thanh Tông lại gặp được phiền phức? Hàng tuyệt hỏi. Hôm qua bắt hai người đoán chừng thân phận không đơn giản. Lý Khanh Tử thở dài một tiếng, nói, hai người kia chính là người Thoa Y Thánh Giáo, Ngọc Thanh Tông thành lập gần ngàn năm, mà Thoa Y Thánh Giáo đã tồn tại mấy ngàn năm, bọn hắn hành tung quỷ bí, ngàn năm trước từng thống nhất qua đại yến tu chân giới, sau bị chính đạo các tông liên thủ đánh tan, lại chui vào chỗ tối, bây giờ bọn hắn lại ngóc đầu trở lại, bắt lấy chúng ta không ít đệ tử thiên tài, bọn hắn tự hồ nắm giữ chúng ta rất nhiều tình báo, chỗ bắt đệ tử đều là thiên tài. Thái thượng trưởng lão khẽ nói, khẳng định có gian tế, trước đó thanh minh ma giáo gian tế liền không có diệt trừ sạch sẽ, nhất là tìm phục tại trưởng lão tầng mật thám, ta hoài nghi bọn hắn vì báo thù, cố ý tìm tới Thoa Y Thánh Giáo. Thoa Y Thánh Giáo, danh tự này có chút ý tứ. Hàng tuyệt hỏi, Thoa Y Thánh Giáo bên trong có hóa thần sao? Có dung hư sao? Lý Khanh Tử hồi đáp, Phá thần khẳng định có, dung hư cũng không rõ ràng. Nha! Hàng tuyệt đột nhiên lại muốn chạy trốn. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút, chạy có thể chạy đi nơi đâu. Thái thượng trưởng lão nói, chúng ta dự định tự mình bái phỏng các tông, đem chính đạo các tông đoàn kết lại, trong khoảng thời gian này, Ngọc Thanh Tông hy vọng do ngươi đến thủ hộ. Ngươi gặp phải Ngọc Thanh Tông trưởng giáo, Thái thượng trưởng lão thỉnh cầu, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, cự tuyệt thỉnh cầu, bội phản Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được một viên trú nhang đan. Hai, đồng ý thỉnh cầu, tiếp tục tu luyện, bảo vệ Ngọc Thanh Tông, tại trưởng giáo trở về trước, khiến cho Ngọc Thanh Tông bình an vô sự, có thể đạt được một bản pháp thuật bí tịch, một bình hóa thần cảnh tu hành đang dược. Hàng Tuyệt trước mắt đã lâu xuất hiện lựa chọn. Đầu thứ hai ban thưởng rất phong phú a. À? Còn có hóa thần cảnh tu hành đang dược. Không có vấn đề. Hàng Tuyệt sẵn khoái đáp ứng. Chỉ cần không đi ra, chuyện gì cũng dễ nói. Lý Thanh Tử hai người kinh hỉ, đối với Hàng Tuyệt độ thiện cảm lần nữa tăng lên, tất cả đều đạt tới bốn tinh hảo cảm. Hai người sau khi rời đi, hàng tuyệt lập tức tiến vào tu hành trạng thái quá nguy hiểm phải nắm chắc thời gian tăng cao tu vi hàng tuyệt yên lặng nghĩ đến mặc dù hắn đã có thể đồng thời hấp thu sáu loại linh khí nhưng muốn đạt tới hóa thần cũng cần thời gian mấy chục năm mấy chục năm a à, rất nhiều phàm nhân cả một đời cũng liền chút điểm thời gian này thoáng chớp mắt thời gian sáu năm đi qua hàng tuyệt đột phá tới nguyên anh cảnh năm tầng tuổi thọ tăng trưởng đến một nghìn tám mươi năm như vậy tiến bộ cũng không tệ lắm hàng tuyệt rất hài lòng hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Đồ đệ Dương Thiên Đông làm sao còn chưa trở về? Hắn mở ra quan hệ nhân mạch, chú ý tới bưu kiện lóe ra điểm đỏ. Hắn lập tức ấn mở bưu kiện xem xét. Hảo hữu của người Lý Khanh Tử gặp phải Thoa Y Thánh Giáo tập kích, kích 14. Hảo hữu của người Thái Thượng trưởng lão gặp phải Thoa Y Thánh Giáo tập kích, kích 26. Đồ đệ của người Dương Thiên Đông gặp phải Thoa Y Thánh Giáo tập kích. Đồ đệ của người Dương Thiên Đông bị Thoa Y Thánh Giáo bắt tù binh. Hảo hữu của người Chu Phàm gặp phải Thoa Y Thánh Giáo tập kích, kích 8. Nhìn xuống đi, tất cả đều là bị thoa y thánh giáo tập kích so với trận đánh lúc trước thanh minh ma giáo còn muốn tráng quan hàng tuyệt chú ý tới mình đồ đệ bị bắt theo lý mà nói làm sư phụ hẳn là xuất quan nhưng là không được hàng tuyệt cảm thấy đây là bẫy rập đến từ từ nơi sâu xa một cổ lực lượng thần bí tại điều khiển nhân sinh của hắn buộc hắn mạo hiểm hắn nhất định phải cùng vận mệnh chống lại tuyệt không mạo hiểm hàng tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến ngọc thanh tông nội bộ sẽ có hay không có người thoa y thánh giáo hắn lập tức vận dụng mô phỏng thí luyện công năng trước kiểm tra đo lường người trong Ngọc Thanh Tông. Hắn trước tìm kiếm Ngọc Thanh Tông bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất. Đạo Lôi lão tiên, nguyên anh cảnh tầng 7, Ngọc Thanh Tông Thiên Lôi Phong trưởng lão, Hoa Y Thánh giáo bí mật chấp sự. Hàng Tuyệt sửng sốt. Bởi vì Đạo Lôi lão tiên đối với hắn không có có ấn tượng tốt, cũng không có cừu hận, cho nên hắn một mực không có giải qua Đạo Lôi lão tiên. Không nghĩ tới người này lại là người sói. Hoa Y Thánh giáo bí mật chấp sự. Hàng Tuyệt nhíu mày. Lão cẩu này ẩn tàng rất sâu a. À cách không được cùng ma giáo một trận chiến về sau, rất nhiều trưởng lão đều đối với hàng tuyệt có ấn tượng tốt, đạo lôi lão tiên nhưng không có. Nguyên lai like tên này là mật thám. Người sói A. Xử lý như thế nào? Trực tiếp giết, hay là trước tìm chứng cứ? Hàng tuyệt sờ lên cầm, do dự. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy tiến về Ngọc U Phong. Khi tuyền tiên tử đáng giá tín nhiệm, quan hệ nhân mạch bên trong cũng không có biểu hiện nàng là mật thám. Đi vào Ngọc U Điện trước, đại môn rất mau đánh mở, hàng tuyệt lập tức nhập điện. Lần này, hắn không có quỳ lạy, chỉ là ôm quyền hành lễ. Sư phụ, ta phát hiện trưởng lão bên trong có thoa y thánh giáo mật thám, giải quyết như thế nào? Trực tiếp giết, hay là trước sưu tập chứng cứ? Hàng tuyệt mở miệng hỏi. Khi tuyền tiên tử mở mắt, nhẹ giọng hỏi, ai? Thiên lôi phong đạo lôi lão tiên. Giết đi. a. Hàng tuyệt sửng sốt. Cái này cùng hắn nghĩ đối thoại hoàn toàn khác biệt. Hẳn là hy tuyền tiên tử cùng đạo lôi lão tiên có thù. Khi tuyền tiên tử khẽ nói, vi sư đã sớm phát hiện hắn không thích hợp, nếu ngay cả ngươi cũng nói như vậy, nhất định là thật. Hàng tuyệt gật đầu, quay người rời đi. Khi tuyền tiên tử nghĩ nghĩ, đứng dậy theo. Hai người rời đi ngọc u phong, hướng phía thiên lôi phong bay đi. Làm sốt dẻo nhất ngọn núi một trong, thiên lôi phong bên trên đệ tử có gần 200 người, tại thiên lôi phong các nơi tu hành. Hàng tuyệt hai người cấp tốc đi vào thiên lôi điện. Sư huynh, ta tới bái phỏng ngươi. Khi tuyền tiên tử mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, đại môn mở ra. Hai người lập tức đi vào đại môn đi theo đóng lại. Nhìn thấy hàng tuyệt đến, đạo lôi lão tiên đầu tiên là ngẩn người, lúc này đứng dậy. Hai vị trưởng lão, cùng đi tìm. Đạo lôi lão tiên cười hỏi, có thế còn chưa có nói xong, kiếm quan lập lòe đại điện. Tam thanh tuyệt ảnh kiếm trực tiếp xuyên thủng đạo lôi lão tiên lồng ngực, đem hắn đính tại chính điện ngọc trên tường. Nguyên anh cảnh một tầng hàng tuyệt đều có thể miễu sát hóa thần, bây giờ nguyên anh cảnh năm tầng hắn đối phó đạo lôi lão tiên, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thật nhanh, khi tuyền tiên tử âm thầm kinh hãi nàng đều không có thấy rõ ràng hàng tuyệt là như thế nào xuất thủ đạo lôi lão tiên càng là hoảng sợ gặp nhau hắn muốn dãy dụa phát hiện hàng tuyệt kiếm khí rót vào trong cơ thể hắn vậy mà tại nhanh chóng từng bước xâm chiếm linh lực của hắn làm sao có thể linh lực của hắn vì sao bá đạo như vậy đạo lôi lão tiên sợ hãi cực kỳ vội vàng kêu lên hàng trưởng lão ngươi đây là ý gì hàng tuyệt mặt không biểu tình nói hoa y thánh giáo bí mật chấp sự trưởng giáo lúc rời đi để cho ta bảo hộ ngọc thanh tông gần nhất ngọc thanh tông đệ tử thiên tài liên tiếp bị thoa y thánh giáo bắt tù binh chắc hẳn đều là ngươi cung cấp tình báo hôm nay ta liền giết ngươi hắn tức bước đi hướng đạo lôi lão tiên đạo lôi lão tiên đối với ngươi sinh ra cừu hận trước mắt cừu hận độ là năm sao đạo lôi lão tiên kinh hải bỗng nhiên hóa thành lôi điện bạo tán ra mấy chục đạo lôi điện dọc theo vách tường đi nhanh hướng phía đại môn phóng đi hàng tuyệt nâng tay phải lên lôi điện từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài đại thiên lôi bạo vô số lôi điện xen lẫn ở trong điện những bình ngọc kia bức tranh các loại trang trí vật tất cả đều bị chấn động đến vỡ nát. Quanh một tiếng, thiên lôi điện đi theo vỡ nát, đạo lôi lão tiên trống rỗng xuất hiện, thổ huyết rơi ở trên mặt đất. Hắn vừa muốn đứng dậy, ba đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tru diệt nhục thể của hắn, nó nguyên anh vừa định chạy, liền bị cửu long trừ ma ấn đánh nổ. Nghiền sát. Hàng tuyệt quay người rời đi, bước xuống một câu, nói, sư phụ, còn lại giao cho ngươi. Hắn tấp tốc rời đi. Hắn vừa rời đi không bao lâu, từng người từng người thiên lôi phong đệ tử bay lên, trong đó bao quát mặt phục cừu, mặt trúc. Nhìn thấy thiên lôi điện hóa thành phế tích, bọn hắn mắt trợn tròn. Khi tuyền tiên tử mở miệng nói, trải qua ta cùng trảm thần trưởng lão điều tra, đạo lôi lão tiên thật là thoa y thánh giáo chấp sự mật thám, vừa rồi trảm thần trưởng lão ngay tại chỗ xử tử đạo lôi lão tiên, thiên lôi phong các đệ tử an tâm tu luyện, trưởng lão mới chờ trưởng giáo trở về lại an bài, trong khoảng thời gian này tận lực ít đi ra ngoài, tránh cho bị thoa y thánh giáo để mắt tới. Nàng tay phải vung lên, đem đạo lôi lão tiên nhẫn trữ vật thu đi. Thiên Lôi Phong các đệ tử ngây dại. Làm sao có thể? Sư phụ là nội gian, Trảm Thần trưởng lão sẽ không oan uổng người a. Thế nhưng là sư phụ nhiều năm như vậy cẩn trọng, coi như hoài nghi, cũng muốn chờ trưởng giáo trở về a. Sư phụ đã chết. Bọn hắn lúc lên núi ta chú ý tới, đến bây giờ cũng mới mấy chục giây thời gian, sư phụ đã vậy còn quá nhanh liền bị giết. Thiên Lôi Phong đạo lôi lão tiên bị Trảm Thần trưởng lão tru sát. Chuyện này giống như một viên tạc đạn nặng ký banh tạc nội môn, dẫn tới 18 ngọn núi đệ tử xung sao đạo lôi lão tiên thật là nội gian. Các trưởng lão cấp tốt tụ tập tại chủ phong trong đại điện, do tỉnh tư chân nhân chủ đạo việc này. Khi tuyền tiên tử tay phải lật ra, trong tay xuất hiện một phong thư. Nàng mở miệng nói, đây là từ đạo lôi lão tiên bên trong những chữ vật phát hiện, chính là thoa y thánh giáo thánh sứ truyền cho hắn, để hắn hỗ trợ thu thập Ngọc Thanh Tông đệ tử thiên tài, trừ cái đó ra, bên trong những chữ vật còn có sách khác tin lui tới, cùng ma tu pháp khí. Nàng đem phong thư này giao cho các trưởng lão khác truyền đọc. Các trưởng lão đọc về sau, đều là tức giận kinh hãi bọn hắn nhao nhao giận mắng đạo lôi lão tiên, đồng thời hải hùng kiếp vía. Trảm thần trưởng lão quá kinh khủng đi. Vậy mà trực tiếp giết đạo lôi lão tiên, đều không cần cùng bọn hắn thương lượng. Trong lòng bọn họ sợ hãi, hạ quyết tâm, quyết không thể trêu chọc hàng tuyệt. Cùng lúc đó, hàng tuyệt ở trong động phủ tiếp tục điều tra. Trừ đạo lôi lão tiên bên ngoài, Ngọc Thanh Tông các trưởng lão khác đều là trong sạch. Cũng bình thường, nếu như Ngọc Thanh Tông trưởng lão bên trong xuất hiện mấy vị nội gian, đây không phải là dê dê rồi trưởng lão tần xem như thanh lý xong sau đó là chấp sự tần chấp sự tần mật thám liền bách hoa lộ phóng trừ thoa y thánh giáo chính ba hai đạo mật thám đều có còn có một số gia tộc tu chân thấy hàng tuyệt nghẹn họng nhìn trân trối toàn bộ tu chân giới đều là như vậy hay là liền ngọc thanh tông xui xẻo như vậy hàng tuyệt lắc đầu bởi vì quá nhiều người hắn liền lười nhắc truy cứu dù sao những người này cũng nguy hại không được ngọc thanh tông hàng tuyệt bắt đầu tu luyện sau đó cách mỗi nửa năm Hắn liền sẽ để hệ thống hỗ trợ kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong người mạnh nhất, tránh cho Thoa Y Thánh giáo đột kích. Hai năm sau, đang tu luyện hàng tuyệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến Tiên Thiên Khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó? Lại có. Hàng Tuyệt lập tức xem xét. Trước mắt hắn đi theo xuất hiện từng hàng chữ. Hắc Ngục Kê, thượng giới yêu thánh chuyển thế, bản thể là Hắc Ngục Phượng Hoàng, bởi vì giết chóc vô số, đắc tội Thiên Đình, bị Thiên Đình tru sát, hồn phách của hắn chui vào lục đạo luân hồi đầu thai vào thế gian, nó linh hồn đem không ngừng cải tạo nhục thân nó, cho đến triệt để lột xác thành hắc ngục phượng hoàng, trước mắt trạng thái là con gà, linh trí chưa thành thục, như là hai tuổi hài đồng. Hàng tuyệt ngẩn người. Thượng giới yêu thánh. Như thế kiểu như trâu bò. Dương Thiên Đông có yêu thánh huyết mạch chỉ là thế gian mà thôi, hắc ngục kê trực tiếp là thượng giới yêu thánh. Còn có thiên đình, đây không phải hoa hạ trong thần thoại tồn tại sao, thế giới này cũng có. Hàng tuyệt đối với hắc ngục kê sinh ra hứng thú. Thần thức của hắn lập tức quét tới chỉ gặp chân núi có một tên lão nông nắm đàn trâu hành tẩu tại trong sơn giả mỗi một con trâu trên lưng đều nâng hai cái lồng gà bên trong đều là con gà hàng tuyệt thần thức cấp tốc rơi vào trong đó một con tiểu hắc kê trên thân con gà đen này lông vũ sáng loáng ánh sáng nói sáng rất có kim loại cảm nhận một đám con gà bên trong duy chỉ có con tiểu hắc kê này như như không linh lực ba động tuyệt phẩm thần sủng há có thể bỏ lỡ hàng tuyệt lập tức xuống núi hắn đi vào lão nông trước mặt đi thẳng vào vấn đề nói muốn con gà con kia lão nông không dám cự tuyệt bản thân hắn chính là Ngọc Thanh Tông nô bộc, nhóm này trâu cùng con gà vốn là đưa cho nội môn, Hàng Tuyệt vừa lấy ra trưởng lão lệnh, hắn liền tuân mệnh. Hàng Tuyệt nắm lấy Hắc Ngục Kê trở lại động phủ. Đem Hắc Ngục Kê mang về động phủ về sau, Hàng Tuyệt đưa nó ném ở một bên, tự mình bắt đầu tu luyện. Mới đầu, Hắc Ngục Kê khi đói bụng muốn ăn hắn hoa cỏ, kết quả bị hắn lục đạo linh lực đánh bay, đâm vào trên tường, đau đến chích chích gọi. Nguy hiểm thật. Kém chút ngã chết. Hàng Tuyệt không thể không đem linh lực của mình rót vào Hắc Ngục Kê thể nội, dẫn đạo nó nạp khí tiếp tục đã vài ngày, Hắc Ngục Kê mới thói quen nạp khí. Nạp khí có thể làm dịu đói khác, Hắc Ngục Kê bắt đầu hưởng thụ trạng thái tu luyện. Không thể không nói, yêu thánh chuyển thế thật ghê gớm. Mặc dù huyết mạch còn chưa hoàn toàn thuế biến, linh trí cũng không khai phát, nhưng bản năng vẫn còn ở đó. Nếu không có gặp được hàng tuyệt, con Hắc Ngục Kê này đoán chừng muốn bị đưa vào vạn yêu giới, bị những yêu thú khác ăn hết, lần nữa chuyển thế, không biết muốn bao nhiêu thế mới có thể tái hiện yêu thánh phong thái. Hắc Ngục Kê bắt đầu tu luyện về sau, hàng tuyệt cũng yên lòng, tiếp tục tu luyện nguyên anh cảnh năm tầng đối với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều mục tiêu của hắn là sớm ngày hóa thần không sớm ngày dung hư sớm ngày đại thừa hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất đạt tới nhân gian cao nhất chi cảnh dạng này hắn mới có thể yên tâm hai năm sau lý khanh tử cùng thái thượng trưởng lão trở về biết được đạo lôi lão tiên là mật thám đã bị hàng tuyệt tru sát hai sư đồ kinh ngạc không thôi khi tuyền tiên tử xuất ra những chứng cớ kia về sau hai người liền tức giận đứng lên chửi mắng thoa y thánh giáo vô sĩ cùng lúc đó hàng tuyệt ngay tại trong động phủ chiêu đãi hình hồng tuyền hồi lâu không thấy hình hồng tuyền nàng này càng phát động lòng người nàng đã trúc cơ cảnh tám tầng như vậy tốc độ đột phá thật mau đều đã vượt qua thường nguyệt nhi mặt trúc chủ phong đãi ngộ xác thực sau so 18 ngọn núi mạnh trưởng giáo đã trở về ngọc thanh tông vẫn bình an vô sự ngươi thu hoạch được một bản pháp thuật bí tịch một bình hóa thần cảnh tu hành đang dược chúc mừng ngươi thu hoạch được phong thần thuật chúc mừng ngươi thu hoạch được một bình hóa thần tụ linh đan phong thần thuật phong hệ pháp thuật có thể thuận gió ngao du thiên địa ở giữa, cũng có thể nhục thân hóa gió. Hóa thần tụ linh đan, hóa thần cảnh thượng thừa tu hành đang dược, hết thảy 12 mai. Hàng Tuyệt nhìn thấy trước mắt bốn hàng chữ, mặt lộ dáng tươi cười. Hình Hồng Tuyền bắt đầu trồng thực chính mình thu thập thiên tài địa bảo. Những bảo bối này đều là ta đi ra ngoài lịch luyện lúc lấy được, trước tiên liền lấy đến cấp ngươi, ngươi khẳng định cần dùng đến. Hình Hồng Tuyền cười nói, quay đầu vừa vặn nhìn thấy Hàng Tuyệt đang cười, trong lòng không khỏi ngọt ngọt. Xem ra phu quân thật cao hứng nàng đến. Hàng Tuyệt bắt đầu cùng với nàng nói chuyện phiếm. Hình Hồng Tuyền nói lên chính mình đi ra ngoài lịch luyện cố sự, Hàng Tuyệt thuận tiện giải tu chân giới. Tháng trước, nàng cùng đồng môn sư huynh, sư tỷ ra ngoài lịch luyện, vừa lúc gặp được chính đạo tông môn xích phong giáo cùng ma đạo tông môn thanh long tông đang chiến đấu, bọn hắn xuất thủ đánh tan thanh long tông tu sĩ. Hình Hồng Tuyền cũng thừa cơ nhặt một cái nhẫn trữ vật, sau khi trở về phát hiện bên trong tất giấu không ít bảo bối. Ngọc Thanh Tông tại Đại Yến tu chân giới sắp xếp thứ mấy? Hàng Tuyệt hỏi. Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói, Đại yến tu chân giới có hơn 20 chi tông môn thế lực, trong đó chính đạo có thập nhị chi, Ngọc Thanh Tông hẳn là có thể được cho năm vị trí đầu đi. Hả? Mới năm vị trí đầu? Hàng Tuyệt thất vọng, cách không được Ngọc Thanh Tông có nhiều như vậy địch nhân. Kỳ thật đại bộ phận tông môn thực lực sai biệt không lớn, cũng không có chân chính xếp hạng. Hình Hồng Tuyền lắc đầu cười nói. Hàng Tuyệt gật đầu. Chân thực tu chân giới nào có nhiều như vậy xếp hạng, lại không có MBA chèo chống. Đúng rồi, gần nhất tu chân giới ra một vị nhân vật phong vân đến từ chu tước kiếm tông hoàng cực hạo người này lúc trước kim đang cảnh lúc từng chém giết qua nguyên anh lão quái danh chấn thiên hạ mấy trăm năm đi qua hắn thực lực chỉ sợ đã hóa thần hắn đơn thương độc mã giết vào một chi chính đạo tông môn không người là đối thủ của hắn hình hồng tuyền phản phất nhớ tới cái gì tiếp tục nói nàng có chút nhăn đầu lông mày nói nghe nói hoàng cực hạo muốn khiêu chiến đại yến tu chân giới tất cả tông môn sẽ tới hay không chúng ta ngọc thanh tông thông qua tỉnh tư chân nhân nàng đã biết hàng tuyệt chính là trảm thần trưởng lão nếu như hoàng cực hạo đánh tới hàng tuyệt nhất định đến đối mặt hắn. Hàng tuyệt lắc đầu nghĩ đến, làm sao đến đâu mà đều có dạng này chiến đấu cùng ma. Có thế đơn đấu một chi tông môn, hẳn là rất mạnh đi. Hàng tuyệt cẩn thận hỏi, hoàng cực hạo tại khiêu chiến tông môn trong quá trình có hay không giết người. Hình hồng tuyền lắc đầu nói, thế thì không có, dù sao chu tước kiếm tông cũng là danh môn chính phái. Vậy ta an tâm. Hình hồng tuyền một mặt dấu chấm hỏi. Đại danh đỉnh đỉnh trảm thần trưởng lão như vậy sợ chết. Nàng cảm thấy buồn cười, nhưng nàng cũng không có xem nhẹ hàng tuyệt, toàn bộ ngọc thanh tông không người có tư cách xem thường hắn hàng huyên nửa canh giờ hình hồng tuyền liền rời đi hàng tuyệt tiếp tục tu luyện hình hồng tuyền mặt trúc thường nguyệt nhi cách mỗi mấy năm cũng sẽ tìm đến hắn một chuyến cũng không nhiều quấy rầy chỉ là tâm sự hàng tuyệt dần dần cũng đã quen cuộc sống như vậy ngẫu nhiên tâm sự cũng rất tốt thuận tiện từ trong miệng các nàng hiểu rõ tu chân giới cùng lúc đó hắc một kê cũng đang không ngừng lớn lên một năm sau hàng tuyệt theo thói quen kiểm tra đo lường ngọc thanh tông Diệp Tam Lan, Nguyên Anh cảnh tầng 7, Thoa Y Thánh giáo chấp sự. Nguyên Anh cảnh tầng 7, thực lực không tệ nha. Hàng Tuyệt chậm rãi đứng dậy, đi ra động phủ. Hắc Ngục Kê ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chợt tiếp tục tu luyện. Tại Hàng Tuyệt bồi dưỡng dưới, nó cũng thay đổi thành yêu tu luyện tính tình. Bên ngoài mấy dặm, trong một mảnh núi rừng. Một tên mặt ngọc thanh tông đạo bào nam tử ngay tại dưới cây ngồi xuống, hắn khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra tà khí. Chính là Thoa Y Thánh giáo Diệp Tam Lan. Đạo lôi tên này làm sao còn chưa đến, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tam Lan thầm mắng. Hắn đã đợi một tháng. Khi nhẫn nhanh không có. Hắn thậm chí muốn vọt thẳng nhập Ngọc Thanh Tông. Bất quá nghĩ đến vị kia thần bí trảm thần trưởng lão, hắn hay là thỏa hiệp. Đúng lúc này, hàng tuyệt từ rừng cây chỗ sâu đi tới. Vừa nhìn thấy hắn, Diệp Tam Lan lập tức cảnh giác. Thần thức quét qua. Trúc cơ cảnh chính tầng. Sâu kiến. Diệp Tam Lan tiếp tục tu luyện, làm bộ không có nhìn thấy hàng tuyệt, dù sao hắn mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào, gặp người liền chạy ngược lại để cho người ta sinh nghi. Nào biết hàng tuyệt vậy mà đi thẳng tới trước mặt hắn. Diệp Tam Lan nhíu mày hỏi, các hạ có việc. Hàng tuyệt truyền âm nói, thế nhưng là Thoa Y Thánh Giáo lá chấp sự. Ta là đạo lôi lão tiên đệ tử thân truyền, gần nhất Thoa Y Thánh Giáo thường xuyên quấy rối Ngọc Thanh Tông, đạo lôi lão tiên bị trưởng giáo an bài những nhiệm vụ khác, không cách nào thoát thân, liền để cho ta tới cùng ngươi giao tiếp. Nghe vậy, Diệp Tam Lan mày nhíu lại đến càng sâu. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, một trưởng đánh trên ngực hàng tuyệt bá đạo linh lực rót vào hàng tuyệt thể nội sau đó phịch một tiếng diệp tam lang bị phản chấn ra ngoài đụng ngã từng cây từng cây cây cuối hàng tuyệt vỗ vỗ lồng ngực trong lòng khẽ nói ta có thần trang ngươi đánh như thế nào ta liền ngươi điểm ấy linh lực kim thiền huyền thần y cũng không phải phản giáp chỉ là hàng tuyệt phản xạ có điều kiện giống như dùng lục đạo linh lực chống cự diệp tam lang phàm nhân linh lực chỗ nào có thế ngăn cản ngươi diệp tam lang đứng lên vừa sợ vừa giận trúc cơ cảnh chính tầng làm sao lại thành như vậy cường đại. Chờ chút. Chẳng lẽ là. Diệp Tam Lan bỗng nhiên nghĩ đến một người, dọa đến sắc mặt trắng bệch, xoay người bỏ chạy. Hắn vừa mới chuyển thân, ba đạo kiếm ảnh như thiểm điện đánh tới, trực tiếp nghiền nát nhục thể của hắn. Trong chớp mắt, Diệp Tam Lan tế ra nguyên anh, nguyên anh hóa thành một đạo ánh sáng cầu vòng phi nhanh hướng chân trời. Cực nhanh. Hàng Tuyệt trực tiếp thi triển phong thần thuật, hóa thành một cơn gió mạnh đuổi theo. Không đến 3 giây, hắn liền đuổi kịp Diệp Tam Lan, hắn đưa tay thi triển đại thiên lôi bạo đầy trời lôi điện hóa thành lôi võng đem dịp tam lang cản lại